giết hại Tê Tê, sinh con ra giống y như Tê Tê. Vào năm 1948, thôn Sam Châu, Đạm Biên, Malaysia, có một người nông dân rất nghèo tên là Trương Thu Đạm. Một hôm nọ, lúc ông đang cày ruộng, bất chợt thấy một con Tê Tê. Ông liền vứt cày để đuổi bắt nó. Tuy nhiên, nó đã nhanh chân chạy vào một hang núi để trốn. Ba người con trai của ông nghe vậy liền chạy đến để tìm cách bắt, nhưng cũng không được. Lúc đó, vợ ông là Mạnh Tiên mới 39 tuổi, đang mang thai, cũng tham gia đuổi bắt con Tê Tê. Chị ta lại lập mưu kế rất hay, đó là đốt củi trước cửa hang, lùa khói bay vào. Như vậy, con Tê Tê bị ngợp khói trong hang, nhất định sẽ bò ra. Họ đốt củi suốt nửa ngày, mặt ai cũng đỏ bừng vì nắng và lửa khói. Nước mắt giàn giụa, vẫn không thấy bóng của con Tê Tê đâu. Cả gia đình thất vọng, bèn ủ rũ đi về. Năm tháng sau, cô Bành Tiên sinh ra được một người con gái có hình thù rất đáng sợ, giống y như con Tê Tê vậy. Khi sinh ra đứa bé, nó không khóc oa oa như bao đứa trẻ khác, mà nó kêu tiếng chét chét như tiếng của con Tê Tê. Vừa sinh xong, cô rất mệt, nhưng nghe tiếng kêu của con, cô cố gắng chồm người nhìn qua. Vừa nhìn thấy con, cô liền ngất xỉu, lâu sau mới dần tỉnh lại. Cô bèn ôm con trong lòng khóc nức nở, nước mắt chảy ướt đẫm cả thân đứa con mới sinh. Cô biết mình không phải vừa sinh ra một đứa bé gái, mà là một con Tê Tê. Chuyện Bành Tiên sinh ra quái vật khiến cho ai nấy cũng đều kinh ngạc. Mọi người trong làng đều bị hình tướng của đứa con cô Bành hút hồn. Ở bất cứ chỗ nào hay làm bất cứ việc gì, họ cũng đem đề tài của cô ra mà bàn tán. Càng bàn tán thì họ càng kinh hãi. Cho đến trong giấc mơ họ cũng thấy hình dáng kỳ quái của nó. Không ai dám đi ra ngoài ban đêm. Từ đó, mọi người lo sợ giống như bị ma nhập vậy. Họ cho rằng hình tướng của nó là một điềm báo trước đại họa sắp xảy ra cho dân làng. Chính vì vậy mà họ yêu cầu ông Trương phải đem nó giao cho dân làng xét xử. Hơn ai hết, vợ chồng ông Trương Thu Đàm biết rất rõ kết quả của việc đem giao con cho người trong làng xử lý. Dù thế nào đi chăng nữa, nhưng tình phụ tử, mẫu tử không thể mất. Hầm dữ không nỡ ăn thịt con. Do vậy, vợ chồng ông nghĩ ra một kế. Họ nói với mọi người rằng con gái họ đã chết. Họ cũng làm giả đám ma, than khóc. Mặt khác, họ làm một cái buồng rất kín, đem con vào đó cất giấu. Cô gái này đã được cha mẹ đặt tên là Trương Tứ Muội. Thấy con gái từ lúc mới sinh đã bị nhốt như giam trong ngục, suốt ngày không thấy ánh mặt trời. Họ vô cùng đau lòng, khóc lóc suốt. Tuy đau khổ khóc hết nước mắt, nhưng suy nghĩ nát óc, họ vẫn không tìm ra cách để chữa trị cho con. Vả lại họ cũng không có tiền để đưa con đi bác sĩ. Khi đứa bé lên 10 tuổi, ông bị một cơn bệnh hiểm nghèo rồi qua đời. Trước khi chết, ông luôn nói với vợ con: anh chết thì yên được thân anh, còn em và các con chắc phải chịu cực khổ nhiều. Ông lại ngoái lên giường nhìn đứa con gái đang nằm quằn quẹo như con Tê Tê. Lòng ông đau xót như kim châm múi xác. Bệnh của ông lại càng phát mạnh hơn, đờm trong cổ cứ chặn ngang những câu ông trăn trối. Cuối cùng ông cố gắng lắm mới ôm con vào lòng mà nói: con à, một mai kia nếu mẹ theo ba thì con phải sống sao đây? Rồi trong những ngày tháng sau này, bao nhiêu gánh nặng đè hết lên đôi vai gầy của mẹ. Nghĩ đến đây, bà chết cũng không thể nào nhắm mắt. Nói xong, đờm trong cổ trào ra,
ông ho một cơn dữ dội rồi chết. Nhưng mắt ông vẫn không chịu nhắm, cứ mở trừng trừng, dù mọi người cố gắng vuốt cỡ nào. Cho đến lúc liệm vào quan tài rồi mà mắt vẫn mở. Chuyện đứa con vẫn được cô Bành giấu kín, với lại thời gian cũng xảy ra hơn 10 năm, nên không ai còn nhắc tới nữa. Phần khác, vì ai cũng lo bận bịu làm ăn, nên cũng không có thời gian để nhớ. Thế nhưng vẫn còn không ít người hoài nghi, không tin con cô đã mất. Lúc đó, cũng có ông Mã, chủ một rạp hát lớn, đến thương lượng với cô Bành. Ông nói rằng, ông không tin con gái cô đã chết. Nếu còn sống, ông xin mua nó với giá 120 lượng vàng để về phục vụ cho rạp hát. Người mẹ cường tuyệt, bà luôn nói rằng con bà đã chết rồi. Nếu không tin thì bà dẫn ra mộ cho xem. Trương Tứ Muội đã phải sống trong cảnh u tối hơn 30 năm. Vào tháng 3 năm 1982, vô tình cô bị người dân phát hiện khi cô bước ra khỏi phòng để lấy nước uống. Chuyện hơn 30 năm trước, y như giấc mộng đã tan biến theo mây khói. Người thời nay đã tiến bộ, họ luôn đề cao tri thức, nên họ quyết định cho cô quyền sống như mọi người khác, có quyền hưởng thụ sản phẩm của khoa học công nghệ. Chuyện của cô Trương là nguyên nhân chính mà ông Chu Bảo Nguyên, phóng viên của báo Tân Sinh Hoạt, giữ tôi lại suốt một ngày để bàn giải khi ông đem hình cô Trương cho tôi. Nhà văn Bách Dương xem. Vừa xem qua tôi giật bắn người. Không lẽ nhân vật chính trong hình là một con người bằng xương bằng thịt, là người có cùng màu da, mái tóc với tôi? Tôi tự hỏi với mình như vậy, không thể tin vào mắt. Khi đó trong tâm tôi khởi lên niềm xót thương vô hạn. Cho nên tôi quyết bằng mọi giá, ngày hôm sau cũng phải đi thăm cô. Ngày hôm sau, tôi cùng phóng viên Chu Bảo Nguyên và tổng biên tập Ngô Trọng Đạt đi thăm. Nói tiếng là đi thăm, nhưng mục đích của tôi là muốn nhìn trực tiếp đồng loại của mình. Suốt chặng đường đi, đầu tôi luôn hình dung hình tướng cô Trương. Dù trước đó tôi đã xem hình rồi, nhưng vẫn khó mà hình dung ra được. Khi xe đến nơi mà chúng tôi sẽ đến, nhờ ông tổng biên tập liên lạc trước, nên chúng tôi được người nhà ra đón tận ngoài đường. Vừa vào tới nhà, cô Trương từ trong buồng bước ra chào chúng tôi. Trời ơi, tôi đang tỉnh hay mơ? Đây là cõi nhân gian hay địa ngục vậy? Nhân vật đứng trước mặt tôi là người hay động vật? Tôi là nhà văn, cũng khá thành đạt về lĩnh vực xây dựng nhân vật. Nhưng tất cả nhân vật tôi xây dựng trong văn, dù thật hay hư cấu, cũng không được như người đang đứng trước mặt tôi. Lúc này tôi mới hiểu được vì sao mà người dân thôn Sâm Châu Đạm Biên gọi cô là người tê tê. Đầu cô trọc lóc, không có một sợi tóc. Đôi mắt xếp lên 50 độ, lỗ mũi trịch lít, môi trời ra, răng thì cái siêu cái vẹo. Trong đó có một cái răng nanh chỉ ra ngoài, giống như ngà voi vậy. Toàn thân đầy vải, khiến cho mọi người mới vừa nhìn đều giật bắn cả người. Đôi mắt cô càng khiến người ta khiếp sợ hơn. Mắt không bao giờ nháy, đương nhiên cũng không nhắm lại được, giống như là mắt cá. Còn hai tròng đen mắt thì tròn đỏ như hai hòn bi sắt bị nung lâu ở nhiệt độ cao. Sau lần gặp gỡ đó, ông tổng biên tập của báo Tân Sinh Hoạt liền liên lạc với bác sĩ trưởng khoa về bệnh ngoài da của Bệnh viện Trung ương đến chữa trị cho cô. Nhưng sau khi khám, vị bác sĩ kết luận, đây là chứng bệnh tôi gặp lần đầu. Nếu nói đột biến gen cũng không chính xác. Vì đột biến gen thì nó chỉ đột biến một phần nào đó mà thôi, chứ không thể đột biến cả một cơ thể. Nên tôi đành chịu thua. Bất chợt, đôi mắt vị bác sĩ lóe sáng lên. Hình như ông tìm ra đáp án về căn bệnh của cô. Ông nói, theo tôi nghĩ, đây không phải là căn bệnh bình thường. Theo như gia đình đã kể, thì đây chính là nhân quả báo ứng mà Đạo Phật đã nói.
nhân quả báo ứng, tơ hào không sai. Một mãi lông bụi trần cũng không thoát. Nghiệp thiện ác luôn theo ta như bóng theo hình. Quả báo không phải không đến, mà là chưa đủ duyên để đến mà thôi. Nếu đến, bạn sẽ không thể tránh khỏi ác báo. Vậy vì sao chúng ta không nghĩ đến điều tốt, nói điều tốt và làm điều tốt chứ? Câu chuyện thứ hai, giết chó trung thành, chết thê thảm. Nhân vật chính của câu chuyện này chính là ông cậu của tôi. Ông họ Đường, sống ở Đại Trung, Đài Loan, làm nông. Năm 1952, vì thân thể tiều tụy, nghe bạn bè bày ăn thịt chó, thân thể sẽ được khỏe mạnh, mập mập. Ông ta liền đem con chó rất trung thành, nuôi từ thời Nhật xâm chiếm Trung Quốc ra giết. Mọi người trong gia đình chẳng những không ngăn cản mà còn khuyến khích giúp đỡ làm thịt chó. Một sáng nọ, cậu và mợ cùng hợp sức dùng cái bừa đập vào đầu con chó. Ngay tức khắc, con chó bị ngất. Ông cậu đem nó tới hồ cá. Ông định nhân đây nhận nước rồi chết. Không ngờ khi vừa nhận xuống nước, con chó liền tỉnh lại, lặn xuống nước chạy trốn. Nhưng chỉ vài tháng sau, khi vết thương đã lành, nó liền quay trở lại giữ nhà cho chủ. Nhưng ông cậu của tôi chẳng có chút động lòng khi thấy con chó trở về. Khoảng 2 tuần sau, ông lấy cục đá lớn nện vào đầu của nó. Lần này con chó cũng ngất xỉu. Do bị đập vào đầu nên lưỡi nó thè ra ngoài. Máu trong miệng chảy ra, ốc phân đầy đất. Hình trạng nó nằm chết rất thê thảm. Ông liền đem nó ra thọc huyết ngay, chứ không nhận nước, để tránh tình huống xấu xảy ra. Chỉ sau mấy giờ, con chó đã nằm gọn trong nồi. Nó được nằm chung với sả, gia vị. Tối đó, cả gia đình cậu tôi cùng hưởng hương vị của thịt chó. Hôm sau, đang làm ngoài đồng, bỗng nhiên nghe đau bụng dữ dội. Ông vội chui vào lùm cỏ để giải quyết, nhưng ngồi hoài cũng không đi được. Đến ngày thứ ba, đúng giờ ông đã giết chó. Lúc này ông cũng đang làm ngoài đồng. Đột nhiên thấy choáng váng mặt mày, hoa mắt, sau đó ho một tiếng. Thật kinh hãi, ông khạc ra một đống máu trước mặt vợ. Mợ tôi liền dìu cậu lên bờ để nghỉ ngơi, nhưng không thấy đỡ hơn chút nào. Càng nghĩ đầu càng buốt, mợ tôi vội đưa cậu về nhà, rồi đi mời vị dược sĩ gần đó qua khám. Ông ta chích thuốc, cho uống thuốc, nhưng đều không thấy hiệu quả. Đêm đó, đang ngủ, cậu bỗng nghe đau đầu, không thể chịu nổi. Sau đó rên mấy tiếng, giống như tiếng tru thê thảm của chó khi bị đập. Máu trong miệng vẫn tuôn ra như thác. Mợ tôi cố gom góp tiền, nhờ người đi mời vị bác sĩ Tây Y. Ông ta cũng bó tay với căn bệnh kỳ quái của cậu. Đến ngày thứ tư, vì mỗi ngày thổ huyết đến mấy lần, nên cổ họng sưng to, lưỡi không còn cảm giác gì cả. Miệng không tài nào ngậm lại được. Lưỡi luôn lè ra ngoài, đau đầu đến nỗi hai mắt chảy máu. Đến ngày thứ năm, cậu không thể chịu nổi thống khổ và trút hơi thở. Nhưng thịt chó vẫn chưa ăn hết, chỉ mới hết 2/3 mà đã bị quả báo như vậy rồi. Đừng nói chi đến khi ăn hết. Chuyện càng kỳ quái hơn, lúc cậu sinh bệnh lạ, chưa đến khi ra đi, trong cổ luôn phát ra những âm thanh rất kỳ lạ. Những âm thanh này giống như tiếng rên rỉ của con chó trung thành lúc sắp từ giã cõi trần. Càng kỳ quái hơn, trên đầu ông lòi ra một cục rất to, giống như vừa bị một tác động rất mạnh của vật cứng. Theo tôi, đây là báo ứng do trước kia cậu dùng đá đập vào đầu con chó. Tướng nằm của cậu khi chết giống y như tướng nằm của con chó kia. Chính là báo ứng rõ ràng của việc giết chó. Đây là câu chuyện có thật của dòng họ tôi mà chính mắt tôi chứng kiến. Hôm nay,
qua tạp chí Chính Luân, tôi có vài lời khuyên mọi người. Con chó có nhiều khi nó còn trung thành hơn con người nữa. Tại sao chỉ vì muốn phì da béo thịt mà nỡ giết nó, nỡ ăn thịt nó? Mong những người thích ăn thịt nên suy ngẫm, thật suy ngẫm. Câu chuyện thứ ba, quả báo cho những người sát sanh gà. Cho dù bạn là ai, có tín ngưỡng hay không tín ngưỡng, có tin nhân quả hay không tin, thì bạn vẫn phải chịu sự chi phối của định luật nhân quả. Gieo nhân thiện gặt quả thiện, gieo nhân ác nhất định sẽ gặt ác báo, không sớm thì muộn. Tại Thiên Thai, Đông Bắc, có một vị bác sĩ mới ra nghề nhưng rất giỏi. Một ngày nọ, có người phụ nữ hơn 40 tuổi tìm đến khám bệnh. Cô ta bảo bị đau trong yết hầu, nhờ bác sĩ chữa trị. Bác sĩ xem kỹ bộ dáng của cô. Người bệnh nhân này có tiếng nói bát bát giống như tiếng gà kêu, đồng thời thân thể run run, còn hai tay thì cứ với với như hai cánh của con gà đang đập. Bác sĩ lại khám trong yết hầu của cô, nhưng phía trong yết hầu lại không có bệnh gì cả. Việc này khiến vị bác sĩ vô cùng khó hiểu. Bác sĩ là người nùng vĩ, hơn nữa lại là một Phật tử thuần thành. Anh có một gia đình rất hạnh phúc. Mọi người trong gia đình anh, từ lớn đến nhỏ, đều quy y Tam Bảo, giữ giới tu hành. Anh thấy căn bệnh của người phụ nữ rất giống trạng thái con gà khi bị cắt tiết, nên anh đoán ra cô ta đã ăn thịt gà quá nhiều, hay là cô có thể là người buôn bán gà. Sau khi hỏi kỹ, quả nhiên đúng như những gì anh đã tiên đoán. Cô là chủ của một tiệm bán gà ở gần đó. Vì vậy anh nói, theo tôi khám thì thấy cô không bệnh về thân, mà đây là bệnh nghiệp, nên có lẽ tôi không có cách để chữa trị cho cô được. Nghe xong, người phụ nữ này vẫy vẫy hai tay giống như hai cánh gà, miệng thì kêu oát oát, giống y như hình trạng con gà đang dậy chết. Vừa về tới nhà thì cô ngã ngửa ra, tắt thở. Gần làng tôi cũng xảy ra một chuyện rất giống chuyện trên. Bên cầu Nhật Bản mọc lên tiệm bán gà. Lúc mới mở tiệm này do hai người hùng vốn lại làm ăn, nhưng một thời gian sau đó thì tách ra riêng. Khi người chủ được 50 tuổi thì người vợ qua đời. Không bao lâu thì đứa con gái đầu và con gái thứ đều lần lượt chết. Ông chủ cũng mắc phải căn bệnh quái ác. Ông đi đủ thầy, tìm đủ thuốc, tốn rất nhiều tiền của, nên bệnh mới dần dần bình phục. 7 năm sau, bệnh ông bỗng nhiên tái phát dữ dội. Càng ngày bệnh càng trầm trọng hơn, thuốc bao nhiêu cũng không còn tác dụng nữa. Ông gọi con trai cả cùng con dâu đến bên cạnh và nói, bà đau quá, mau lên, các con hãy đuổi những con gà ở xung quanh ba đi. Ông vừa nói vừa tỏ ra rất đau đớn. Con cháu hỏi lý do vì sao ông lại nói như thế. Ông nén cơn đau bảo, các con không thấy sao? Do trước kia bà giết gà, nên bây giờ những con gà bị giết, nó xúm lại quanh ba. Có con còn dùng chân cào lên mình ba, có con mổ khắp người ba. Đau nhức quá các con ơi, làm ơn đuổi những con gà giùm ba đi. Đau quá, sợ quá, kiếm tiền nhiều để làm gì mà không trị được bệnh đây, trời ơi. Không, không nên làm cái nghề này nữa. Nói xong thì tắt thở. Từ đó con cháu ông sợ quá cho nên bỏ nghề, không còn dám bán gà nữa. Ở lại Chi Nhai có tiệm bán cá chình. Tiệm này làm ăn rất phát đạt, tiền lời kiếm được rất nhiều. Tuy nhiều tiền nhưng bù lại gia đình ông ta luôn gặp đủ thứ tai họa. Riêng ông thì bệnh tật triền miên, chữa chạy nhiều bác sĩ, uống khá nhiều thuốc mà bệnh vẫn cứ trơ trơ, không chút thuyên giảm. Trước khi ông ta chết vài ngày,
Ông nói tình hình bệnh tật của mình cho gia đình nghe. Ông rên rỉ. Đau quá, đau quá. Ta còn có cách nào bắt hết những con cá trình đang cắn rỉa trên thân thể ba không? Các con hãy lấy cây đập cho bọn chúng chết hết đi. Ông gào thật to, nhưng chỉ có mỗi mình ông thấy thôi. Cả nhà đều không ai thấy cá trình gì cả. Chỉ thấy mỗi mình ông là quằn quại đau đớn rên xiết. Đến khi sắp tắt thở, ông ta cố dùng chút sức mòn hơi kiệt khuyên con cháu. Bà không sống được nữa rồi. Các con, dừng việc mua bán này lại đi. Đừng tiếp tục nữa. Nói xong thì rướn người lên, tắt thở. Từ đó trở đi, con cháu ông không dám buôn bán cá và cũng không dám kinh doanh thịt tươi sống nữa. Lời bình. Tất cả những trường hợp trên đây, lúc gần lâm chung đều rơi vào cảnh giới địa ngục. Bạn không thấy cảnh giới đó, nhưng người sắp lâm chung, người ta thấy và sợ hãi, kinh khiếp. Bạn vẫn còn chưa nhận ra được sự thật hay sao? Tâm niệm này là do lúc còn sống, không biết nhân quả, hoặc biết mà không tin, hủy bán, nhục mạ. Đến khi thọ mạng xong rồi, thì cảnh giới lập tức xuất hiện. Lúc đó, hối hận có kịp nữa hay không? Khổ muôn kiếp, chỉ cố gắng trăn trối được vài lời mà thôi. Bạn còn chưa tỉnh ngộ được hay sao? Hãy cố gắng ăn chay, phóng sanh, tích đức tu thiện và niệm Phật cầu sanh Tây Phương đi bạn. Thời gian không ngừng trôi, mạng sống chỉ theo hơi thở mà thôi. Chớp mắt một cái đã xong một kiếp người. Tội tình chi phải gieo nhân ác để rồi thọ khổ vạn kiếp không thoát ra nổi. Cho dù bạn là ai, có tín ngưỡng hay không tín ngưỡng, có tin nhân quả hay không tin, thì bạn vẫn phải chịu sự chi phối của định luật nhân quả. Gieo nhân thiện, gặt quả thiện, gieo nhân ác, nhất định sẽ gặt ác báo, không sớm thì muộn. Cho nên, luật nhân quả không bỏ sót một mãi lông, một bụi trần. Mong bạn hãy ghi nhớ kỹ điều này, và tin sâu nhân quả, ngăn ngừa ý nghĩ ác, lời nói ác và việc làm ác, thì cuộc sống bạn mới được an vui. Câu chuyện thứ tư, cái lưỡi dê. Triều đại nhà Đường từ năm 618 đến năm 907 sau Tây lịch là một trong những thời đại huy hoàng nhất của lịch sử Trung Hoa. Bây giờ ông Phan Quả sống tại Kinh Đô là một quân nhân nghệ sĩ có tài, cho nên ông được mời giữ một chức vụ trong triều đình khi ông còn rất trẻ. Ông dễ dàng kết thân với mọi người. Do đó, ông có nhiều thân hữu trong số những người bạn trẻ cùng làm chung với ông. Ngày nọ, nhóm bạn của ông đang đi dọc theo một nghĩa trang. Giữa những ngôi mộ, ông gặp thấy một con dê đi lạc. Nó đang chăm chú gặm cỏ. Ông Phan cùng với mấy người bạn đến bao quanh và lôi con dê về nhà. Nó bắt đầu kêu la. Bọn họ sợ người chăn dê nghe tiếng kêu sẽ đi tìm nó. Cho nên ông Phan đã tới dùng rễ cây mà kéo đứt cái lưỡi con dê ra. Ông ta hãnh diện đã làm cái việc ác đức này quá nhanh. Sau khi về tới nhà, những người bạn của ông Phan đã làm thịt và quay con dê, rồi họ vui vẻ hả hê nhậu rượu với thịt dê. Năm sau, ông Phan hoảng hốt khi thấy cái lưỡi của mình co rút lại. Mỗi ngày nó càng ngắn thêm, và cuối cùng ông ta không nói được nữa. Ông không thể tiếp tục đến sở làm, và rồi ông Phan đành phải nghỉ việc. Ông đi tìm thầy để chữa trị cái lưỡi. Ông Trịnh, người cấp trên của ông Phan, nghĩ rằng ông ta lười biếng nên đã bảo ông đưa lưỡi ra để ông xem thử. Ông Phan có thật đau không? Ông Trịnh ngạc nhiên, thấy cái lưỡi của ông Phan đã biến mất, chỉ còn lại một chút nơi gốc cái lưỡi thôi.
Ông Trịnh muốn tìm hiểu tại sao xảy ra như vậy. Ông Phan cầm lấy bút lông và viết trả lời. Chắc bởi tại năm ngoái, chúng tôi bắt trộm một con dê và khi nó bắt đầu kêu la, tôi liền kéo đứt cái lưỡi nó ra. Ông Trịnh biết rằng ông Phan bị mất cái lưỡi để bù trả lại cái lưỡi mà ông đã tước đoạt của con dê. Ông khuyên ông Phan nên làm những phật sự và hồi hướng các phước đức ấy cho con dê để mong bù đắp sự khổ đau thiệt thòi của nó. Ông Trịnh bảo ông Phan sao chép lại kinh Pháp Hoa. Ông Phan rất ân hận về hành động ác mà ông đã làm. Ông thề nguyện sẽ không bao giờ ăn thịt thú vật nữa và hết lòng cố gắng tạo sự an lạc cho con dê. Qua những việc làm phước đức, giúp đỡ chùa chiền và cầu nguyện của ông. Một năm sau, cái lưỡi con Phan bắt đầu mọc trở lại. Ông ta vui mừng thấy lưỡi của mình đang từ từ dài ra. Ông Phan đến sở làm để báo tin cho ông Trịnh biết. Ông Trịnh hãnh diện thấy ông Phan đã ăn năn sám hối sửa lỗi của mình. Khi ông Phan có thể nói được trở lại bình thường, ông Trịnh đã thăng chức cho ông. Ông Trịnh là con người thành thật và sáng suốt, cho nên ông rất được mọi người kính mến. Tiếng đồn về những việc làm tốt của ông Trịnh đã đến tai vua Thái Tông, một trong những vị vua hiền đức nhất trong lịch sử Trung Hoa. Và vào năm 635 Tây Lịch, tức năm thứ 9, dưới triều đại của ngài, ông Trịnh đã được nhà vua thăng cấp lên chức giám sát quan, là một trong những chức vụ cao cấp nhất triều đình. Ông Trịnh tâu với đức vua rằng ông được thăng chức là do điều lành mà ông đã tạo ra nhằm giúp cho con dê đau khổ vì mất lưỡi có được hạnh phúc. Lợi ích sám hối. Nếu người phạm tội một lòng thành khẩn thiết tha sám hối, sau khi sám hối tuyệt đối không tái phạm, người này chưa phải là thánh nhưng đã là bậc hiền. Bởi vì tất cả thế gian này có ai không có tội lỗi, chỉ khác nhau nhiều hay ít, biết chừa cãi hay không biết chừa cãi ấy thôi. Đã có tội lỗi mà biết ăn năn hối cải, tội lỗi ấy sẽ giảm xuống dần dần cho đến hết. Người như thế không phải bậc hiền là gì. Cho nên trong cuộc sống này, chúng ta đừng đòi hỏi mình hay mọi người không có tội lỗi. Chỉ cần khi lỡ phạm tội lỗi, mình cũng như mọi người phải hổ thẹn, ăn năn, thành tâm sám hối, nguyện chừa cãi hẳn sau này. Được thế, chúng ta đều là con người tiến bộ, là kẻ sẽ vươn lên bậc hiền thánh ở mai kia. Sám hối muốn hết tội phải nhắm thẳng động cơ chánh yếu của nó, như bài kệ này. Tấm tội vốn không do tâm tạo, tâm nếu diệt rồi tội sạch trong, tội trong tâm diệt cả hay không, thế ấy mới là chân sám hối. Câu chuyện thứ 5, quán nhậu Long Hổ. Tốt nghiệp phổ thông xong, được người giới thiệu, tôi vào làm phục vụ bàn tại một nhà hàng có tên là quán nhậu Long Hổ. Quán nhậu này là một nơi thuộc vùng thâm sơn cây cối sầm uất, có rất nhiều dã thú. Ông chủ quán họ Vi được xem là vua kinh doanh vì ông mưu trí khéo tính toán đầu tư, nhờ vậy mà hái được lắm tiền. Ông treo bảng bán thịt thú rừng, chào hàng bằng mấy từ đặc sản thôn quê quyến rũ, thực khách tìm tới đông nghịch. Quán càng mở rộng quy mô, tiệm lão Vi càng phát tận, khắp xa gần đều biết tiếng. Quán có món đặc biệt tên là Long Hổ Đấu, gồm thịt đại mãng xà nấu chung với mèo rừng mà đặt thành. Và chẳng mấy chốc, biệt danh này thành tên gọi của quán. Cứ kiểu đó, mèo rừng và mãng xà khắp vùng phụ cận đều gặp họa ương. Do ông chủ Phi luôn thu mua giá cao hơn người, nên nhiều dân làng hám tiền, sẵn sàng liều mạng, song lướt hiểm nguy, mò vào chốn thâm sơn vắng bóng người để tìm hàng cung ứng cho lão chủ.
Cái sân phía sau tiệm ngày nào cũng nồng nặc mùi máu tanh. Tiếng rên la thảm thiết không ngừng vang vọng vào tai. Một hôm, lão Phi mua được con mãng xà khủng dài 6 mét, mập độ 1,5 tấc, có phải ống ánh sắc hoàng kim pha chút bạc. Nghe nói đã có rất nhiều người mất mạng vì tìm bắt con mãng xà này. Nhìn vóc dáng đồ sộ của nó, có thể đoán nó là vua mãng xà. Con mãng xà nằm mê man một ngày mới tỉnh lại. Lão Phi tiến đến gần lồng sắt và nói: "Ha, ngó bộ người đỉnh đạt uy phong, nên ta tạm thời chưa giết, cho người lưu mạng sống thêm mấy ngày nữa." Mãng xà hình như nghe hiểu, nó ngóc đầu lên cao, đột nhiên há to miệng, phun ra một bãi nước miếng hôi tanh nồng nặc vào mặt lão chủ. Do lão không kịp đề phòng, chỉ biết hét to một tiếng thảm thiết rồi quay mình bỏ chạy. Chúng tôi nghe lão rống cũng vội chạy tới, dùng nước sạch rửa mặt cho lão. Nước miếng mãng xà có tính ăn mòn tiêu hủy cao, nếu như cứu chữa không kịp, chắc chắn sẽ lưu thẹo lỡ lối. Lão Vi đùng đùng nổi giận, nhấc ngay nồi nước nóng dội vào chuồng mãng xà. Trút giận xong rồi, lão hung tợn nói: "Nếu chẳng phải do tốn tiền mua mi cao giá, thì ông đây đã băm dầm mi ra cho há giận. Hừ, giờ ông sẽ cho mi sống không bằng chết. Rồi nửa tháng sau sẽ làm thịt, đem mi ngâm rượu, mừng sinh nhật 40 tuổi của ông." Từ ngày đó trở đi, mãng xà bị nhốt đơn độc trong chiếc lồng to nơi góc vườn, không cho ăn uống. Thỉnh thoảng, ông còn ngược đãi, hành hạ, chửi mắng nó ôm sầm. Ngày nào cũng cho giết mổ đồng loại của nó, còn lột da xẻ thịt các con vật ngay trước mặt nó để thị uy. 7-8 ngày trôi qua, con đại mãng xà vẫn không khuất phục. Hễ thấy lão chủ lại dương mắt thịnh nộ, há mồm, nhe nanh. Mỗi lần đến gần lòng nó, ai cũng đều có cảm giác bất an khủng khiếp. Lại mấy ngày nữa trôi qua, bỗng xảy ra chuyện. Con đại mãng xà trong lòng không cánh mà bay, chẳng thấy tăm hơi tung tích. Lão chủ vừa nghe được tin này thì mặt mày tái nhợt, hai mắt trợn ngược. Lão đến bên cái lồng nhìn trừng trừng, quan sát. Thấy lồng vẫn còn nguyên vẹn, không có chút tì vết hư hại, xung quanh không có khe hở nào. Lão đoán, trừ phi có ai đã cố ý thả nó ra, nếu không thì chắc chắn con mãng xà khủng này không thể thoát ra. Lão chủ tức tối quay đi, hằng học nói: "Ai? Là ai thả nó ra hử? Khôn hồn thú nhận thì không sao, chứ để ông đây mà điều tra ra được thì ông sẽ lột da sống cho coi." Chúng tôi đều sợ run người, cùng súng nhau thề thốt là mình không có làm vậy. Lão chủ mặt mày thiểu não, ông quay lại cái lồng sắt, quan sát tiếp tục. Cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ con đại mãng xà đào thoát. Có hai thanh sắt, khe hở tương đối lớn, xem ra mãng xà đã thoát bằng đường này. Chúng tôi bàn tán cả buổi, cuối cùng đành phải thừa nhận hiện thực trước mắt. Đúng là thân thể con mãng xà này có tính co giãn, biến hóa cực cao, quá giỏi luồn lách. Khe hở nhỏ xíu như vậy mà vẫn chui ra được. Vì muốn tự do, nó có thể kham nhẫn mọi thống khổ ngoài sức tưởng tượng. Lão chủ sau khi xả xú bắp, trút thịnh nộ xong, thì ngố bộ đã nguôi ngoai, không còn nói năng gì nữa. Khoảng hơn 2 giờ sáng, chúng tôi ai nấy đang ngủ say, thì bị những tiếng thét kinh hoàng làm cho tỉnh giấc. Tôi giật mình nhõm dậy, phóng ra sân, quan sát tình hình. Vừa nhìn cảnh trạng, tôi đã hồn phi phách tán. Dưới ánh trăng sáng, tôi thấy có mấy mươi con mãng xà bò đầy sân, có con trườn từ ngoài cửa sổ vào. Thời giờ tôi chưa từng chứng kiến cảnh mãng xà hành động tập thể như vậy. Bình thường, thấy đám mãng xà trong quán đều có vẻ đầu ngu, não ngốc. Nhưng hiện giờ trước mắt tôi, những con đại mãng xà này trong bộ dạng rất khôn ngoan và đang bừng bừng lửa giận, thịnh nộ khó nguôi,
khí thế cực kỳ hung hãn. Tôi vội hét lên báo động khắp. Mau thức dậy chạy mau, bầy mãng xà đang bò vào nhà kia kìa. Âm vang kinh hoàng của tôi gây náo động cả một vùng. Chớp mắt, mấy con rắn đã bò tràn lan chung quanh. Nhiều con trườn đến bao vây phòng lão chủ, kính tới không còn khe hở nào. Trong quán, mấy bếp sư và hỏa đầu quân vốn giỏi việc vì họ từng ra tay giết vô số mãng xà. Do thạo nghề quen ứng phó nên họ không hãi hùng lắm. Dù có chút sợ thoáng qua thì họ cũng nhanh nhẩu chụp khí cụ truy bắt các mãng xà để giết. Sau một trận đấu đánh dữ dội, đã có mấy người rời nhà chạy ra sân. Mãng xà vẫn ung dung tấn công. Vài con xông thẳng đến phòng lão chủ, giống như là đến tiếp viện vậy. Xem ra trọng điểm mãng xà muốn tấn công chính là phòng lão chủ. Do cửa sổ mở nên đã có mấy con tiến vào trong. Tôi dễ dàng nhận ra con mãng xà chúa từng vượt ngục, vì thân nó màu hoàng kim, lại to lớn nhất trong bầy nên rất dễ phát hiện. Đồng thời tôi cũng hiểu ngay, chính nó hướng dẫn điều khiển bầy rắn này đến báo thù. Kỳ quái là tôi không hề thấy bóng dáng lão chủ đâu, cũng không nghe tiếng va chạm đấu đá. Tôi gọi to, nhắc nhở mấy người còn đứng trong sân. Hãy mau lên lầu, chỗ đó an toàn hơn. Bọn họ như sực tỉnh, vội phóng lên cầu thang. Ai nấy chạy bán mạng, cùng lao vào phòng như cơn lốc. Mãng xà đang bắt đầu bò lên. Chúng tôi đồng tâm hiệp lực, nương vào thế cao quánh thấp, cuối cùng đẩy lui được chúng. Khi bầy rắn từ phòng lão chủ thoái lui, vẫn còn rắn chúa to lớn màu hoàng kim hiên ngang dẫn đầu. Sau đó, chúng nhanh chóng biến vào rừng cây rậm rạp phía sau núi. Khi đã chắc chắn là nguy hiểm đã qua, chúng tôi mới xuống tầng dưới. Thấy hai anh đồ tể, Giang Trung Vĩ và Lý Trường Hữu vẫn chưa ra khỏi phòng. Hai người này thường ngày chuyên lo việc giết rắn. Họ đã giết vô số mãng xà. Chúng tôi kinh hoàng đến há hốc mồm khi phát hiện cả hai anh gân cốt bị đứt lìa, nội tạng bị xé thủng. Thất khiếu lưu huyết đã chết từ hồi nào. Riêng cửa sổ phòng nhóm lửa phục vụ do đóng kín nên mãng xà không thể vào. Nhờ vậy mà bọn họ không ai bị thương. Chỉ bị một mẻ sợ kinh hồn bạc vía mà thôi. Vậy ông chủ quán phi ở đâu? Chúng tôi thắc mắc, đồng tiến đến cửa phòng ông. Bên ngoài là một bãi hỗn độn, cũng không thấy bóng dáng ông đâu. Chúng tôi hồi hộp, ráng tiến vào trong. Thấy càng loạn dữ hơn, nơi đây in đầy vết tích mãng xà dày xéo, hơn nữa còn lưu mùi khí tanh nồng nặc. Kỳ quái là vẫn không thấy lão phi đâu cả. Không lẽ lão bị mãng xà bắt cóc hay bị nó nuốt gọn rồi? Thật đáng sợ. Nghĩ đến đây đầu tôi như tê dại đi, xương sống phát lạnh, nổi óc khắp mình. Lúc này chúng tôi không hẹn mà đồng chú ý đến một lu to nơi góc tường. Lu này cao khoảng 1m5, nắp lu bằng gỗ, có tay cầm. Nhưng giờ lu đang đậy nắp ngược, nghĩa là tay cầm quay vào trong, thành lu in đầy vết trắng, đu đeo, quần thảo. Ắt là lão phi ở trong đó rồi. Chúng tôi gọi nhỏ. Ông chủ ơi, mãng xà rút rồi, ông mau ra đi. Gọi hoài mà không nghe động tĩnh gì. Chúng tôi có cảm giác không hay, bèn tới gần, run rẩy dở nắp lu ra. Nhìn thấy ông phi toàn thân co rúm, mắt tái nhợt, mắt trợn thè lưỡi, 10 ngón tay bấu chặt vào nắp lu đến chảy máu. Ông chết thảm đến chẳng nỡ nhìn. Có lẽ nào lão Vi vừa thấy bầy mãng xà tiến vào thì biết mình không xông ra được, liền chui vào lu và kéo nắp đậy lại. Con rắn chúa thù ông thấu xương, dễ gì chịu buông tha. Nó ôm phẫn nộ cực điểm, hợp cùng bầy mãng xà vây quanh lu, dốc toàn lực tấn công. Bầy rắn đã đè chặt nắp lu, không cho chút không khí chen vào, khiến lão Vi bị chết ngợp trong đó. Chuyện khủng khiếp
chưa từng có này nhanh chóng được đồn đan khắp vùng rồi khắp thôn làng. Riêng dân chúng trong địa phương này chẳng còn ai dám giết rắn nữa. Câu chuyện thứ 6, giết rùa ăn, chịu quả báo, lửa thiêu cháy. Ở Thượng Hải, có ông họ Vương, bình thường rất ưa ăn thịt rùa, nhưng cách chế biến thức ăn của ông rất khác người. Ông chế nước ngập nồi, dùng nắp đậy kín nồi. Ở giữa nắp có khoét một lỗ hổng to cỡ đầu rùa. Ông bỏ rùa sống vào, sau đó mới đun lửa. Khi nước trong nồi dần nóng lên, con rùa bị độ sôi nung nấu, đau không chịu nổi. Nó bèn thò đầu lên lỗ hổng đó, há miệng thở. Lúc này ông đem nước sốt gia vị đã thắng sẵn, đang sôi, rót vào miệng rùa, ép nó, rụt đầu vào chảo lại. Mục đích của ông là để cho nó gia vị thẩm thấu vào toàn thân rùa, như vậy thịt rùa sẽ rất ngon. Nhưng ông chẳng mãi may nghĩ đến nỗi thống khổ của rùa. Bên trong thì nước sôi làm bỏng tanh gan, bên ngoài thì bị nung đốt. Con rùa đang sống mà ông hành hạ nội công ngoại kích thật dã man. Chưa hết, rùa đang oằn quại, đau đớn, dãy dụa trong nước nóng, rồi chịu không nổi độ nước sôi, hành hạ dày vò, muốn trốn cũng không có cửa, cầu sống không có đường. Thế là nó đành nhô đầu ra khỏi cái lỗ hổng trên nắp để giải nhiệt tiếp. Lúc này ông Vương tàn nhẫn, lại tiếp tục rưới nước gia vị đun nóng, có đủ muối, dầu, giấm, ớt tiêu. Rùa bỗng rát cả lòng, vội rút đầu xuống. Cảnh thò thò, rụt rụt, cứ thế tái diễn nhiều lần, và cuối cùng thì rùa chết đi trong tột cùng thống khổ. Vì tham ăn sướng miệng mà ông Vương đành tâm giết hại quá tàn nhẫn. Rồi ông Vương cũng dùng xong món thịt rùa. Mười mấy ngày sau, một đêm nọ, ông đang nằm ngủ tại căn gác, thì tầng trệt bỗng dưng phát hỏa. Lửa thiêu rụi cả cầu thang, cháy lan tới phòng ngủ của ông. Thiêu đến chăn mền thì ông mới giật mình tỉnh dậy. Trong lúc kinh hoảng ngơ ngác, ông định xuống lầu lánh nạn, thì thấy cầu thang gỗ đã cháy mất tiêu. Phía dưới giờ là một biển lửa vô phương đi xuống. Ông muốn chui ra cửa sổ để sinh tồn, nhưng song cửa sắt khe hở quá hẹp, nên dù ông tận lực chui ra mấy lần cũng không thể. Chỉ ló được cái đầu ra và mắc kẹt ngay tại đó. Vô phương tiến thoái. Ông đang gào thét thì xe cứu hỏa đến. Lửa dữ cháy tràn lan trên đất, đầu ông thì bị kẹt nơi song sắt như bị nướng nóng thêm. Ông há to miệng gào thét kêu cứu. Viên cứu hỏa cầm vòi nước không ngừng xịt vào chỗ song cửa. Ông bị nước sôi bắn vào miệng đau đớn, hệt như cảnh ông hành con rùa xưa kia. Cái đầu kẹt ngoài song không ngừng nuốt nước sôi. Lúc đó có lẽ ông cũng thấm thía nỗi khổ thảm thiết mà con rùa đã nếm. Và cứ thế, ông Vương cuối cùng chết trong biển lửa. Cách thức giết rùa ăn của ông Vương đã khiến ông phải nếm trải khổ hình tương tự. Nhân quả báo ứng quả thực không dối. Khi sống, ta dùng ác tâm giết hại loài vật thế nào thì sẽ bị chính ác tâm ấy làm hại mình. Đây chính là ông Vương tự khiến mình rơi vào lò lửa thiêu nóng. Trong kinh Pháp Cú ghi: yêu nghiệt mà gặp phúc là ác kia chưa chín, đến khi quả ác chín thì tự thọ tội khốc liệt. Ông Vương nhận thọ quả báo thực khiến người ta phải kinh sợ. Cảnh ông chết thật là đau đớn, khó khăn. Phải hiểu là ta giết bất kỳ động vật như thế nào thì sẽ bị báo ứng tương đương như vậy. Mong những vị ưa sát sinh hãy suy nghĩ mà cẩn trọng. Giết hại tê tê, sinh con ra giống y như tê tê. Vào năm 1948, thôn Sam Châu, Đạm Biên, Malaysia, có một người nông dân rất nghèo,
tên là Trương Thu Đàm. Một hôm nọ, lúc ông đang cày ruộng, bất chợt thấy một con tê tê. Ông liền vứt cày để đuổi bắt nó. Tuy nhiên, nó đã nhanh chân chạy vào một hang núi để trốn. Ba người con trai của ông nghe vậy liền chạy đến để tìm cách bắt, nhưng cũng không được. Lúc đó, vợ ông là Mạnh Tiên mới 39 tuổi, đang mang thai, cũng tham gia đuổi bắt con tê tê. Chị ta lại lập mưu kế rất hay, đó là đốt củi trước cửa hang, lùa khói bay vào. Như vậy, con tê tê bị ngợp khói trong hang, nhất định sẽ bò ra. Họ đốt củi suốt nửa ngày, mặt ai cũng đỏ bừng vì nắng và lửa khói. Nước mắt giàn giụa, vẫn không thấy bóng của con tê tê đâu. Cả gia đình thất vọng, bèn ủ rũ đi về. Năm tháng sau, cô Bành Tiên sinh ra được một người con gái có hình thù rất đáng sợ, giống y như con tê tê vậy. Khi sinh ra đứa bé, nó không khóc oa oa như bao đứa trẻ khác, mà nó kêu tiếng chét chét như tiếng của con tê tê. Vừa sinh xong, cô rất mệt, nhưng nghe tiếng kêu của con, cô cố gắng chồm người nhìn qua. Vừa nhìn thấy con, cô liền ngất xỉu, lâu sau mới dần tỉnh lại. Cô bèn ôm con trong lòng khóc nức nở, nước mắt chảy ướt đẫm cả thân đứa con mới sinh. Cô biết mình không phải vừa sinh ra một đứa bé gái, mà là một con tê tê. Chuyện Bành Tiên sinh ra quái vật khiến cho ai nấy cũng đều kinh ngạc. Mọi người trong làng đều bị hình tướng của đứa con cô Bành hút hồn. Ở bất cứ chỗ nào hay làm bất cứ việc gì, họ cũng đem đề tài của cô ra mà bàn tán. Càng bàn tán thì họ càng kinh hãi. Cho đến trong giấc mơ họ cũng thấy hình dáng kỳ quái của nó. Không ai dám đi ra ngoài ban đêm. Từ đó, mọi người lo sợ giống như bị ma nhập vậy. Họ cho rằng hình tướng của nó là một điềm báo trước đại họa sắp xảy ra cho dân làng. Chính vì vậy mà họ yêu cầu ông Trương phải đem nó giao cho dân làng xét xử. Hơn ai hết, vợ chồng ông Trương Thu Đàm biết rất rõ kết quả của việc đem giao con cho người trong làng xử lý. Dù thế nào đi chăng nữa, nhưng tình phụ tử, mẫu tử không thể mất, hầm giữ không nỡ ăn thịt con. Do vậy, vợ chồng ông nghĩ ra một kế. Họ nói với mọi người rằng con gái họ đã chết. Họ cũng làm giả đám ma, than khóc. Mặt khác, họ làm một cái buồng rất kín, đem con vào đó cất giấu. Cô gái này đã được cha mẹ đặt tên là Trương Tứ Muội. Thấy con gái từ lúc mới sinh đã bị nhốt như giam trong ngục, suốt ngày không thấy ánh mặt trời. Họ vô cùng đau lòng, khóc lóc suốt. Tuy đau khổ khóc hết nước mắt, nhưng suy nghĩ nát óc, họ vẫn không tìm ra cách để chữa trị cho con. Vả lại họ cũng không có tiền để đưa con đi bác sĩ. Khi đứa bé lên 10 tuổi, ông bị một cơn bệnh hiểm nghèo rồi qua đời. Trước khi chết, ông luôn nói với vợ con: anh chết thì yên được thân anh, còn em và các con chắc phải chịu cực khổ nhiều. Ông lại ngoái lên giường nhìn đứa con gái đang nằm quằn quẹo như con tê tê. Lòng ông đau xót như kim châm muối xác. Bệnh của ông lại càng phát mạnh hơn, đờm trong cổ cứ chặn ngang những câu ông trăn trối. Cuối cùng ông cố gắng lắm mới ôm con vào lòng mà nói: con à, một mai kia nếu mẹ theo ba thì con phải sống sao đây? Rồi trong những ngày tháng sau này, bao nhiêu gánh nặng đè hết lên đôi vai gầy của mẹ. Nghĩ đến đây, bà chết cũng không thể nào nhắm mắt. Nói xong, đờm trong cổ trào ra, ông ho một cơn dữ dội rồi chết. Nhưng mắt ông vẫn không chịu nhắm, cứ mở trừng trừng, dù mọi người cố gắng vuốt cỡ nào. Cho đến lúc liệm vào quan tài rồi mà mắt vẫn mở,
chuyện đứa con vẫn được cô Bành giấu kín, với lại thời gian cũng xảy ra hơn 10 năm, nên không ai còn nhắc tới nữa. Phần khác, vì ai cũng lo bận bịu làm ăn, nên cũng không có thời gian để nhớ. Thế nhưng vẫn còn không ít người hoài nghi, không tin con cô đã mất. Lúc đó, cũng có ông Mã, chủ một rạp hát lớn, đến thương lượng với cô Bành. Ông nói rằng, ông không tin con gái cô đã chết. Nếu còn sống, ông xin mua nó với giá 120 lượng vàng để về phục vụ cho rạp hát. Người mẹ cường tuyệt, bà luôn nói rằng con bà đã chết rồi. Nếu không tin thì bà dẫn ra mộ cho xem. Trương Tứ Muội đã phải sống trong cảnh u tối hơn 30 năm. Vào tháng 3 năm 1982, vô tình cô bị người dân phát hiện khi cô bước ra khỏi phòng để lấy nước uống. Chuyện hơn 30 năm trước, y như giấc mộng đã tan biến theo mây khói. Người thời nay đã tiến bộ, họ luôn đề cao tri thức, nên họ quyết định cho cô quyền sống như mọi người khác, có quyền hưởng thụ sản phẩm của khoa học công nghệ. Chuyện của cô Trương là nguyên nhân chính mà ông Chu Bảo Nguyên, phóng viên của báo Tân Sinh Hoạt, giữ tôi lại suốt một ngày để bàn giải khi ông đem hình cô Trương cho tôi. Nhà văn Bách Dương xem. Vừa xem qua tôi giật bắn người. Không lẽ nhân vật chính trong hình là một con người bằng xương bằng thịt, là người có cùng màu da, mái tóc với tôi? Tôi tự hỏi với mình như vậy, không thể tin vào mắt. Khi đó trong tâm tôi khởi lên niềm xót thương vô hạn. Cho nên tôi quyết bằng mọi giá, ngày hôm sau cũng phải đi thăm cô. Ngày hôm sau, tôi cùng phóng viên Chu Bảo Nguyên và tổng biên tập Ngô Trọng Đạt đi thăm. Nói tiếng là đi thăm, nhưng mục đích của tôi là muốn nhìn trực tiếp đồng loại của mình. Suốt chặng đường đi, đầu tôi luôn hình dung hình tướng cô Trương. Dù trước đó tôi đã xem hình rồi, nhưng vẫn khó mà hình dung ra được. Khi xe đến nơi mà chúng tôi sẽ đến, nhờ ông tổng biên tập liên lạc trước nên chúng tôi được người nhà ra đón tận ngoài đường. Vừa vào tới nhà, cô Trương từ trong buồng bước ra chào chúng tôi. Trời ơi, tôi đang tỉnh hay mơ? Đây là cõi nhân gian hay địa ngục vậy? Nhân vật đứng trước mặt tôi là người hay động vật? Tôi là nhà văn, cũng khá thành đạt về lĩnh vực xây dựng nhân vật. Nhưng tất cả nhân vật tôi xây dựng trong văn, dù thật hay hư cấu, cũng không được như người đang đứng trước mặt tôi. Lúc này tôi mới hiểu được vì sao mà người dân thôn Sâm Châu Đạm Biên gọi cô là người tê tê. Đầu cô trọc lóc, không có một sợi tóc. Đôi mắt xếp lên 50 độ, lỗ mũi trịch lít, môi trề ra, răng thì cái siêu cái vẹo. Trong đó có một cái răng nanh chỉ ra ngoài, giống như ngà voi vậy. Toàn thân đầy vải, khiến cho mọi người mới vừa nhìn đều giật bắn cả người. Đôi mắt cô càng khiến người ta khiếp sợ hơn. Mắt không bao giờ nháy, đương nhiên cũng không nhắm lại được, giống như là mắt cá. Còn hai tròng đen mắt thì tròn đỏ như hai hòn bi sắt bị nung lâu ở nhiệt độ cao. Sau lần gặp gỡ đó, ông tổng biên tập của báo Tân Sinh Hoạt liền liên lạc với bác sĩ trưởng khoa về bệnh ngoài da của Bệnh viện Trung ương đến chữa trị cho cô. Nhưng sau khi khám, vị bác sĩ kết luận, đây là chứng bệnh tôi gặp lần đầu. Nếu nói đột biến gen cũng không chính xác. Vì đột biến gen thì nói chỉ đột biến một phần nào đó mà thôi, chứ không thể đột biến cả một cơ thể. Nên tôi đành chịu thua. Bất chợt, đôi mắt vị bác sĩ lóe sáng lên. Hình như ông tìm ra đáp án về căn bệnh của cô. Ông nói, theo tôi nghĩ, đây không phải là căn bệnh bình thường. Theo như gia đình đã kể, thì đây chính là nhân quả báo ứng mà Đạo Phật đã nói. Nhân quả báo ứng tơ hào không sai. Một mãi lông bụi trần cũng không thoát. Nghiệp thiện ác luôn theo ta như bóng theo hình. Quả báo không phải không đến, mà là chưa đủ duyên để đến mà thôi.
Nếu đến, bạn sẽ không thể tránh khỏi ác báo. Vậy vì sao chúng ta không nghĩ đến điều tốt, nói điều tốt và làm điều tốt chứ? Câu chuyện thứ hai, giết chó trung thành, chết thê thảm. Nhân vật chính của câu chuyện này chính là ông cậu của tôi. Ông họ Đường, sống ở Đại Trung, Đài Loan, làm nông. Năm 1952, vì thân thể tiều tụy, nghe bạn bè bày ăn thịt chó, thân thể sẽ được khỏe mạnh, mập mập. Ông ta liền đem con chó rất trung thành, nuôi từ thời Nhật xâm chiếm Trung Quốc ra giết. Mọi người trong gia đình chẳng những không ngăn cản mà còn khuyến khích giúp đỡ làm thịt chó. Một sáng nọ, cậu và mợ cùng hợp sức dùng cái bừa đập vào đầu con chó. Ngay tức khắc, con chó bị ngất. Ông cậu đem nó tới hồ cá. Ông định nhân đây nhận nước rồi chết. Không ngờ khi vừa nhận xuống nước, con chó liền tỉnh lại, lặn xuống nước chạy trốn. Nhưng chỉ vài tháng sau, khi vết thương đã lành, nó liền quay trở lại giữ nhà cho chủ. Nhưng ông cậu của tôi chẳng có chút động lòng khi thấy con chó trở về. Khoảng 2 tuần sau, ông lấy cục đá lớn nện vào đầu của nó. Lần này con chó cũng ngất xỉu. Do bị đập vào đầu nên lưỡi nó thè ra ngoài, máu trong miệng chảy ra, ốc phân đầy đất. Hình trạng nó nằm chết rất thê thảm. Ông liền đem nó ra thọc huyết ngay, chứ không nhận nước, để tránh tình huống xấu xảy ra. Chỉ sau mấy giờ, con chó đã nằm gọn trong nồi. Nó được nằm chung với sả, gia vị. Tối đó, cả gia đình cậu tôi cùng hưởng hương vị của thịt chó. Hôm sau, đang làm ngoài đồng, bỗng nhiên nghe đau bụng dữ dội. Ông vội chui vào lùm cỏ để giải quyết, nhưng ngồi hoài cũng không đi được. Đến ngày thứ 3, đúng giờ ông đã giết chó. Lúc này ông cũng đang làm ngoài đồng. Đột nhiên thấy choáng váng mặt mày, hoa mắt, sau đó ho một tiếng. Thật kinh hãi, ông khạc ra một đống máu trước mặt vợ. Mợ tôi liền dìu cậu lên bờ để nghỉ ngơi, nhưng không thấy đỡ hơn chút nào. Càng nghĩ đầu càng buốt, mợ tôi vội đưa cậu về nhà, rồi đi mời vị dược sĩ gần đó qua khám. Ông ta chích thuốc, cho uống thuốc, nhưng đều không thấy hiệu quả. Đêm đó, đang ngủ, cậu bỗng nghe đau đầu, không thể chịu nổi. Sau đó rên mấy tiếng, giống như tiếng tru thê thảm của chó khi bị đập. Máu trong miệng vẫn tuôn ra như thác. Mợ tôi cố gom góp tiền, nhờ người đi mời vị bác sĩ Tây Y. Ông ta cũng bó tay với căn bệnh kỳ quái của cậu. Đến ngày thứ 4, vì mỗi ngày thổ huyết đến mấy lần, nên cổ họng sưng to, lưỡi không còn cảm giác gì cả. Miệng không tài nào ngậm lại được. Lưỡi luôn lè ra ngoài, đau đầu đến nỗi hai mắt chảy máu. Đến ngày thứ 5, cậu không thể chịu nổi thống khổ và trút hơi thở. Nhưng thịt chó vẫn chưa ăn hết, chỉ mới hết 2/3 mà đã bị quả báo như vậy rồi. Đừng nói chi đến khi ăn hết. Chuyện càng kỳ quái hơn, lúc cậu sinh bệnh lạ, chưa đến khi ra đi, trong cổ luôn phát ra những âm thanh rất kỳ lạ. Những âm thanh này giống như tiếng rên rỉ của con chó trung thành lúc sắp từ giã cõi trần. Càng kỳ quái hơn, trên đầu ông lồi ra một cục rất to, giống như vừa bị một tác động rất mạnh của vật cứng. Theo tôi, đây là báo ứng do trước kia cậu dùng đá đập vào đầu con chó. Tướng nằm của cậu khi chết giống y như tướng nằm của con chó kia. Chính là báo ứng rõ ràng của việc giết chó. Đây là câu chuyện có thật của dòng họ tôi, mà chính mắt tôi chứng kiến. Hôm nay, qua tạp chí Chính Luân, tôi có vài lời khuyên mọi người. Con chó có nhiều khi nó còn trung thành hơn con người nữa. Tại sao chỉ vì muốn phì da béo thịt mà nỡ giết nó, nỡ ăn thịt nó?
mong những người thích ăn thịt nên suy ngẫm, thật suy ngẫm. Câu chuyện thứ ba, quả báo cho những người sát sanh gà. Cho dù bạn là ai, có tín ngưỡng hay không tín ngưỡng, có tin nhân quả hay không tin, thì bạn vẫn phải chịu sự chi phối của định luật nhân quả. Gieo nhân thiện gặt quả thiện, gieo nhân ác nhất định sẽ gặt ác báo, không sớm thì muộn. Tại Thiên Thai, Đông Bắc, có một vị bác sĩ mới ra nghề nhưng rất giỏi. Một ngày nọ, có người phụ nữ hơn 40 tuổi tìm đến khám bệnh. Cô ta bảo bị đau trong yết hầu, nhờ bác sĩ chữa trị. Bác sĩ xem kỹ bộ dáng của cô. Người bệnh nhân này có tiếng nói ác ác giống như tiếng gà kêu, đồng thời thân thể run run, còn hai tay thì cứ với với như hai cánh của con gà đang đập. Bác sĩ lại khám trong yết hầu của cô, nhưng phía trong yết hầu lại không có bệnh gì cả. Việc này khiến vị bác sĩ vô cùng khó hiểu. Bác sĩ là người nùng vĩ, hơn nữa lại là một Phật tử thuần thành. Anh có một gia đình rất hạnh phúc. Mọi người trong gia đình anh, từ lớn đến nhỏ, đều quy y Tam Bảo, giữ giới tu hành. Anh thấy căn bệnh của người phụ nữ rất giống trạng thái con gà khi bị cắt tiết, nên anh đoán ra cô ta đã ăn thịt gà quá nhiều. Hay là cô có thể là người buôn bán gà? Sau khi hỏi kỹ, quả nhiên đúng như những gì anh đã tiên đoán. Cô là chủ của một tiệm bán gà ở gần đó. Vì vậy anh nói, theo tôi khám thì thấy cô không bệnh về thân, mà đây là bệnh nghiệp, nên có lẽ tôi không có cách để chữa trị cho cô được. Nghe xong, người phụ nữ này vẫy vẫy hai tay giống như hai cánh gà, miệng thì kêu oát oát, giống y như hình trạng con gà đang dậy chết. Vừa về tới nhà thì cô ngã ngửa ra, tắt thở. Gần làng tôi cũng xảy ra một chuyện rất giống chuyện trên. Bên cầu Nhật Bản mọc lên tiệm bán gà. Lúc mới mở tiệm này do hai người hùn vốn lại làm ăn. Nhưng một thời gian sau đó thì tách ra riêng. Khi người chủ được 50 tuổi thì người vợ qua đời. Không bao lâu thì đứa con gái đầu và con gái thứ đều lần lượt chết. Ông chủ cũng mắc phải căn bệnh quái ác. Ông đi đủ thầy, tìm đủ thuốc, tốn rất nhiều tiền của, nên bệnh mới dần dần bình phục. 7 năm sau, bệnh ông bỗng nhiên tái phát dữ dội. Càng ngày bệnh càng trầm trọng hơn, thuốc bao nhiêu cũng không còn tác dụng nữa. Ông gọi con trai cả cùng con dâu đến bên cạnh và nói, bà đau quá, mau lên, các con hãy đuổi những con gà ở xung quanh ba đi. Ông vừa nói vừa tỏ ra rất đau đớn. Con cháu hỏi lý do vì sao ông lại nói như thế. Ông nén cơn đau bảo, các con không thấy sao? Do trước kia bà giết gà, nên bây giờ những con gà bị giết, nó xúm lại quanh ba. Có con còn dùng chân cào lên mình ba, có con mổ khắp người ba. Đau nhức quá các con ơi, làm ơn đuổi những con gà giùm ba đi. Đau quá, sợ quá, kiếm tiền nhiều để làm gì mà không trị được bệnh đây trời ơi. Không, không nên làm cái nghề này nữa. Nói xong thì tắt thở. Từ đó con cháu ông sợ quá cho nên bỏ nghề, không còn dám bán gà nữa. Ở lại Chi Nhai có tiệm bán cá chình. Tiệm này làm ăn rất phát đạt, tiền lời kiếm được rất nhiều. Tuy nhiều tiền nhưng bù lại gia đình ông ta luôn gặp đủ thứ tai họa. Riêng ông thì bệnh tật triền miên, chữa chạy nhiều bác sĩ, uống khá nhiều thuốc mà bệnh vẫn cứ trơ trơ không chút thuyên giảm. Trước khi ông ta chết vài ngày, ông nói tình hình bệnh tật của mình cho gia đình nghe. Ông rên rỉ, đau quá, các con có cách nào bắt hết những con cá chình đang cắn rỉa trên thân thể ba không? Các con hãy lấy cây đập cho bọn chúng chết hết đi.
Ông gào thật to, nhưng chỉ có mỗi mình ông thấy thôi. Cả nhà đều không ai thấy các Trình gì cả. Chỉ thấy mỗi mình ông là quằn quại, đau đớn, rên xiết. Đến khi sắp tắt thở, ông ta cố dùng chút sức mòn hơi kiệt khuyên con cháu. Bà không sống được nữa rồi. Các con, dừng việc mua bán này lại đi. Đừng tiếp tục nữa. Nói xong thì rướn người lên, tắt thở. Từ đó trở đi, con cháu ông không dám buôn bán cá và cũng không dám kinh doanh thịt tươi sống nữa. Lời bình. Tất cả những trường hợp trên đây lúc gần lâm chung đều rơi vào cảnh giới địa ngục. Bạn không thấy cảnh giới đó, nhưng người sắp lâm chung, người ta thấy và sợ hãi, kinh khiếp. Bạn vẫn còn chưa nhận ra được sự thật hay sao? Tâm niệm này là do lúc còn sống không biết nhân quả, hoặc biết mà không tin, hủy bán, nhục mạ. Đến khi thọ mạng xong rồi thì cảnh giới lập tức xuất hiện. Lúc đó hối hận có kịp nữa hay không? Khổ muôn kiếp, chỉ cố gắng trăn trối được vài lời mà thôi. Bạn còn chưa tỉnh ngộ được hay sao? Hãy cố gắng ăn chay, phóng sanh, tích đức tu thiện và niệm Phật cầu sanh Tây Phương đi bạn. Thời gian không ngừng trôi, mạng sống chỉ theo hơi thở mà thôi. Chớp mắt một cái đã xong một kiếp người. Tội tình chi phải gieo nhân ác để rồi thọ khổ vạn kiếp không thoát ra nổi. Cho dù bạn là ai, có tín ngưỡng hay không tín ngưỡng, có tin nhân quả hay không tin, thì bạn vẫn phải chịu sự chi phối của định luật nhân quả. Gieo nhân thiện, gặt quả thiện, gieo nhân ác, nhất định sẽ gặt ác báo, không sớm thì muộn. Cho nên, luật nhân quả không bỏ sót một mãi lông, một bụi trần. Mong bạn hãy ghi nhớ kỹ điều này, và tin sâu nhân quả, ngăn ngừa ý nghĩ ác, lời nói ác và việc làm ác, thì cuộc sống bạn mới được an vui. Câu chuyện thứ tư, cái lưỡi dê. Triều đại nhà Đường từ năm 618 đến năm 907 sau Tây Lịch là một trong những thời đại huy hoàng nhất của lịch sử Trung Hoa. Bây giờ, ông Phan Quả sống tại Kinh Đô là một quân nhân nghệ sĩ có tài, cho nên ông được mời giữ một chức vụ trong triều đình khi ông còn rất trẻ. Ông dễ dàng kết thân với mọi người. Do đó, ông có nhiều thân hữu trong số những người bạn trẻ cùng làm chung với ông. Ngày nọ, nhóm bạn của ông đang đi dọc theo một nghĩa trang. Giữa những ngôi mộ, ông gặp thấy một con dê đi lạc. Nó đang chăm chú gặm cỏ. Ông Phan cùng với mấy người bạn đến bao quanh và lôi con dê về nhà. Nó bắt đầu kêu la. Bọn họ sợ người chăn dê nghe tiếng kêu sẽ đi tìm nó. Cho nên, ông Phan đã tới dùng rễ cây mà kéo đứt cái lưỡi con dê ra. Ông ta hãnh diện đã làm cái việc ác đức này quá nhanh. Sau khi về tới nhà, những người bạn của ông Phan đã làm thịt và quay con dê, rồi họ vui vẻ hả hê nhậu rượu với thịt dê. Năm sau, ông Phan hoảng hốt khi thấy cái lưỡi của mình co rút lại. Mỗi ngày nó càng ngắn thêm, và cuối cùng ông ta không nói được nữa. Ông không thể tiếp tục đến sở làm, và rồi ông Phan đành phải nghỉ việc. Ông đi tìm thầy để chữa trị cái lưỡi. Ông Trịnh, người cấp trên của ông Phan, nghĩ rằng ông ta lười biếng nên đã bảo ông đưa lưỡi ra để ông xem thử. Ông Phan có thật đau không? Ông Trịnh ngạc nhiên, thấy cái lưỡi của ông Phan đã biến mất, chỉ còn lại một chút nơi gốc cái lưỡi thôi. Ông Trịnh muốn tìm hiểu tại sao xảy ra như vậy. Ông Phan cầm lấy bút lông và viết trả lời. Chắc bởi tại năm ngoái, chúng tôi bắt trộm một con dê, và khi nó bắt đầu kêu la, tôi liền kéo đứt cái lưỡi nó ra.
Ông Trịnh biết rằng ông Phan bị mất cái lưỡi để bù trả lại cái lưỡi mà ông đã tước đoạt của con dê. Ông khuyên ông Phan nên làm những Phật sự và hồi hướng các phước đức ấy cho con dê để mong bù đắp sự khổ đau thiệt thòi của nó. Ông Trịnh bảo ông Phan sao chép lại kinh Pháp Hoa. Ông Phan rất ân hận về hành động ác mà ông đã làm. Ông thề nguyện sẽ không bao giờ ăn thịt thú vật nữa và hết lòng cố gắng tạo sự an lạc cho con dê. Qua những việc làm phước đức, giúp đỡ chùa chiền và cầu nguyện của ông. Một năm sau, cái lưỡi con Phan bắt đầu mọc trở lại. Ông ta vui mừng thấy lưỡi của mình đang từ từ dài ra. Ông Phan đến sở làm để báo tin cho ông Trịnh biết. Ông Trịnh hãnh diện thấy ông Phan đã ăn năn sám hối sửa lỗi của mình. Khi ông Phan có thể nói được trở lại bình thường, ông Trịnh đã thăng chức cho ông. Ông Trịnh là con người thành thật và sáng suốt, cho nên ông rất được mọi người kính mến. Tiếng đồn về những việc làm tốt của ông Trịnh đã đến tai vua Thái Tông, một trong những vị vua hiền đức nhất trong lịch sử Trung Hoa. Và vào năm 635 Tây Lịch, tức năm thứ 9, dưới triều đại của ngài, ông Trịnh đã được nhà vua thăng cấp lên chức giám sát quan, là một trong những chức vụ cao cấp nhất triều đình. Ông Trịnh tâu với đức vua rằng ông được thăng chức là do điều lành mà ông đã tạo ra nhằm giúp cho con dê đau khổ vì mất lưỡi có được hạnh phúc. Lợi ích sám hối. Nếu người phạm tội một lòng thành khẩn thiết tha sám hối, sau khi sám hối tuyệt đối không tái phạm, người này chưa phải là thánh nhưng đã là bậc hiền. Bởi vì tất cả thế gian này có ai không có tội lỗi, chỉ khác nhau nhiều hay ít, biết chừa cải hay không biết chừa cải ấy thôi. Đã có tội lỗi mà biết ăn năn hối cải, tội lỗi ấy sẽ giảm xuống dần dần cho đến hết. Người như thế không phải bậc hiền là gì. Cho nên trong cuộc sống này, chúng ta đừng đòi hỏi mình hay mọi người không có tội lỗi. Chỉ cần khi lỡ phạm tội lỗi, mình cũng như mọi người phải hổ thẹn, ăn năn, thành tâm sám hối, nguyện chừa cải hẳn sau này. Được thế, chúng ta đều là con người tiến bộ, là kẻ sẽ vươn lên bậc hiền thánh ở mai kia. Sám hối muốn hết tội phải nhắm thẳng động cơ chánh yếu của nó, như bài kệ này: tánh tội vốn không do tâm tạo, tâm nếu diệt rồi tội sạch trong, tội trong tâm diệt cả hay không, thế ấy mới là chân sám hối. Câu chuyện thứ 5, quán nhậu Long Hổ. Tốt nghiệp phổ thông xong, được người giới thiệu, tôi vào làm phục vụ bàn tại một nhà hàng có tên là Quán Nhậu Long Hổ. Quán nhậu này là một nơi thuộc vùng thâm sơn, cây cối sầm uất, có rất nhiều dã thú. Ông chủ quán họ Vi, được xem là vua kinh doanh, vì ông mưu trí, khéo tính toán đầu tư, nhờ vậy mà hái được lắm tiền. Ông treo bảng bán thịt thú rừng, chào hàng bằng mấy từ đặc sản thôn quê quyến rũ, thực khách tìm tới đông nghịch. Quán càng mở rộng quy mô, tiệm lão Vi càng phát tận, khắp xa gần đều biết tiếng. Quán có món đặc biệt tên là Long Hổ Đấu, gồm thịt đại mãng xà nấu chung với mèo rừng mà đặt thành. Và chẳng mấy chốc, biệt danh này thành tên gọi của quán. Cứ kiểu đó, mèo rừng và mãng xà khắp vùng phụ cận đều gặp họa ương. Do ông chủ Phi luôn thu mua giá cao hơn người, nên nhiều dân làng hám tiền, sẵn sàng liều mạng, song lướt hiểm nguy, mò vào chốn thâm sơn vắng bóng người để tìm hàng cung ứng cho lão chủ. Cái sân phía sau tiệm ngày nào cũng nồng nặc mùi máu tanh, tiếng rên la thảm thiết không ngừng vang vọng vào tai. Một hôm, lão Phi mua được con mãng xà khủng dài 6 mét, mập độ 1 tấc rưỡi, có phải ống ánh sắc hoàng kim
pha chút bạc. Nghe nói đã có rất nhiều người mất mạng vì tìm bắt con mãng xà này. Nhìn vóc dáng đồ sộ của nó, có thể đoán nó là vua mãng xà. Con mãng xà nằm mê man một ngày mới tỉnh lại. Lão Phi tiến đến gần lồng sắt và nói: "Ha, ngó bộ người đỉnh đạt uy phong, nên ta tạm thời chưa giết, cho người lưu mạng sống thêm mấy ngày nữa." Mãng xà hình như nghe hiểu, nó ngóc đầu lên cao, đột nhiên há to miệng, phun ra một bãi nước miếng hôi tanh nồng nặc vào mặt lão chủ. Do lão không kịp đề phòng, chỉ biết hét to một tiếng thảm thiết rồi quay mình bỏ chạy. Chúng tôi nghe lão rống cũng vội chạy tới, dùng nước sạch rửa mặt cho lão. Nước miếng mãng xà có tính ăn mòn tiêu hủy cao, nếu như cứu chữa không kịp, chắc chắn sẽ lưu thẹo lỡ lối. Lão Vi đùng đùng nổi giận, nhấc ngay nồi nước nóng dội vào chuồng mãng xà. Trút giận xong rồi, lão hung tợn nói: "Nếu chẳng phải do tốn tiền mua mi cao giá, thì ông đây đã băm dầm mi ra cho há giận. Hừ, giờ ông sẽ cho mi sống không bằng chết. Rồi nửa tháng sau sẽ làm thịt, đem mi ngâm rượu, mừng sinh nhật 40 tuổi của ông." Từ ngày đó trở đi, mãng xà bị nhốt đơn độc trong chiếc lồng to nơi góc vườn, không cho ăn uống. Thỉnh thoảng, ông còn ngược đãi, hành hạ, chửi mắng nó om sòm. Ngày nào cũng cho giết mổ đồng loại của nó, còn lột da xẻ thịt các con vật ngay trước mặt nó để thị uy. 7-8 ngày trôi qua, con đại mãng xà vẫn không khuất phục. Hễ thấy lão chủ lại dương mắt thịnh nộ, há mồm, nhe nanh. Mỗi lần đến gần lòng nó, ai cũng đều có cảm giác bất an khủng khiếp. Lại mấy ngày nữa trôi qua, bỗng xảy ra chuyện. Con đại mãng xà trong lòng không cánh mà bay, chẳng thấy tăm hơi tung tích. Lão chủ vừa nghe được tin này thì mặt mày tái nhợt, hai mắt trợn ngược. Lão đến bên cái lồng nhìn trừng trừng, quan sát. Thấy lồng vẫn còn nguyên vẹn, không có chút tì vết hư hại, xung quanh không có khe hở nào. Lão đoán, trừ phi có ai đã cố ý thả nó ra, nếu không thì chắc chắn con mãng xà khủng này không thể thoát ra. Lão chủ tức tối quay đi, hằng học nói: "Ai? Là ai thả nó ra hử? Khôn hồn thú nhận thì không sao, chứ để ông đây mà điều tra ra được thì ông sẽ lột da sống cho coi." Chúng tôi đều sợ run người, cùng súng nhau thề thốt là mình không có làm vậy. Lão chủ mặt mày thiểu não, ông quay lại cái lồng sắt, quan sát tiếp tục. Cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ con đại mãng xà đào thoát. Có hai thanh sắt, khe hở tương đối lớn, xem ra mãng xà đã thoát bằng đường này. Chúng tôi bàn tán cả buổi, cuối cùng đành phải thừa nhận hiện thực trước mắt. Đúng là thân thể con mãng xà này có tính co giãn, biến hóa cực cao, quá giỏi luồn lách. Khe hở nhỏ xíu như vậy mà vẫn chui ra được. Vì muốn tự do, nó có thể kham nhẫn mọi thống khổ ngoài sức tưởng tượng. Lão chủ sau khi xả xuống bắp, trút thịnh nộ xong, thì Ngố Bộ đã nguôi ngoai, không còn nói năng gì nữa. Khoảng hơn 2 giờ sáng, chúng tôi ai nấy đang ngủ say, thì bị những tiếng thét kinh hoàng làm cho tỉnh giấc. Tôi giật mình nhõm dậy, phóng ra sân, quan sát tình hình. Vừa nhìn cảnh trạng, tôi đã hồn phi phách tán. Dưới ánh trăng sáng, tôi thấy có mấy mươi con mãng xà bò đầy sân, có con trườn từ ngoài cửa sổ vào. Thời giờ tôi chưa từng chứng kiến cảnh mãng xà hành động tập thể như vậy. Bình thường, thấy đám mãng xà trong quán đều có vẻ đầu ngu, não ngốc. Nhưng hiện giờ trước mắt tôi, những con đại mãng xà này trong bộ dạng rất khôn ngoan và đang bừng bừng lửa giận, thịnh nộ khó nguôi, khí thế cực kỳ hung hãn. Tôi vội hét lên báo động khắp: "Mau thức dậy chạy mau, bầy mãng xà đang bò vào nhà kia kìa." Âm vang kinh hoàng của tôi gây náo động cả một vùng. Chớp mắt,
mấy con rắn đã bò tràn lan chung quanh. Nhiều con trường đến bao vây phòng lão chủ, kín tới không còn khe hở nào. Trong quán, mấy bếp sư và hỏa đầu quân vốn giỏi việc, vì họ từng ra tay giết vô số mãng xà. Do thạo nghề quen ứng phó nên họ không hãi hùng lắm. Dù có chút sợ thoáng qua thì họ cũng nhanh nhẩu chụp khí cụ truy bắt các mãng xà để giết. Sau một trận đấu đánh dữ dội, đã có mấy người rời nhà chạy ra sân. Mãng xà vẫn ung dung tấn công. Vài con xông thẳng đến phòng lão chủ, giống như là đến tiếp viện vậy. Xem ra trọng điểm mãng xà muốn tấn công chính là phòng lão chủ. Do cửa sổ mở nên đã có mấy con tiến vào trong. Tôi dễ dàng nhận ra con mãng xà chúa từng vượt ngục, vì thân nó màu hoàng kim, lại to lớn nhất trong bầy nên rất dễ phát hiện. Đồng thời tôi cũng hiểu ngay, chính nó hướng dẫn điều khiển bầy rắn này đến báo thù. Kỳ quái là tôi không hề thấy bóng dáng lão chủ đâu, cũng không nghe tiếng va chạm đấu đá. Tôi gọi to, nhắc nhở mấy người còn đứng trong sân. Hãy mau lên lầu, chỗ đó an toàn hơn. Bọn họ như sực tỉnh, vội phóng lên cầu thang. Ai nấy chạy bán mạng, cùng lao vào phòng như cơn lốc. Mãng xà đang bắt đầu bò lên. Chúng tôi đồng tâm hiệp lực, nương vào thế cao quánh thấp, cuối cùng đẩy lui được chúng. Khi bầy rắn từ phòng lão chủ thoái lui, vẫn còn rắn chúa to lớn màu hoàng kim hiên ngang dẫn đầu. Sau đó, chúng nhanh chóng biến vào rừng cây rậm rạp phía sau núi. Khi đã chắc chắn là nguy hiểm đã qua, chúng tôi mới xuống tầng dưới. Thấy hai anh đồ tể, Giang Trung Vĩ và Lý Trường Hữu vẫn chưa ra khỏi phòng. Hai người này thường ngày chuyên lo việc giết rắn. Họ đã giết vô số mãng xà. Chúng tôi kinh hoàng đến há hốc mồm khi phát hiện cả hai anh gân cốt bị đứt lìa, nội tạng bị xé thủng. Thất khiếu lưu huyết đã chết từ hồi nào? Riêng cửa sổ phòng nhóm nữ phục vụ do đóng kín nên mãng xà không thể vào. Nhờ vậy mà bọn họ không ai bị thương. Chỉ bị một mẻ sợ kinh hồn bạc vía mà thôi. Vậy ông chủ quán phi ở đâu? Chúng tôi thắc mắc, đồng tiến đến cửa phòng ông. Bên ngoài là một bãi hỗn độn, cũng không thấy bóng dáng ông đâu. Chúng tôi hồi hộp, ráng tiến vào trong. Thấy càng loạn dữ hơn, nơi đây in đầy vết tích mãng xà dày xéo, hơn nữa còn lưu mùi khí tanh nồng nặc. Kỳ quái là vẫn không thấy lão phi đâu cả. Không lẽ lão bị mãng xà bắt cóc hay bị nó nuốt gọn rồi? Thật đáng sợ. Nghĩ đến đây đầu tôi như tê dại đi, xương sống phát lạnh, nổi óc khắp mình. Lúc này chúng tôi không hẹn mà đồng chú ý đến một lu to nơi góc tường. Lu này cao khoảng 1m5, nắp lu bằng gỗ, có tay cầm. Nhưng giờ lu đang đậy nắp ngược, nghĩa là tay cầm quay vào trong, thành lu in đầy vết rắn, đu đeo, quần thảo. Ắt là lão phi ở trong đó rồi. Chúng tôi gọi nhỏ. Ông chủ ơi, mãng xà rút rồi, ông mau ra đi. Gọi hoài mà không nghe động tĩnh gì. Chúng tôi có cảm giác không hay, bèn tới gần, run rẩy dỡ nắp lu ra. Nhìn thấy ông phi toàn thân co rúm, mắt tái nhợt, mắt trợn thè lưỡi, 10 ngón tay bấu chặt vào nắp lu đến chảy máu. Ông chết thảm đến chẳng nỡ nhìn. Có lẽ nào lão Vi vừa thấy bầy mãng xà tiến vào thì biết mình không xông ra được, liền chui vào lu và kéo nắp đậy lại. Con rắn chúa thù ông thấu xương, dễ gì chịu buông tha. Nó ôm phẫn nộ cực điểm, hợp cùng bầy mãng xà vây quanh lu, dốc toàn lực tấn công. Bầy rắn đã đè chặt nắp lu, không cho chút không khí chen vào, khiến lão Vi bị chết ngợp trong đó. Chuyện khủng khiếp chưa từng có này nhanh chóng được đồn đăng khắp vùng rồi khắp thôn làng. Riêng dân chúng trong địa phương này chẳng còn ai dám giết rắn nữa. Câu chuyện thứ 6,
giết rùa ăn, chịu quả báo lửa thiêu cháy. Ở Thượng Hải, có ông họ Phương, bình thường rất ưa ăn thịt rùa, nhưng cách chế biến thức ăn của ông rất khác người. Ông chế nước ngập nồi, dùng nắp đậy kín nồi. Ở giữa nắp có khoét một lỗ hổng to cỡ đầu rùa. Ông bỏ rùa sống vào, sau đó mới đun lửa. Khi nước trong nồi dần nóng lên, con rùa bị độ sôi nung nấu, đau không chịu nổi. Nó bèn thò đầu lên lỗ hổng đó, há miệng thở. Lúc này ông đem nước sốt gia vị đã thắng sẵn, đang sôi, rót vào miệng rùa, ép nó rụt đầu vào chảo lại. Mục đích của ông là để cho nó gia vị thẩm thấu vào toàn thân rùa, như vậy thịt rùa sẽ rất ngon. Nhưng ông chẳng mãi may nghĩ đến nỗi thống khổ của rùa. Bên trong thì nước sôi làm bỏng tanh can, bên ngoài thì bị nung đốt. Con rùa đang sống mà ông hành hạ nội công ngoại kích thật dã man. Chưa hết, rùa đang oằn quại, đau đớn, dãy dụa trong nước nóng, rồi chịu không nổi độ nước sôi, hành hạ dày vò, muốn trốn cũng không có cửa, cầu sống không có đường. Thế là nó đành nhô đầu ra khỏi cái lỗ hổng trên nắp để giải nhiệt tiếp. Lúc này ông Vương tàn nhẫn, lại tiếp tục rưới nước gia vị đun nóng, có đủ muối, dầu, giấm, ớt tiêu. Rùa bỗng rác cả lòng, vội rút đầu xuống. Cảnh thò thò, rụt rụt, cứ thế tái diễn nhiều lần, và cuối cùng thì rùa chết đi trong tột cùng thống khổ. Vì tham ăn sướng miệng mà ông Vương đành tâm giết hại quá tàn nhẫn. Rồi ông Vương cũng dùng xong món thịt rùa. Mười mấy ngày sau, một đêm nọ, ông đang nằm ngủ tại căn gác, thì tầng trệt bỗng dưng phát hỏa, lửa thiêu rụi cả cầu thang, cháy lan tới phòng ngủ của ông. Thiêu đến chăn mền thì ông mới giật mình tỉnh dậy. Trong lúc kinh hoảng ngơ ngác, ông định xuống lầu lánh nạn, thì thấy cầu thang gỗ đã cháy mất tiêu. Phía dưới giờ là một biển lửa vô phương đi xuống. Ông muốn chui ra cửa sổ để sinh tồn, nhưng song cửa sắt khe hở quá hẹp, nên dù ông tận lực chui ra mấy lần cũng không thể. Chỉ ló được cái đầu ra và mắc kẹt ngay tại đó. Vô phương tiến thoái. Ông đang gào thét thì xe cứu hỏa đến. Lửa dữ cháy tràn lan trên đất, đầu ông thì bị kẹt nơi song sắt như bị nướng nóng thêm. Ông há to miệng gào thét kêu cứu. Viên cứu hỏa cầm vòi nước không ngừng xịt vào chỗ song cửa. Ông bị nước sôi bắn vào miệng, đau đớn, hệt như cảnh ông hành con rùa xưa kia. Cái đầu kẹt ngoài sông không ngừng nuốt nước sôi. Lúc đó, có lẽ ông cũng thấm thía nỗi khổ thảm thiết mà con rùa đã nếm. Và cứ thế, ông Vương cuối cùng chết trong biển lửa. Cách thức giết rùa ăn của ông Vương đã khiến ông phải nếm trải khổ hình tương tự. Nhân quả báo ứng quả thực không dối. Khi sống, ta dùng ác tâm giết hại loài vật thế nào, thì sẽ bị chính ác tâm ấy làm hại mình. Đây chính là ông Vương tự khiến mình rơi vào lò lửa thiêu nóng. Trong Kinh Pháp Cú ghi, yêu nghiệt mà gặp phúc là ác kia chưa chín, đến khi quả ác chín thì tự thọ tội khốc liệt. Ông Vương nhận thọ quả báo thực khiến người ta phải kinh sợ. Cảnh ông chết thật là đau đớn, khó khăn. Phải hiểu là ta giết bất kỳ động vật như thế nào thì sẽ bị báo ứng đương đương như vậy. Mong những vị ưa sát sinh hãy suy nghĩ mà cẩn trọng. Giết hại tê tê, sinh con ra giống y như tê tê. Vào năm 1948, thôn Sâm Châu, Đạ Miên, Malaysia, có một người nông dân rất nghèo tên là Trương Thu Đàm. Một hôm nọ, lúc ông đang cày ruộng, bất chợt thấy một con tê tê. Ông liền vứt cày để đuổi bắt nó. Tuy nhiên,
nó đã nhanh chân chạy vào một hang núi để trốn. Ba người con trai của ông nghe vậy liền chạy đến để tìm cách bắt, nhưng cũng không được. Lúc đó, vợ ông là Mạnh Tiên mới 39 tuổi, đang mang thai, cũng tham gia đuổi bắt con Tê Tê. Chị ta lại lập mưu kế rất hay, đó là đốt củi trước cửa hang, lùa khói bay vào. Như vậy, con Tê Tê bị ngợp khói trong hang, nhất định sẽ bò ra. Họ đốt củi suốt nửa ngày, mặt ai cũng đỏ bừng vì nắng và lửa khói. Nước mắt giàn giụa, vẫn không thấy bóng của con Tê Tê đâu. Cả gia đình thất vọng, bèn ủ rũ đi về. Năm tháng sau, cô Bành Tiên sinh ra được một người con gái có hình thù rất đáng sợ, giống y như con Tê Tê vậy. Khi sinh ra đứa bé, nó không khóc oa oa như bao đứa trẻ khác, mà nó kêu tiếng chét chét như tiếng của con Tê Tê. Vừa sinh xong, cô rất mệt, nhưng nghe tiếng kêu của con, cô cố gắng chồm người nhìn qua. Vừa nhìn thấy con, cô liền ngất xỉu, lâu sau mới dần tỉnh lại. Cô bèn ôm con trong lòng khóc nức nở, nước mắt chảy ướt đẫm cả thân đứa con mới sinh. Cô biết mình không phải vừa sinh ra một đứa bé gái, mà là một con Tê Tê. Chuyện Bành Tiên sinh ra quái vật khiến cho ai nấy cũng đều kinh ngạc. Mọi người trong làng đều bị hình tướng của đứa con cô Bành hút hồn. Ở bất cứ chỗ nào hay làm bất cứ việc gì, họ cũng đem đề tài của cô ra mà bàn tán. Càng bàn tán thì họ càng kinh hãi. Cho đến trong giấc mơ, họ cũng thấy hình dáng kỳ quái của nó. Không ai dám đi ra ngoài ban đêm. Từ đó, mọi người lo sợ giống như bị ma nhập vậy. Họ cho rằng hình tướng của nó là một điềm báo trước đại họa sắp xảy ra cho dân làng. Chính vì vậy mà họ yêu cầu ông Trương phải đem nó giao cho dân làng xét xử. Hơn ai hết, vợ chồng ông Trương Thu Đàm biết rất rõ kết quả của việc đem giao con cho người trong làng xử lý. Dù thế nào đi chăng nữa, nhưng tình phụ tử, mẫu tử không thể mất, hầm dữ không nỡ ăn thịt con. Do vậy, vợ chồng ông nghĩ ra một kế. Họ nói với mọi người rằng con gái họ đã chết. Họ cũng làm giả đám ma, than khóc. Mặt khác, họ làm một cái buồng rất kín, đem con vào đó cất giấu. Cô gái này đã được cha mẹ đặt tên là Trương Tứ Muội. Thấy con gái từ lúc mới sinh đã bị nhốt như giam trong ngục, suốt ngày không thấy ánh mặt trời, họ vô cùng đau lòng, khóc lóc suốt. Tuy đau khổ khóc hết nước mắt, nhưng suy nghĩ nát óc, họ vẫn không tìm ra cách để chữa trị cho con. Vả lại họ cũng không có tiền để đưa con đi bác sĩ. Khi đứa bé lên 10 tuổi, ông bị một cơn bệnh hiểm nghèo rồi qua đời. Trước khi chết, ông luôn nói với vợ con: anh chết thì yên được thân anh, còn em và các con chắc phải chịu cực khổ nhiều. Ông lại ngoái lên giường nhìn đứa con gái đang nằm quằn quẹo như con Tê Tê. Lòng ông đau xót như kim châm múi xác. Bệnh của ông lại càng phát mạnh hơn, đờm trong cổ cứ chặn ngang những câu ông trăn trối. Cuối cùng ông cố gắng lắm mới ôm con vào lòng mà nói: con à, một mai kia nếu mẹ theo ba thì con phải sống sao đây? Rồi trong những ngày tháng sau này, bao nhiêu gánh nặng đè hết lên đôi vai gầy của mẹ. Nghĩ đến đây, bà chết cũng không thể nào nhắm mắt. Nói xong, đờm trong cổ trào ra, ông ho một cơn dữ dội rồi chết. Nhưng mắt ông vẫn không chịu nhắm, cứ mở trừng trừng, dù mọi người cố gắng vuốt cỡ nào. Cho đến lúc liệm vào quan tài rồi mà mắt vẫn mở. Chuyện đứa con vẫn được cô Bành giấu kín, với lại thời gian cũng xảy ra hơn 10 năm, nên không ai còn nhắc tới nữa. Phần khác,
vì ai cũng lo bận bịu làm ăn nên cũng không có thời gian để nhớ. Thế nhưng vẫn còn không ít người hoài nghi, không tin con cô đã mất. Lúc đó cũng có ông Mã, chủ một rạp hát lớn, đến thương lượng với cô Bành. Ông nói rằng ông không tin con gái cô đã chết. Nếu còn sống, ông xin mua nó với giá 120 lượng vàng để về phục vụ cho rạp hát. Người mẹ cường tuyệt, bà luôn nói rằng con bà đã chết rồi. Nếu không tin thì bà dẫn ra mộ cho xem. Trương Tứ Muội đã phải sống trong cảnh u tối hơn 30 năm. Vào tháng 3 năm 1982, vô tình cô bị người dân phát hiện khi cô bước ra khỏi phòng để lấy nước uống. Chuyện hơn 30 năm trước, y như giấc mộng đã tan biến theo mây khói. Người thời nay đã tiến bộ, họ luôn đề cao tri thức, nên họ quyết định cho cô quyền sống như mọi người khác, có quyền hưởng thụ sản phẩm của khoa học công nghệ. Chuyện của cô Trương là nguyên nhân chính mà ông Chu Bảo Nguyên, phóng viên của báo Tân Sinh Hoạt, giữ tôi lại suốt một ngày để bàn giải khi ông đem hình cô Trương cho tôi. Nhà văn Bách Dương xem. Vừa xem qua tôi giật bắn người. Không lẽ nhân vật chính trong hình là một con người bằng xương bằng thịt, là người có cùng màu da, mái tóc với tôi? Tôi tự hỏi với mình như vậy, không thể tin vào mắt. Khi đó trong tâm tôi khởi lên niềm xót thương vô hạn. Cho nên tôi quyết bằng mọi giá, ngày hôm sau cũng phải đi thăm cô. Ngày hôm sau, tôi cùng phóng viên Chu Bảo Nguyên và tổng biên tập Ngô Trọng Đạt đi thăm. Nói tiếng là đi thăm, nhưng mục đích của tôi là muốn nhìn trực tiếp đồng loại của mình. Suốt chặng đường đi, đầu tôi luôn hình dung hình tướng của Trương. Dù trước đó tôi đã xem hình rồi, nhưng vẫn khó mà hình dung ra được. Khi xe đến nơi mà chúng tôi sẽ đến, nhờ ông tổng biên tập liên lạc trước nên chúng tôi được người nhà ra đón tận ngoài đường. Vừa vào tới nhà, cô Trương từ trong buồng bước ra chào chúng tôi. Trời ơi, tôi đang tỉnh hay mơ? Đây là cõi nhân gian hay địa ngục vậy? Nhân vật đứng trước mặt tôi là người hay động vật? Tôi là nhà văn, cũng khá thành đạt về lĩnh vực xây dựng nhân vật. Nhưng tất cả nhân vật tôi xây dựng trong văn, dù thật hay hư cấu, cũng không được như người đang đứng trước mặt tôi. Lúc này tôi mới hiểu được vì sao mà người dân thôn Sâm Châu Đạm Biên gọi cô là người tê tê. Đầu cô trọc lóc, không có một sợi tóc. Đôi mắt xếch lên 50 độ, lỗ mũi trịch lít, môi trời ra, răng thì cái siêu cái vẹo. Trong đó có một cái răng nanh chỉ ra ngoài, giống như ngà voi vậy. Toàn thân đầy vải, khiến cho mọi người mới vừa nhìn đều giật bắn cả người. Đôi mắt cô càng khiến người ta khiếp sợ hơn. Mắt không bao giờ nháy, đương nhiên cũng không nhắm lại được, giống như là mắt cá. Còn hai tròng đen mắt thì tròn đỏ như hai hòn bi sắt bị nung lâu ở nhiệt độ cao. Sau lần gặp gỡ đó, ông tổng biên tập của báo Tân Sinh Hoạt liền liên lạc với bác sĩ trưởng khoa về bệnh ngoài da của Bệnh viện Trung ương đến chữa trị cho cô. Nhưng sau khi khám, vị bác sĩ kết luận, đây là chứng bệnh tôi gặp lần đầu. Nếu nói đột biến gen cũng không chính xác. Vì đột biến gen thì nó chỉ đột biến một phần nào đó mà thôi, chứ không thể đột biến cả một cơ thể. Nên tôi đành chịu thua. Bất chợt, đôi mắt vị bác sĩ lóe sáng lên. Hình như ông tìm ra đáp án về căn bệnh của cô. Ông nói, theo tôi nghĩ, đây không phải là căn bệnh bình thường. Theo như gia đình đã kể, thì đây chính là nhân quả báo ứng mà Đạo Phật đã nói. Nhân quả báo ứng tơ hào không sai. Một mãi lông bụi trần cũng không thoát. Nghiệp thiện ác luôn theo ta như bóng theo hình. Quả báo không phải không đến, mà là chưa đủ duyên để đến mà thôi. Nếu đến, bạn sẽ không thể tránh khỏi ác báo. Vậy vì sao chúng ta không nghĩ đến điều tốt,
nói điều tốt và làm điều tốt chứ. Câu chuyện thứ hai, giết chó trung thành, chết thê thảm. Nhân vật chính của câu chuyện này chính là ông cậu của tôi. Ông họ Đường, sống ở Đại Trung, Đài Loan, làm nông. Năm 1952, vì thân thể tiều tụy, nghe bạn bè bày ăn thịt chó, thân thể sẽ được khỏe mạnh, mập mập. Ông ta liền đem con chó rất trung thành, nuôi từ thời Nhật xâm chiếm Trung Quốc ra giết. Mọi người trong gia đình chẳng những không ngăn cản, mà còn khuyến khích giúp đỡ làm thịt chó. Một sáng nọ, cậu và mợ cùng hợp sức dùng cái bừa đập vào đầu con chó. Ngay tức khắc, con chó bị ngất. Ông cậu đem nó tới hồ cá. Ông định nhân đây nhận nước rồi chết. Không ngờ khi vừa nhận xuống nước, con chó liền tỉnh lại, lặn xuống nước chạy trốn. Nhưng chỉ vài tháng sau, khi vết thương đã lành, nó liền quay trở lại giữ nhà cho chủ. Nhưng ông cậu của tôi chẳng có chút động lòng khi thấy con chó trở về. Khoảng 2 tuần sau, ông lấy cục đá lớn nện vào đầu của nó. Lần này con chó cũng ngất xỉu. Do bị đập vào đầu nên lưỡi nó thè ra ngoài. Máu trong miệng chảy ra, ốc phân đầy đất. Hình trạng nó nằm chết rất thê thảm. Ông liền đem nó ra thọc huyết ngay, chứ không nhận nước, để tránh tình huống xấu xảy ra. Chỉ sau mấy giờ, con chó đã nằm gọn trong nồi. Nó được nằm chung với sả, gia vị. Tối đó, cả gia đình cậu tôi cùng hưởng hương vị của thịt chó. Hôm sau, đang làm ngoài đồng, bỗng nhiên nghe đau bụng dữ dội. Ông vội chui vào lùm cỏ để giải quyết, nhưng ngồi hoài cũng không đi được. Đến ngày thứ 3, đúng giờ ông đã giết chó. Lúc này ông cũng đang làm ngoài đồng. Đột nhiên thấy choáng váng mặt mày, hoa mắt, sau đó ho một tiếng. Thật kinh hãi, ông khạc ra một đống máu trước mặt vợ. Mợ tôi liền dìu cậu lên bờ để nghỉ ngơi, nhưng không thấy đỡ hơn chút nào. Càng nghĩ đầu càng buốt, mợ tôi vội đưa cậu về nhà, rồi đi mời vị dược sĩ gần đó qua khám. Ông ta chích thuốc, cho uống thuốc, nhưng đều không thấy hiệu quả. Đêm đó, đang ngủ, cậu bỗng nghe đau đầu, không thể chịu nổi. Sau đó rên mấy tiếng, giống như tiếng tru thê thảm của chó khi bị đập. Máu trong miệng vẫn tuôn ra như thác. Mợ tôi cố gom góp tiền, nhờ người đi mời vị bác sĩ Tây Y. Ông ta cũng bó tay với căn bệnh kỳ quái của cậu. Đến ngày thứ 4, vì mỗi ngày thổ huyết đến mấy lần, nên cổ họng sưng to, lưỡi không còn cảm giác gì cả. Miệng không tài nào ngậm lại được. Lưỡi luôn lè ra ngoài, đau đầu đến nỗi hai mắt chảy máu. Đến ngày thứ 5, cậu không thể chịu nổi thống khổ và trút hơi thở. Nhưng thịt chó vẫn chưa ăn hết, chỉ mới hết 2/3 mà đã bị quả báo như vậy rồi. Đừng nói chi đến khi ăn hết. Chuyện càng kỳ quái hơn, lúc cậu sinh bệnh lạ, chưa đến khi ra đi, trong cổ luôn phát ra những âm thanh rất kỳ lạ. Những âm thanh này giống như tiếng rên rỉ của con chó trung thành lúc sắp từ giã cõi trần. Càng kỳ quái hơn, trên đầu ông lòi ra một cục rất to, giống như vừa bị một tác động rất mạnh của vật cứng. Theo tôi, đây là báo ứng do trước kia cậu dùng đá đập vào đầu con chó. Tướng nằm của cậu khi chết giống y như tướng nằm của con chó kia. Chính là báo ứng rõ ràng của việc giết chó. Đây là câu chuyện có thật của dòng họ tôi mà chính mắt tôi chứng kiến. Hôm nay, qua tạp chí Chính Luân, tôi có vài lời khuyên mọi người. Con chó có nhiều khi nó còn trung thành hơn con người nữa. Tại sao chỉ vì muốn phì da béo thịt mà nỡ giết nó, nỡ ăn thịt nó? Mong những người thích ăn thịt nên suy ngẫm, thật suy ngẫm.
Câu chuyện thứ ba, quả báo cho những người sát sanh gà. Cho dù bạn là ai, có tín ngưỡng hay không tín ngưỡng, có tin nhân quả hay không tin, thì bạn vẫn phải chịu sự chi phối của định luật nhân quả. Gieo nhân thiện gặt quả thiện, gieo nhân ác nhất định sẽ gặt ác báo, không sớm thì muộn. Tại Thiên Thai, Đông Bắc, có một vị bác sĩ mới ra nghề nhưng rất giỏi. Một ngày nọ, có người phụ nữ hơn 40 tuổi tìm đến khám bệnh. Cô ta bảo bị đau trong yết hầu, nhờ bác sĩ chữa trị. Bác sĩ xem kỹ bộ dáng của cô. Người bệnh nhân này có tiếng nói bát bát giống như tiếng gà kêu, đồng thời thân thể run run, còn hai tay thì cứ với với như hai cánh của con gà đang đập. Bác sĩ lại khám trong yết hầu của cô, nhưng phía trong yết hầu lại không có bệnh gì cả. Việc này khiến vị bác sĩ vô cùng khó hiểu. Bác sĩ là người nùng vĩ, hơn nữa lại là một Phật tử thuần thành. Anh có một gia đình rất hạnh phúc. Mọi người trong gia đình anh từ lớn đến nhỏ đều quy y Tam Bảo, giữ giới tu hành. Anh thấy căn bệnh của người phụ nữ rất giống trạng thái con gà khi bị cắt tiết, nên anh đoán ra cô ta đã ăn thịt gà quá nhiều, hay là cô có thể là người buôn bán gà. Sau khi hỏi kỹ, quả nhiên đúng như những gì anh đã tiên đoán, cô là chủ của một tiệm bán gà ở gần đó. Vì vậy anh nói, theo tôi khám thì thấy cô không bệnh về thân, mà đây là bệnh nghiệp, nên có lẽ tôi không có cách để chữa trị cho cô được. Nghe xong, người phụ nữ này vẫy vẫy hai tay giống như hai cánh gà, miệng thì kêu oát oát, giống y như hình trạng con gà đang dậy chết. Vừa về tới nhà thì cô ngã ngửa ra, tắt thở. Gần làng tôi cũng xảy ra một chuyện rất giống chuyện trên. Bên cầu Nhật Bản mọc lên tiệm bán gà. Lúc mới mở tiệm này do hai người hùn vốn lại làm ăn, nhưng một thời gian sau đó thì tách ra riêng. Khi người chủ được 50 tuổi thì người vợ qua đời. Không bao lâu thì đứa con gái đầu và con gái thứ đều lần lượt chết. Ông chủ cũng mắc phải căn bệnh quái ác. Ông đi đủ thầy, tìm đủ thuốc, tốn rất nhiều tiền của, nên bệnh mới dần dần bình phục. 7 năm sau, bệnh ông bỗng nhiên tái phát dữ dội. Càng ngày bệnh càng trầm trọng hơn, thuốc bao nhiêu cũng không còn tác dụng nữa. Ông gọi con trai cả cùng con dâu đến bên cạnh và nói, bà đau quá, mau lên, các con hãy đuổi những con gà ở xung quanh ba đi. Ông vừa nói vừa tỏ ra rất đau đớn. Con cháu hỏi lý do vì sao ông lại nói như thế. Ông nén cơn đau bảo, các con không thấy sao? Do trước kia ba giết gà, nên bây giờ những con gà bị giết, nó xúm lại quanh ba. Có con còn dùng chân cào lên mình ba, có con mổ khắp người ba. Đau nhức quá các con ơi, làm ơn đuổi những con gà giùm ba đi. Đau quá, sợ quá, kiếm tiền nhiều để làm gì mà không trị được bệnh đây trời ơi. Không, không nên làm cái nghề này nữa. Nói xong thì tắt thở. Từ đó con cháu ông sợ quá cho nên bỏ nghề, không còn dám bán gà nữa. Ở lại Chi Nhai có tiệm bán cá chình. Tiệm này làm ăn rất phát đạt, tiền lời kiếm được rất nhiều. Tuy nhiều tiền nhưng bù lại gia đình ông ta luôn gặp đủ thứ tai họa. Riêng ông thì bệnh tật triền miên, chữa chạy nhiều bác sĩ, uống khá nhiều thuốc, mà bệnh vẫn cứ trơ trơ, không chút thuyên giảm. Trước khi ông ta chết vài ngày, ông nói tình hình bệnh tật của mình cho gia đình nghe. Ông rên rỉ, đau quá, các con có cách nào bắt hết những con cá chình đang cắn rỉa trên thân thể ba không? Các con hãy lấy cây đập cho bọn chúng chết hết đi. Ông gào thật to, nhưng chỉ có mỗi mình ông thấy thôi. Cả nhà đều không ai thấy cá chình gì cả.
chỉ thấy mỗi mình ông là quằn quại đau đớn rên xiết. Đến khi sắp tắt thở, ông ta cố dùng chút sức mòn hơi kiệt khuyên con cháu. Bà không sống được nữa rồi, các con dừng việc mua bán này lại đi, đừng tiếp tục nữa. Nói xong thì rướn người lên tắt thở. Từ đó trở đi, con cháu ông không dám buôn bán cá và cũng không dám kinh doanh thịt tươi sống nữa. Lời bình. Tất cả những trường hợp trên đây lúc gần lâm chung đều rơi vào cảnh giới địa ngục. Bạn không thấy cảnh giới đó, nhưng người sắp lâm chung, người ta thấy và sợ hãi, kinh khiếp. Bạn vẫn còn chưa nhận ra được sự thật hay sao? Tâm niệm này là do lúc còn sống không biết nhân quả, hoặc biết mà không tin, hủy bán, nhục mạ. Đến khi thọ mạng xong rồi thì cảnh giới lập tức xuất hiện. Lúc đó hối hận có kịp nữa hay không? Khổ muôn kiếp, chỉ cố gắng trăn trối được vài lời mà thôi. Bạn còn chưa tỉnh ngộ được hay sao? Hãy cố gắng ăn chay, phóng sanh, tích đức tu thiện và niệm Phật cầu sanh Tây Phương đi bạn. Thời gian không ngừng trôi, mạng sống chỉ theo hơi thở mà thôi. Chớp mắt một cái đã xong một kiếp người. Tội tình chi phải gieo nhân ác để rồi thọ khổ vạn kiếp không thoát ra nổi. Cho dù bạn là ai, có tín ngưỡng hay không tín ngưỡng, có tin nhân quả hay không tin, thì bạn vẫn phải chịu sự chi phối của định luật nhân quả. Gieo nhân thiện, gặt quả thiện, gieo nhân ác, nhất định sẽ gặt ác báo, không sớm thì muộn. Cho nên, luật nhân quả không bỏ sót một mãi lông, một bụi trần. Mong bạn hãy ghi nhớ kỹ điều này, và tin sâu nhân quả, ngăn ngừa ý nghĩ ác, lời nói ác và việc làm ác, thì cuộc sống bạn mới được an vui. Câu chuyện thứ tư, cái lưỡi dê. Triều đại nhà Đường từ năm 618 đến năm 907 sau Tây Lịch là một trong những thời đại huy hoàng nhất của lịch sử Trung Hoa. Bây giờ, ông Phan Quả sống tại Kinh Đô là một quân nhân nghệ sĩ có tài, cho nên ông được mời giữ một chức vụ trong triều đình khi ông còn rất trẻ. Ông dễ dàng kết thân với mọi người. Do đó, ông có nhiều thân hữu trong số những người bạn trẻ cùng làm chung với ông. Ngày nọ, nhóm bạn của ông đang đi dọc theo một nghĩa trang. Giữa những ngôi mộ, ông gặp thấy một con dê đi lạc. Nó đang chăm chú gặm cỏ. Ông Phan cùng với mấy người bạn đến bao quanh và lôi con dê về nhà. Nó bắt đầu kêu la. Bọn họ sợ người chăn dê nghe tiếng kêu sẽ đi tìm nó. Cho nên, ông Phan đã tới dùng rễ cây mà kéo đứt cái lưỡi con dê ra. Ông ta hãnh diện đã làm cái việc ác đức này quá nhanh. Sau khi về tới nhà, những người bạn của ông Phan đã làm thịt và quay con dê, rồi họ vui vẻ hả hê nhậu rượu với thịt dê. Năm sau, ông Phan hoảng hốt khi thấy cái lưỡi của mình co rút lại. Mỗi ngày nó càng ngắn thêm, và cuối cùng ông ta không nói được nữa. Ông không thể tiếp tục đến sở làm, và rồi ông Phan đành phải nghỉ việc. Ông đi tìm thầy để chữa trị cái lưỡi. Ông Trịnh, người cấp trên của ông Phan, nghĩ rằng ông ta lười biếng nên đã bảo ông đưa lưỡi ra để ông xem thử. Ông Phan có thật đau không? Ông Trịnh ngạc nhiên, thấy cái lưỡi của ông Phan đã biến mất, chỉ còn lại một chút nơi gốc cái lưỡi thôi. Ông Trịnh muốn tìm hiểu tại sao xảy ra như vậy. Ông Phan cầm lấy bút lông và viết trả lời. Chắc bởi tại năm ngoái, chúng tôi bắt trộm một con dê, và khi nó bắt đầu kêu la, tôi liền kéo đứt cái lưỡi nó ra. Ông Trịnh biết rằng ông Phan bị mất cái lưỡi để bù trả lại cái lưỡi mà ông đã tước đoạt của con dê.
Ông khuyên ông Phan nên làm những Phật sự và hồi hướng các phước đức ấy cho con dê để mong bù đắp sự khổ đau thiệt thòi của nó. Ông Trịnh bảo ông Phan sao chép lại kinh Pháp Hoa. Ông Phan rất ân hận về hành động ác mà ông đã làm. Ông thề nguyện sẽ không bao giờ ăn thịt thú vật nữa và hết lòng cố gắng tạo sự an lạc cho con dê. Qua những việc làm phước đức, giúp đỡ chùa chiền và cầu nguyện của ông. Một năm sau, cái lưỡi con Phan bắt đầu mọc trở lại. Ông ta vui mừng thấy lưỡi của mình đang từ từ dài ra. Ông Phan đến sở làm để báo tin cho ông Trịnh biết. Ông Trịnh hãnh diện thấy ông Phan đã ăn năn sám hối sửa lỗi của mình. Khi ông Phan có thể nói được trở lại bình thường, ông Trịnh đã thăng chức cho ông. Ông Trịnh là con người thành thật và sáng suốt, cho nên ông rất được mọi người kính mến. Tiếng đồn về những việc làm tốt của ông Trịnh đã đến tai vua Thái Tông, một trong những vị vua hiền đức nhất trong lịch sử Trung Hoa. Và vào năm 635 Tây Lịch, tức năm thứ 9, dưới triều đại của ngài, ông Trịnh đã được nhà vua thăng cấp lên chức giám sát quan, là một trong những chức vụ cao cấp nhất triều đình. Ông Trịnh tâu với đức vua rằng ông được thăng chức là do điều lành mà ông đã tạo ra nhằm giúp cho con dê đau khổ vì mất lưỡi có được hạnh phúc. Lợi ích sám hối. Nếu người phạm tội một lòng thành khẩn thiết tha sám hối, sau khi sám hối tuyệt đối không tái phạm. Người này chưa phải là thánh, nhưng đã là bậc hiền. Bởi vì tất cả thế gian này có ai không có tội lỗi, chỉ khác nhau nhiều hay ít, biết chừa cải hay không biết chừa cải ấy thôi. Đã có tội lỗi mà biết ăn năn hối cải, tội lỗi ấy sẽ giảm xuống dần dần, cho đến hết. Người như thế không phải bậc hiền là gì. Cho nên, trong cuộc sống này, chúng ta đừng đòi hỏi mình hay mọi người không có tội lỗi. Chỉ cần khi lỡ phạm tội lỗi, mình cũng như mọi người phải hổ thẹn, ăn năn, thành tâm sám hối, nguyện chừa cải hẳn sau này. Được thế, chúng ta đều là con người tiến bộ, là kẻ sẽ vươn lên bậc hiền thánh ở mai kia. Sám hối muốn hết tội phải nhắm thẳng động cơ chánh yếu của nó, như bài kệ này: tánh tội vốn không do tâm tạo, tâm nếu diệt rồi tội sạch trong, tội trong tâm diệt cả hay không, thế ấy mới là chân sám hối. Câu chuyện thứ 5, quán nhậu Long Hổ. Tốt nghiệp phổ thông xong, được người giới thiệu, tôi vào làm phục vụ bàn tại một nhà hàng có tên là Quán Nhậu Long Hổ. Quán nhậu này là một nơi thuộc vùng thâm sơn, cây cối sầm uất, có rất nhiều dã thú. Ông chủ quán họ Vi, được xem là vua kinh doanh, vì ông mưu trí, khéo tính toán đầu tư, nhờ vậy mà hái được lắm tiền. Ông treo bảng bán thịt thú rừng, chào hàng bằng mấy từ đặc sản thôn quê quyến rũ, thực khách tìm tới đông nghịch. Quán càng mở rộng quy mô, tiệm lão Vi càng phát tận, khắp xa gần đều biết tiếng. Quán có món đặc biệt tên là Long Hổ Đấu, gồm thịt đại mãng xà nấu chung với mèo rừng mà đặt thành. Và chẳng mấy chốc, biệt danh này thành tên gọi của quán. Cứ kiểu đó, mèo rừng và mãng xà khắp vùng phụ cận đều gặp họa ương. Do ông chủ Phi luôn thu mua giá cao hơn người, nên nhiều dân làng hám tiền, sẵn sàng liều mạng, song lướt hiểm nguy, mò vào chốn thâm sơn vắng bóng người để tìm hàng cung ứng cho lão chủ. Cái sân phía sau tiệm ngày nào cũng nồng nặc mùi máu tanh, tiếng rên la thảm thiết không ngừng vang vọng vào tai. Một hôm, lão Phi mua được con mãng xà khủng dài 6 mét, mập độ 1,5 tấc, có phẩy ống ánh sắc hoàng kim pha chút bạc. Nghe nói đã có rất nhiều người mất mạng vì tìm bắt con mãng xà này.
nhìn vóc dáng đồ sộ của nó, có thể đoán nó là vua mãng xà. Con mãng xà nằm mê man một ngày mới tỉnh lại. Lão Phi tiến đến gần lồng sắt và nói: "Ha, ngó bộ người đỉnh đạt uy phong, nên ta tạm thời chưa giết, cho người lưu mạng sống thêm mấy ngày nữa." Mãng xà hình như nghe hiểu, nó ngóc đầu lên cao, đột nhiên há to miệng, phun ra một bãi nước miếng hôi tanh nồng nặc vào mặt lão chủ. Do lão không kịp đề phòng, chỉ biết hét to một tiếng thảm thiết rồi quay mình bỏ chạy. Chúng tôi nghe lão rống cũng vội chạy tới, dùng nước sạch rửa mặt cho lão. Nước miếng mãng xà có tính ăn mòn tiêu hủy cao, nếu như cứu chữa không kịp, chắc chắn sẽ lưu thẹo lỡ lối. Lão Vi đùng đùng nổi giận, nhấc ngay nồi nước nóng dội vào chuồng mãng xà. Trút giận xong rồi, lão hung tợn nói: "Nếu chẳng phải do tốn tiền mua mi cao giá, thì ông đây đã băm dầm mi ra cho há giận. Hừ, giờ ông sẽ cho mi sống không bằng chết. Rồi nửa tháng sau sẽ làm thịt, đem mi ngâm rượu, mừng sinh nhật 40 tuổi của ông." Từ ngày đó trở đi, mãng xà bị nhốt đơn độc trong chiếc lồng to nơi góc vườn, không cho ăn uống. Thỉnh thoảng, ông còn ngược đãi, hành hạ, chửi mắng nó om sòm. Ngày nào cũng cho giết mổ đồng loại của nó, còn lột da xẻ thịt các con vật ngay trước mặt nó để thị uy. 7-8 ngày trôi qua, con đại mãng xà vẫn không khuất phục. Hễ thấy lão chủ lại dương mắt thịnh nộ, há mồm, nhe nanh. Mỗi lần đến gần lòng nó, ai cũng đều có cảm giác bất an khủng khiếp. Lại mấy ngày nữa trôi qua, bỗng xảy ra chuyện. Con đại mãng xà trong lòng không cánh mà bay, chẳng thấy tăm hơi tung tích. Lão chủ vừa nghe được tin này thì mặt mày tái nhợt, hai mắt trợn ngược. Lão đến bên cái lồng nhìn trừng trừng, quan sát. Thấy lồng vẫn còn nguyên vẹn, không có chút tì vết hư hại, xung quanh không có khe hở nào. Lão đoán, trừ phi có ai đã cố ý thả nó ra, nếu không thì chắc chắn con mãng xà khủng này không thể thoát ra. Lão chủ tức tối quay đi, hằng học nói: "Ai? Là ai thả nó ra hử? Khôn hồn thú nhận thì không sao, chứ để ông đây mà điều tra ra được thì ông sẽ lột da sống cho coi." Chúng tôi đều sợ run người, cùng súng nhau thề thốt là mình không có làm vậy. Lão chủ mặt mày thiểu não, ông quay lại cái lồng sắt, quan sát tiếp tục. Cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ con đại mãng xà đào thoát. Có hai thanh sắt, khe hở tương đối lớn, xem ra mãng xà đã thoát bằng đường này. Chúng tôi bàn tán cả buổi, cuối cùng đành phải thừa nhận hiện thực trước mắt. Đúng là thân thể con mãng xà này có tính co giãn, biến hóa cực cao, quá giỏi luồn lách. Khe hở nhỏ xíu như vậy mà vẫn chưa ra được. Vì muốn tự do, nó có thể kham nhẫn mọi thống khổ ngoài sức tưởng tượng. Lão chủ sau khi xả xú bắp, trút thịnh nộ xong, thì ngố bộ đã nguôi ngoai, không còn nói năng gì nữa. Khoảng hơn 2 giờ sáng, chúng tôi ai nấy đang ngủ say, thì bị những tiếng thét kinh hoàng làm cho tỉnh giấc. Tôi giật mình nhõm dậy, phóng ra sân, quan sát tình hình. Vừa nhìn cảnh trạng, tôi đã hồn phi phách tán. Dưới ánh trăng sáng, tôi thấy có mấy mươi con mãng xà bò đầy sân, có con trườn từ ngoài cửa sổ vào. Thuở giờ, tôi chưa từng chứng kiến cảnh mãng xà hành động tập thể như vậy. Bình thường, thấy đám mãng xà trong quán đều có vẻ đầu ngu, não ngốc. Nhưng hiện giờ trước mắt tôi, những con đại mãng xà này trong bộ dạng rất khôn ngoan và đang bừng bừng lửa giận, thịnh nộ khó nguôi, khí thế cực kỳ hung hãn. Tôi vội hét lên báo động khắp. Mau thức dậy chạy mau, bầy mãng xà đang bò vào nhà cái kia. Âm vang kinh hoàng của tôi gây náo động cả một vùng. Chớp mắt, mấy con rắn đã bò tràn lan chung quanh. Nhiều con trườn đến bao vây phòng lão chủ, kín tới không còn khe hở nào.
Trong quán, mấy bếp sư và hỏa đầu quân vốn giỏi việc vì họ từng ra tay giết vô số mãng xà. Do thạo nghề quen ứng phó nên họ không hãi hùng lắm. Dù có chút sợ thoáng qua thì họ cũng nhanh nhẩu chụp khí cụ truy bắt các mãng xà để giết. Sau một trận đấu đánh dữ dội, đã có mấy người rời nhà chạy ra sân. Mãng xà vẫn ung dung tấn công. Vài con xông thẳng đến phòng lão chủ, giống như là đến tiếp viện vậy. Xem ra trọng điểm mãng xà muốn tấn công chính là phòng lão chủ. Do cửa sổ mở nên đã có mấy con tiến vào trong. Tôi dễ dàng nhận ra con mãng xà chúa từng vượt ngục, vì thân nó màu hoàng kim, lại to lớn nhất trong bầy nên rất dễ phát hiện. Đồng thời tôi cũng hiểu ngay, chính nó hướng dẫn điều khiển bầy rắn này đến báo thù. Kỳ quái là tôi không hề thấy bóng dáng lão chủ đâu, cũng không nghe tiếng va chạm đấu đá. Tôi gọi to, nhắc nhở mấy người còn đứng trong sân. Hãy mau lên lầu, chỗ đó an toàn hơn. Bọn họ như sực tỉnh, vội phóng lên cầu thang. Ai nấy chạy bán mạng, cùng lao vào phòng như cơn lốc. Mãng xà đang bắt đầu bò lên. Chúng tôi đồng tâm hiệp lực, nương vào thế cao quánh thấp, cuối cùng đẩy lui được chúng. Khi bầy rắn từ phòng lão chủ thoái lui, vẫn còn rắn chúa to lớn màu hoàng kim hiên ngang dẫn đầu. Sau đó, chúng nhanh chóng biến vào rừng cây rậm rạp phía sau núi. Khi đã chắc chắn là nguy hiểm đã qua, chúng tôi mới xuống tầng dưới. Thấy hai anh đồ tể, Nhan Trung Vĩ và Lý Trường Hữu vẫn chưa ra khỏi phòng. Hai người này thường ngày chuyên lo việc giết rắn. Họ đã giết vô số mãng xà. Chúng tôi kinh hoàng đến há hốc mồm khi phát hiện cả hai anh gân cốt bị đứt lìa, nội tạng bị xé thủng. Thất khiếu lưu huyết đã chết từ hồi nào? Riêng cửa sổ phòng nhóm nữ phục vụ do đóng kín nên mãng xà không thể vào. Nhờ vậy mà bọn họ không ai bị thương, chỉ bị một mẻ sợ kinh hồn bạc vía mà thôi. Vậy ông chủ quán phi ở đâu? Chúng tôi thắc mắc, đồng tiến đến cửa phòng ông. Bên ngoài là một bãi hỗn độn, cũng không thấy bóng dáng ông đâu. Chúng tôi hồi hộp, ráng tiến vào trong. Thấy càng loạn dữ hơn, nơi đây in đầy vết tích mãng xà dày xéo, hơn nữa còn lưu mùi khí tanh nồng nặc. Kỳ quái là vẫn không thấy lão phi đâu cả. Không lẽ lão bị mãng xà bắt cóc hay bị nó nuốt gọn rồi? Thật đáng sợ. Nghĩ đến đây đầu tôi như tê dại đi, xương sống phát lạnh, nổi óc khắp mình. Lúc này chúng tôi không hẹn mà đồng chú ý đến một lu to nơi góc tường. Lu này cao khoảng 1m5, nắp lu bằng gỗ, có tay cầm, nhưng giờ lu đang đậy nắp ngược, nghĩa là tay cầm quay vào trong, thành lu in đầy vết rắn, đu đeo, quần thảo, ắt là lão phi ở trong đó rồi. Chúng tôi gọi nhỏ, ông chủ ơi, mãng xà rút rồi, ông mau ra đi. Gọi hoài mà không nghe động tĩnh gì, chúng tôi có cảm giác không hay, bèn tới gần, run rẩy dở nắp lu ra. Nhìn thấy ông phi toàn thân co rúm, mắt tái nhợt, mắt trợn thè lưỡi, 10 ngón tay bấu chặt vào nắp lu đến chảy máu. Ông chết thảm đến chẳng nỡ nhìn. Có lẽ nào lão vi vừa thấy bầy mãng xà tiến vào thì biết mình không xông ra được, liền chui vào lu và kéo nắp đậy lại. Con rắn chú thù ông thấu xương, dễ gì chịu buông tha. Nó ôm phẫn nộ cực điểm, hợp cùng bầy mãng xà vây quanh lu, dốc toàn lực tấn công. Bầy rắn đã đè chặt nắp lu, không cho chút không khí chen vào, khiến lão phi bị chết ngợp trong đó. Chuyện khủng khiếp chưa từng có này nhanh chóng được đồn đăng khắp vùng rồi khắp thôn làng. Riêng dân chúng trong địa phương này chẳng còn ai dám giết rắn nữa. Câu chuyện thứ 6, giết rùa ăn, chịu quả báo lửa thiêu cháy. Ở Thượng Hải, có ông họ Vương,
bình thường rất ưa ăn thịt rùa, nhưng cách chế biến thức ăn của ông rất khác người. Ông chế nước ngập nồi, dùng nắp đậy kín nồi. Ở giữa nắp có khoét một lỗ hổng to cỡ đầu rùa. Ông bỏ rùa sống vào, sau đó mới đun lửa. Khi nước trong nồi dần nóng lên, con rùa bị độ sôi nung nấu, đau không chịu nổi. Nó bèn thò đầu lên lỗ hổng đó, há miệng thở. Lúc này ông đem nước sốt gia vị đã thắng sẵn, đang sôi, rót vào miệng rùa, ép nó, rụt đầu vào chảo lại. Mục đích của ông là để cho nó gia vị thẩm thấu vào toàn thân rùa, như vậy thịt rùa sẽ rất ngon. Nhưng ông chẳng mãi may nghĩ đến nỗi thống khổ của rùa. Bên trong thì nước sôi làm bỏng tanh gan, bên ngoài thì bị nung đốt. Con rùa đang sống mà ông hành hạ nội công ngoại kích thật dã man. Chưa hết, rùa đang oằn quại, đau đớn, dãy dụa trong nước nóng, rồi chịu không nổi độ nước sôi, hành hạ dày vò, muốn trốn cũng không có cửa, cầu sống không có đường. Thế là nó đành nhô đầu ra khỏi cái lỗ hổng trên nắp để giải nhiệt tiếp. Lúc này ông Vương tàn nhẫn, lại tiếp tục rưới nước gia vị đun nóng, có đủ muối, dầu, giấm, ớt tiêu. Rùa bỗng rác cả lòng, vội rút đầu xuống. Cảnh thò thò, rụt rụt, cứ thế tái diễn nhiều lần, và cuối cùng thì rùa chết đi trong tột cùng thống khổ. Vì tham ăn sướng miệng mà ông Vương đành tâm giết hại quá tàn nhẫn. Rồi ông Vương cũng dùng xong món thịt rùa. Mười mấy ngày sau, một đêm nọ, ông đang nằm ngủ tại căn gác, thì tầng trệt bỗng dưng phát hỏa. Lửa thiêu rụi cả cầu thang, cháy lan tới phòng ngủ của ông. Thiêu đến chăn mền thì ông mới giật mình tỉnh dậy. Trong lúc kinh hoảng ngơ ngác, ông định xuống lầu lánh nạn, thì thấy cầu thang gỗ đã cháy mất tiêu. Phía dưới giờ là một biển lửa vô phương đi xuống. Ông muốn chui ra cửa sổ để sinh tồn, nhưng song cửa sắt khe hở quá hẹp, nên dù ông tận lực chui ra mấy lần cũng không thể. Chỉ ló được cái đầu ra và mắc kẹt ngay tại đó. Vô phương tiến thoái. Ông đang gào thét thì xe cứu hỏa đến. Lửa dữ cháy tràn lan trên đất, đầu ông thì bị kẹt nơi song sắt như bị nướng nóng thêm. Ông há to miệng gào thét kêu cứu. Viên cứu hỏa cầm vòi nước không ngừng xịt vào chỗ song cửa. Ông bị nước sôi bắn vào miệng, đau đớn, hệt như cảnh ông hành con rùa xưa kia. Cái đầu kẹt ngoài song không ngừng nuốt nước sôi. Lúc đó, có lẽ ông cũng thấm thía nỗi khổ thảm thiết mà con rùa đã nếm. Và cứ thế, ông Vương cuối cùng chết trong biển lửa. Cách thức giết rùa ăn của ông Vương đã khiến ông phải nếm trải khổ hình tương tự. Nhân quả báo ứng, quả thực không dối. Khi sống, ta dùng ác tâm giết hại loài vật thế nào, thì sẽ bị chính ác tâm ấy làm hại mình. Đây chính là ông Vương tự khiến mình rơi vào lò lửa thiêu nóng. Trong Kinh Pháp Cú ghi, yêu nghiệt mà gặp phúc là ác kia chưa chín, đến khi quả ác chín thì tự thọ tội khốc liệt. Ông Vương nhận thọ quả báo thực khiến người ta phải kinh sợ. Cảnh ông chết thật là đau đớn, khó khăn. Phải hiểu là ta giết bất kỳ động vật như thế nào thì sẽ bị báo ứng tương đương như vậy. Mong những vị ưa sát sinh hãy suy nghĩ mà cẩn trọng. Giết hại tê tê, sinh con ra giống y như tê tê. Vào năm 1948, thôn Sâm Châu, Đạm Biên, Malaysia, có một người nông dân rất nghèo tên là Trương Thu Đàm. Một hôm nọ, lúc ông đang cày ruộng, bất chợt thấy một con tê tê. Ông liền vứt cày để đuổi bắt nó. Tuy nhiên, nó đã nhanh chân chạy vào một hang núi để trốn. Ba người con trai của ông nghe vậy liền chạy đến để tìm cách bắt, nhưng cũng không được.
Lúc đó, vợ ông là Mạnh Tiên, mới 39 tuổi, đang mang thai, cũng tham gia đuổi bắt con Tê Tê. Chị ta lại lập mưu kế rất hay, đó là đốt củi trước cửa hang, lùa khói bay vào. Như vậy, con Tê Tê bị ngợp khói trong hang, nhất định sẽ bò ra. Họ đốt củi suốt nửa ngày, mặt ai cũng đỏ bừng vì nắng và lửa khói. Nước mắt giàn giụa, vẫn không thấy bóng của con Tê Tê đâu. Cả gia đình thất vọng, bèn ủ rũ đi về. Năm tháng sau, cô Mạnh Tiên sinh ra được một người con gái có hình thù rất đáng sợ, giống y như con Tê Tê vậy. Khi sinh ra đứa bé, nó không khóc oa oa như bao đứa trẻ khác, mà nó kêu tiếng chét chét như tiếng của con Tê Tê. Vừa sinh xong, cô rất mệt, nhưng nghe tiếng kêu của con, cô cố gắng chồm người nhìn qua. Vừa nhìn thấy con, cô liền ngất xỉu, lâu sau mới dần tỉnh lại. Cô bèn ôm con trong lòng khóc nức nở, nước mắt chảy ướt đẫm cả thân đứa con mới sinh. Cô biết mình không phải vừa sinh ra một đứa bé gái, mà là một con Tê Tê. Chuyện Mạnh Tiên sinh ra quái vật khiến cho ai nấy cũng đều kinh ngạc. Mọi người trong làng đều bị hình tướng của đứa con cô Bành hút hồn. Ở bất cứ chỗ nào hay làm bất cứ việc gì, họ cũng đem đề tài của cô ra mà bàn tán. Càng bàn tán thì họ càng kinh hãi. Cho đến trong giấc mơ họ cũng thấy hình dáng kỳ quái của nó. Không ai dám đi ra ngoài ban đêm. Từ đó, mọi người lo sợ giống như bị ma nhập vậy. Họ cho rằng hình tướng của nó là một điềm báo trước đại họa sắp xảy ra cho dân làng. Chính vì vậy mà họ yêu cầu ông Trương phải đem nó giao cho dân làng xét xử. Hơn ai hết, vợ chồng ông Trương Thu Đàm biết rất rõ kết quả của việc đem giao con cho người trong làng xử lý. Dù thế nào đi chăng nữa, nhưng tình phụ tử, mẫu tử không thể mất, hầm dữ không nỡ ăn thịt con. Do vậy, vợ chồng ông nghĩ ra một kế. Họ nói với mọi người rằng con gái họ đã chết. Họ cũng làm giả đám ma, than khóc. Mặt khác, họ làm một cái buồng rất kín, đem con vào đó cất giấu. Cô gái này đã được cha mẹ đặt tên là Trương Tứ Muội. Thấy con gái từ lúc mới sinh đã bị nhốt như giam trong ngục, suốt ngày không thấy ánh mặt trời. Họ vô cùng đau lòng, khóc lóc suốt. Tuy đau khổ khóc hết nước mắt, nhưng suy nghĩ nát óc, họ vẫn không tìm ra cách để chữa trị cho con. Vả lại họ cũng không có tiền để đưa con đi bác sĩ. Khi đứa bé lên 10 tuổi, ông bị một cơn bệnh hiểm nghèo rồi qua đời. Trước khi chết, ông luôn nói với vợ con: anh chết thì yên được thân anh, còn em và các con chắc phải chịu cực khổ nhiều. Ông lại ngoái lên giường nhìn đứa con gái đang nằm quằn quẹo như con Tê Tê. Lòng ông đau xót như kim châm múi xác. Bệnh của ông lại càng phát mạnh hơn, đờm trong cổ cứ chặn ngang những câu ông trăn trối. Cuối cùng ông cố gắng lắm mới ôm con vào lòng mà nói: con à, một mai kia nếu mẹ theo ba thì con phải sống sao đây? Rồi trong những ngày tháng sau này, bao nhiêu gánh nặng đè hết lên đôi vai gầy của mẹ. Nghĩ đến đây, bà chết cũng không thể nào nhắm mắt. Nói xong, đờm trong cổ trào ra, ông ho một cơn dữ dội rồi chết. Nhưng mắt ông vẫn không chịu nhắm, cứ mở trừng trừng, dù mọi người cố gắng vuốt cỡ nào. Cho đến lúc liệm vào quan tài rồi mà mắt vẫn mở. Chuyện đứa con vẫn được cô Bành giấu kín, với lại thời gian cũng xảy ra hơn 10 năm, nên không ai còn nhắc tới nữa. Phần khác, vì ai cũng lo bận bịu làm ăn, nên cũng không có thời gian để nhớ. Thế nhưng vẫn còn không ít người hoài nghi, không tin con cô đã mất. Lúc đó cũng có ông Mã,
chủ một rạp hát lớn đến thương lượng với cô Bành. Ông nói rằng ông không tin con gái cô đã chết. Nếu còn sống, ông xin mua nó với giá 120 lượng vàng để về phục vụ cho rạp hát. Người mẹ cường tuyệt, bà luôn nói rằng con bà đã chết rồi. Nếu không tin thì bà dẫn ra mộ cho xem. Trương Tứ Muội đã phải sống trong cảnh u tối hơn 30 năm. Vào tháng 3 năm 1982, vô tình cô bị người dân phát hiện khi cô bước ra khỏi phòng để lấy nước uống. Chuyện hơn 30 năm trước, y như giấc mộng, đã tan biến theo mây khói. Người thời nay đã tiến bộ, họ luôn đề cao tri thức, nên họ quyết định cho cô quyền sống như mọi người khác, có quyền hưởng thụ sản phẩm của khoa học công nghệ. Chuyện của cô Trương là nguyên nhân chính mà ông Chu Bảo Nguyên, phóng viên của báo Tân Sinh Hoạt, giữ tôi lại suốt một ngày để bàn giải khi ông đem hình cô Trương cho tôi. Nhà văn Bách Dương xem. Vừa xem qua tôi giật bắn người. Không lẽ nhân vật chính trong hình là một con người bằng xương bằng thịt, là người có cùng màu da, mái tóc với tôi? Tôi tự hỏi với mình như vậy, không thể tin vào mắt. Khi đó trong tâm tôi khởi lên niềm xót thương vô hạn. Cho nên tôi quyết bằng mọi giá, ngày hôm sau cũng phải đi thăm cô. Ngày hôm sau, tôi cùng phóng viên Chu Bảo Nguyên và tổng biên tập Ngô Trọng Đạt đi thăm. Nói tiếng là đi thăm, nhưng mục đích của tôi là muốn nhìn trực tiếp đồng loại của mình. Suốt chặng đường đi, đầu tôi luôn hình dung hình tướng cô Trương. Dù trước đó tôi đã xem hình rồi, nhưng vẫn khó mà hình dung ra được. Khi xe đến nơi mà chúng tôi sẽ đến, nhờ ông tổng biên tập liên lạc trước nên chúng tôi được người nhà ra đón tận ngoài đường. Vừa vào tới nhà, cô Trương từ trong buồng bước ra chào chúng tôi. Trời ơi, tôi đang tỉnh hay mơ? Đây là cõi nhân gian hay địa ngục vậy? Nhân vật đứng trước mặt tôi là người hay động vật? Tôi là nhà văn, cũng khá thành đạt về lĩnh vực xây dựng nhân vật. Nhưng tất cả nhân vật tôi xây dựng trong văn, dù thật hay hư cấu, cũng không được như người đang đứng trước mặt tôi. Lúc này tôi mới hiểu được vì sao mà người dân thôn Sâm Châu Đạm Biên gọi cô là người tê tê. Đầu cô trọc lóc, không có một sợi tóc. Đôi mắt xếp lên 50 độ, lỗ mũi trịch lít, môi trời ra, răng thì cái siêu cái vẹo. Trong đó có một cái răng nanh chỉ ra ngoài, giống như ngà voi vậy. Toàn thân đầy vải, khiến cho mọi người mới vừa nhìn đều giật bắn cả người. Đôi mắt cô càng khiến người ta khiếp sợ hơn. Mắt không bao giờ nháy, đương nhiên cũng không nhắm lại được, giống như là mắt cá. Còn hai tròng đen mắt thì tròn đỏ như hai hòn bi sắt bị nung lâu ở nhiệt độ cao. Sau lần gặp gỡ đó, ông tổng biên tập của báo Tân Sinh Hoạt liền liên lạc với bác sĩ trưởng khoa về bệnh ngoài da của Bệnh viện Trung ương đến chữa trị cho cô. Nhưng sau khi khám, vị bác sĩ kết luận, đây là chứng bệnh tôi gặp lần đầu. Nếu nói đột biến gen cũng không chính xác. Vì đột biến gen thì nó chỉ đột biến một phần nào đó mà thôi, chứ không thể đột biến cả một cơ thể. Nên tôi đành chịu thua. Bất chợt, đôi mắt vị bác sĩ lóe sáng lên. Hình như ông tìm ra đáp án về căn bệnh của cô. Ông nói, theo tôi nghĩ, đây không phải là căn bệnh bình thường. Theo như gia đình đã kể, thì đây chính là nhân quả báo ứng mà Đạo Phật đã nói. Nhân quả báo ứng tơ hào không sai. Một mãi lông bụi trần cũng không thoát. Nghiệp thiện ác luôn theo ta như bóng theo hình. Quả báo không phải không đến, mà là chưa đủ duyên để đến mà thôi. Nếu đến, bạn sẽ không thể tránh khỏi ác báo. Vậy vì sao chúng ta không nghĩ đến điều tốt, nói điều tốt và làm điều tốt chứ? Câu chuyện thứ hai, giết chó trung thành, chết thê thảm.
nhân vật chính của câu chuyện này chính là ông cậu của tôi. Ông họ Đường, sống ở Đại Trung, Đài Loan, làm nông. Năm 1952, vì thân thể tiều tụy, nghe bạn bè bày ăn thịt chó, thân thể sẽ được khỏe mạnh, mập mập. Ông ta liền đem con chó rất trung thành, nuôi từ thời Nhật xâm chiếm Trung Quốc ra giết. Mọi người trong gia đình chẳng những không ngăn cản, mà còn khuyến khích giúp đỡ làm thịt chó. Một sáng nọ, cậu và mợ cùng hợp sức dùng cái bừa đập vào đầu con chó. Ngay tức khắc, con chó bị ngất. Ông cậu đem nó tới hồ cá. Ông định nhân đây nhận nước rồi chết. Không ngờ khi vừa nhận xuống nước, con chó liền tỉnh lại, lặn xuống nước chạy trốn. Nhưng chỉ vài tháng sau, khi vết thương đã lành, nó liền quay trở lại giữ nhà cho chủ. Nhưng ông cậu của tôi chẳng có chút động lòng khi thấy con chó trở về. Khoảng 2 tuần sau, ông lấy cục đá lớn nện vào đầu của nó. Lần này con chó cũng ngất xỉu. Do bị đập vào đầu nên lưỡi nó thè ra ngoài. Máu trong miệng chảy ra, ốc phân đầy đất. Hình trạng nó nằm chết rất thê thảm. Ông liền đem nó ra thọc huyết ngay, chứ không nhận nước, để tránh tình huống xấu xảy ra. Chỉ sau mấy giờ, con chó đã nằm gọn trong nồi. Nó được nằm chung với xả, gia vị. Tối đó, cả gia đình cậu tôi cùng hưởng hương vị của thịt chó. Hôm sau, đang làm ngoài đồng, bỗng nhiên nghe đau bụng dữ dội. Ông vội chui vào lùm cỏ để giải quyết, nhưng ngồi hoài cũng không đi được. Đến ngày thứ 3, đúng giờ ông đã giết chó. Lúc này ông cũng đang làm ngoài đồng. Đột nhiên thấy choáng váng mặt mày, hoa mắt, sau đó ho một tiếng. Thật kinh hãi, ông khạc ra một đống máu trước mặt vợ. Mợ tôi liền dìu cậu lên bờ để nghỉ ngơi, nhưng không thấy đỡ hơn chút nào. Càng nghĩ đầu càng buốt, mợ tôi vội đưa cậu về nhà, rồi đi mời vị dược sĩ gần đó qua khám. Ông ta chích thuốc, cho uống thuốc, nhưng đều không thấy hiệu quả. Đêm đó, đang ngủ, cậu bỗng nghe đau đầu, không thể chịu nổi. Sau đó rên mấy tiếng, giống như tiếng tru thê thảm của chó khi bị đập. Máu trong miệng vẫn tuôn ra như thác. Mợ tôi cố gom góp tiền, nhờ người đi mời vị bác sĩ Tây Y. Ông ta cũng bó tay với căn bệnh kỳ quái của cậu. Đến ngày thứ 4, vì mỗi ngày thổ huyết đến mấy lần, nên cổ họng sưng to, lưỡi không còn cảm giác gì cả. Miệng không tài nào ngậm lại được. Lưỡi luôn lè ra ngoài, đau đầu đến nỗi hai mắt chảy máu. Đến ngày thứ 5, cậu không thể chịu nổi thống khổ và trút hơi thở. Nhưng thịt chó vẫn chưa ăn hết, chỉ mới hết 2/3 mà đã bị quả báo như vậy rồi. Đừng nói chi đến khi ăn hết. Chuyện càng kỳ quái hơn, lúc cậu sinh bệnh lạ, chưa đến khi ra đi, trong cổ luôn phát ra những âm thanh rất kỳ lạ. Những âm thanh này giống như tiếng rên rỉ của con chó trung thành lúc sắp từ giã cõi trần. Càng kỳ quái hơn, trên đầu ông lồi ra một cục rất to, giống như vừa bị một tác động rất mạnh của vật cứng. Theo tôi, đây là báo ứng do trước kia cậu dùng đá đập vào đầu con chó. Tướng nằm của cậu khi chết giống y như tướng nằm của con chó kia. Chính là báo ứng rõ ràng của việc giết chó. Đây là câu chuyện có thật của dòng họ tôi mà chính mắt tôi chứng kiến. Hôm nay, qua tạp chí Chính Luân, tôi có vài lời khuyên mọi người. Con chó có nhiều khi nó còn trung thành hơn con người nữa. Tại sao chỉ vì muốn phì da béo thịt mà nỡ giết nó, nỡ ăn thịt nó? Mong những người thích ăn thịt nên suy ngẫm, thật suy ngẫm. Câu chuyện thứ 3, quả báo cho những người sát sanh gà. Cho dù bạn là ai, có tín ngưỡng hay không tín ngưỡng,
có tin nhân quả hay không tin, thì bạn vẫn phải chịu sự chi phối của định luật nhân quả. Gieo nhân thiện gặt quả thiện, gieo nhân ác nhất định sẽ gặt ác báo, không sớm thì muộn. Tại Thiên Thai, Đông Bắc, có một vị bác sĩ mới ra nghề nhưng rất giỏi. Một ngày nọ, có người phụ nữ hơn 40 tuổi tìm đến khám bệnh. Cô ta bảo bị đau trong yết hầu, nhờ bác sĩ chữa trị. Bác sĩ xem kỹ bộ dáng của cô. Người bệnh nhân này có tiếng nói oát oát giống như tiếng gà kêu, đồng thời thân thể run run, còn hai tay thì cứ với với như hai cánh của con gà đang đập. Bác sĩ lại khám trong yết hầu của cô, nhưng phía trong yết hầu lại không có bệnh gì cả. Việc này khiến vị bác sĩ vô cùng khó hiểu. Bác sĩ là người nùng vĩ, hơn nữa lại là một Phật tử thuần thành. Anh có một gia đình rất hạnh phúc. Mọi người trong gia đình anh từ lớn đến nhỏ đều quy y Tam Bảo, giữ giới tu hành. Anh thấy căn bệnh của người phụ nữ rất giống trạng thái con gà khi bị cắt tiết, nên anh đoán ra cô ta đã ăn thịt gà quá nhiều, hay là cô có thể là người buôn bán gà. Sau khi hỏi kỹ, quả nhiên đúng như những gì anh đã tiên đoán. Cô là chủ của một tiệm bán gà ở gần đó. Vì vậy anh nói, theo tôi khám thì thấy cô không bệnh về thân, mà đây là bệnh nghiệp, nên có lẽ tôi không có cách để chữa trị cho cô được. Nghe xong, người phụ nữ này vẫy vẫy hai tay giống như hai cánh gà, bị thịt kêu oát oát, giống y như hình trạng con gà đang dậy chết. Vừa về tới nhà thì cô ngã ngửa ra, tắt thở. Gần làng tôi cũng xảy ra một chuyện rất giống chuyện trên. Bên cầu Nhật Bản mọc lên tiệm bán gà. Lúc mới mở tiệm này do hai người hùn vốn lại làm ăn, nhưng một thời gian sau đó thì tách ra riêng. Khi người chủ được 50 tuổi thì người vợ qua đời. Không bao lâu thì đứa con gái đầu và con gái thứ đều lần lượt chết. Ông chủ cũng mắc phải căn bệnh quái ác. Ông đi đủ thầy, tìm đủ thuốc, tốn rất nhiều tiền của, nên bệnh mới dần dần bình phục. 7 năm sau, bệnh ông bỗng nhiên tái phát dữ dội. Càng ngày bệnh càng trầm trọng hơn, thuốc bao nhiêu cũng không còn tác dụng nữa. Ông gọi con trai cả cùng con dâu đến bên cạnh và nói, bà đau quá, mau lên, các con hãy đuổi những con gà ở xung quanh ba đi. Ông vừa nói vừa tỏ ra rất đau đớn. Con cháu hỏi lý do vì sao ông lại nói như thế. Ông nén cơn đau bảo, các con không thấy sao? Do trước kia ba giết gà, nên bây giờ những con gà bị giết, nó xúm lại quanh ba. Có con còn dùng chân cào lên mình ba, có con mổ khắp người ba. Đau nhức quá các con ơi, làm ơn đuổi những con gà giùm ba đi. Đau quá, sợ quá, kiếm tiền nhiều để làm gì mà không trị được bệnh đây, trời ơi. Không, không nên làm cái nghề này nữa. Nói xong thì tắt thở. Từ đó con cháu ông sợ quá cho nên bỏ nghề, không còn dám bán gà nữa. Ở lại Chi Nhai có tiệm bán cá chình. Tiệm này làm ăn rất phát đạt, tiền lời kiếm được rất nhiều. Tuy nhiều tiền nhưng bù lại gia đình ông ta luôn gặp đủ thứ tai họa. Riêng ông thì bệnh tật triền miên, chữa chạy nhiều bác sĩ, uống khá nhiều thuốc mà bệnh vẫn cứ trơ trơ không chút thuyên giảm. Trước khi ông ta chết vài ngày, ông nói tình hình bệnh tật của mình cho gia đình nghe. Ông rên rỉ, đau quá, các con có cách nào bắt hết những con cá chình đang cắn rỉa trên thân thể ba không? Các con hãy lấy cây đập cho bọn chúng chết hết đi. Ông gào thật to, nhưng chỉ có mỗi mình ông thấy thôi. Cả nhà đều không ai thấy cá chình gì cả. Chỉ thấy mỗi mình ông là quằn quại đau đớn rên xiết. Đến khi sắp tắt thở, ông ta cố dùng chút sức mòn hơi kiệt khuyên con cháu.
bà không sống được nữa rồi. Các con, dừng việc mua bán này lại đi, đừng tiếp tục nữa. Nói xong thì rúi người lên, tắt thở. Từ đó trở đi, con cháu ông không dám buôn bán cá và cũng không dám kinh doanh thịt tươi sống nữa. Lời bình. Tất cả những trường hợp trên đây, lúc gần lâm chung đều rơi vào cảnh giới địa ngục. Bạn không thấy cảnh giới đó, nhưng người sắp lâm chung, người ta thấy và sợ hãi, kinh khiếp. Bạn vẫn còn chưa nhận ra được sự thật hay sao? Tâm niệm này là do lúc còn sống, không biết nhân quả, hoặc biết mà không tin, hủy bán, nhục mạ. Đến khi thọ mạng xong rồi, thì cảnh giới lập tức xuất hiện. Lúc đó, hối hận có kịp nữa hay không? Khổ muôn kiếp, chỉ cố gắng trăn trối được vài lời mà thôi. Bạn còn chưa tỉnh ngộ được hay sao? Hãy cố gắng ăn chay, phóng sanh, tích đức tu thiện và niệm Phật cầu sanh Tây Phương đi bạn. Thời gian không ngừng trôi, mạng sống chỉ theo hơi thở mà thôi. Chớp mắt một cái, đã xong một kiếp người. Tội tình chi phải gieo nhân ác để rồi thọ khổ vạn kiếp không thoát ra nổi. Cho dù bạn là ai, có tín ngưỡng hay không tín ngưỡng, có tin nhân quả hay không tin, thì bạn vẫn phải chịu sự chi phối của định luật nhân quả. Gieo nhân thiện gặt quả thiện, gieo nhân ác nhất định sẽ gặt ác báo, không sớm thì muộn. Cho nên, luật nhân quả không bỏ sót một mãi lông, một bụi trần. Mong bạn hãy ghi nhớ kỹ điều này và tin sâu nhân quả, ngăn ngừa ý nghĩ ác, lời nói ác và việc làm ác, thì cuộc sống bạn mới được an vui. Câu chuyện thứ tư, cái lưỡi dê. Triều đại nhà Đường từ năm 618 đến năm 907 sau Tây Lịch là một trong những thời đại huy hoàng nhất của lịch sử Trung Hoa. Bây giờ, ông Phan Quả sống tại Kinh Đô là một quân nhân nghệ sĩ có tài, cho nên ông được mời giữ một chức vụ trong triều đình khi ông còn rất trẻ. Ông dễ dàng kết thân với mọi người. Do đó, ông có nhiều thân hữu trong số những người bạn trẻ cùng làm chung với ông. Ngày nọ, nhóm bạn của ông đang đi dọc theo một nghĩa trang. Giữa những ngôi mộ, ông gặp thấy một con dê đi lạc. Nó đang chăm chú gặm cỏ. Ông Phan cùng với mấy người bạn đến bao quanh và lôi con dê về nhà. Nó bắt đầu kêu la. Bọn họ sợ người chăn dê nghe tiếng kêu sẽ đi tìm nó. Cho nên, ông Phan đã tới dùng rễ cây mà kéo đứt cái lưỡi con dê ra. Ông ta hãnh diện đã làm cái việc ác đức này quá nhanh. Sau khi về tới nhà, những người bạn của ông Phan đã làm thịt và quay con dê, rồi họ vui vẻ hả hê nhậu rượu với thịt dê. Năm sau, ông Phan hoảng hốt khi thấy cái lưỡi của mình co rút lại. Mỗi ngày nó càng ngắn thêm, và cuối cùng ông ta không nói được nữa. Ông không thể tiếp tục đến sở làm, và rồi ông Phan đành phải nghỉ việc. Ông đi tìm thầy để chữa trị cái lưỡi. Ông Trịnh, người cấp trên của ông Phan, nghĩ rằng ông ta lười biếng nên đã bảo ông đưa lưỡi ra để ông xem thử. Ông Phan có thực đau không? Ông Trịnh ngạc nhiên, thấy cái lưỡi của ông Phan đã biến mất. Chỉ còn lại một chút nơi gốc cái lưỡi thôi. Ông Trịnh muốn tìm hiểu tại sao xảy ra như vậy. Ông Phan cầm lấy bút lông và viết trả lời. Chắc bởi tại năm ngoái, chúng tôi bắt trộm một con dê và khi nó bắt đầu kêu la, tôi liền kéo đứt cái lưỡi nó ra. Ông Trịnh biết rằng ông Phan bị mất cái lưỡi để bù trả lại cái lưỡi mà ông đã tước đoạt của con dê. Ông khuyên ông Phan nên làm những Phật sự và hồi hướng các phước đức ấy cho con dê để mong bù đắp sự khổ đau thiệt thòi của nó.
Ông Trịnh bảo ông Phan sao chép lại kinh Pháp Hoa. Ông Phan rất ân hận về hành động ác mà ông đã làm. Ông thề nguyện sẽ không bao giờ ăn thịt thú vật nữa và hết lòng cố gắng tạo sự an lạc cho con dê. Qua những việc làm phước đức, giúp đỡ chùa chiền và cầu nguyện của ông. Một năm sau, cái lưỡi con Phan bắt đầu mọc trở lại. Ông ta vui mừng thấy lưỡi của mình đang từ từ dài ra. Ông Phan đến sở làm để báo tin cho ông Trịnh biết. Ông Trịnh hãnh diện thấy ông Phan đã ăn năn sám hối sửa lỗi của mình. Khi ông Phan có thể nói được trở lại bình thường, ông Trịnh đã thăng chức cho ông. Ông Trịnh là con người thành thật và sáng suốt, cho nên ông rất được mọi người kính mến. Tiếng đồn về những việc làm tốt của ông Trịnh đã đến tai vua Thái Tông, một trong những vị vua hiền đức nhất trong lịch sử Trung Hoa. Và vào năm 635 Tây Lịch, tức năm thứ 9, dưới triều đại của ngài, ông Trịnh đã được nhà vua thăng cấp lên chức giám sát quan, là một trong những chức vụ cao cấp nhất triều đình. Ông Trịnh tâu với đức vua rằng ông được thăng chức là do điều lành mà ông đã tạo ra nhằm giúp cho con dê đau khổ vì mất lưỡi có được hạnh phúc. Lợi ích sám hối. Nếu người phạm tội một lòng thành khẩn thiết tha sám hối, sau khi sám hối tuyệt đối không tái phạm, người này chưa phải là thánh nhưng đã là bậc hiền. Bởi vì tất cả thế gian này có ai không có tội lỗi, chỉ khác nhau nhiều hay ít, biết chừa cãi hay không biết chừa cãi ấy thôi. Đã có tội lỗi mà biết ăn năn hối cải, tội lỗi ấy sẽ giảm xuống dần dần cho đến hết. Người như thế không phải bậc hiền là gì. Cho nên trong cuộc sống này, chúng ta đừng đòi hỏi mình hay mọi người không có tội lỗi. Chỉ cần khi lỡ phạm tội lỗi, mình cũng như mọi người phải hổ thẹn ăn năn, thành tâm sám hối, nguyện chừa cãi hẳn sau này. Được thế, chúng ta đều là con người tiến bộ, là kẻ sẽ vươn lên bậc hiền thánh ở mai kia. Sám hối muốn hết tội phải nhắm thẳng động cơ chánh yếu của nó, như bài kệ này. Tánh tội vốn không do tâm tạo, tâm nếu diệt rồi tội sạch trong, tội trong tâm diệt cả hay không. Thế ấy mới là chân sám hối. Câu chuyện thứ 5. Quán nhậu Long Hổ. Tốt nghiệp phổ thông xong, được người giới thiệu, tôi vào làm phục vụ bàn tại một nhà hàng có tên là Quán nhậu Long Hổ. Quán nhậu này là một nơi thuộc vùng thâm sơn, cây cối sầm uất, có rất nhiều dã thú. Ông chủ quán họ Vi, được xem là vua kinh doanh, vì ông mưu trí, khéo tính toán đầu tư, nhờ vậy mà hái được lắm tiền. Ông treo bảng bán thịt thú rừng, chào hàng bằng mấy từ đặc sản thôn quê quyến rũ, thực khách tìm tới đông nghịch. Quán càng mở rộng quy mô, tiệm lão Vi càng phát tận, khắp xa gần đều biết tiếng. Quán có món đặc biệt tên là Long Hổ Đấu, gồm thịt đại mãng xà nấu chung với mèo rừng mà đặt thành. Và chẳng mấy chốc, biệt danh này thành tên gọi của quán. Cứ kiểu đó, mèo rừng và mãng xà khắp vùng phụ cận đều gặp họa ương. Do ông chủ Phi luôn thu mua giá cao hơn người, nên nhiều dân làng hám tiền, sẵn sàng liều mạng, song lướt hiểm nguy, mò vào chốn thâm sơn vắng bóng người để tìm hàng cung ứng cho lão chủ. Cái sân phía sau tiệm ngày nào cũng nồng nặc mùi máu tanh. Tiếng rên la thảm thiết không ngừng vang vọng vào tai. Một hôm, lão Phi mua được con mãng xà khủng dài 6 mét, mập độ 1,5 tấc, có phẩy ống ánh sắc hoàng kim pha chút bạc. Nghe nói đã có rất nhiều người mất mạng vì tìm bắt con mãng xà này. Nhìn vóc dáng đồ sộ của nó, có thể đoán nó là vua mãng xà. Con mãng xà nằm mê man một ngày mới tỉnh lại.
Lão Phi tiến đến gần lồng sắt và nói: "Ha, ngó bộ người đỉnh đạt uy phong, nên ta tạm thời chưa giết, cho người lưu mạng sống thêm mấy ngày nữa." Mãng xà hình như nghe hiểu, nó ngóc đầu lên cao, đột nhiên há to miệng, phun ra một bãi nước miếng hôi tanh nồng nặc vào mặt lão chủ. Do lão không kịp đề phòng, chỉ biết hét to một tiếng thảm thiết rồi quay mình bỏ chạy. Chúng tôi nghe lão rống cũng vội chạy tới, dùng nước sạch rửa mặt cho lão. Nước miếng mãng xà có tính ăn mòn tiêu hủy cao, nếu như cứu chữa không kịp, chắc chắn sẽ lưu thẹo lỡ lối. Lão Vi đùng đùng nổi giận, nhấc ngay nồi nước nóng dội vào chuồng mãng xà. Trút giận xong rồi, lão hung tợn nói: "Nếu chẳng phải do tốn tiền mua mi cao giá, thì ông đây đã băm dầm mi ra cho hả giận. Hừ, giờ ông sẽ cho mi sống không bằng chết. Rồi nửa tháng sau sẽ làm thịt, đem mi ngâm rượu, mừng sinh nhật 40 tuổi của ông." Từ ngày đó trở đi, mãng xà bị nhốt đơn độc trong chiếc lồng to nơi góc vườn, không cho ăn uống. Thỉnh thoảng, ông còn ngược đãi, hành hạ, chửi mắng nó ôm sầm. Ngày nào cũng cho giết mổ đồng loại của nó, còn lột da xẻ thịt các con vật ngay trước mặt nó để thị uy. 7-8 ngày trôi qua, con đại mãng xà vẫn không khuất phục. Hễ thấy lão chủ lại dương mắt thịnh nộ, há mồm, nhe nanh. Mỗi lần đến gần lòng nó, ai cũng đều có cảm giác bất an khủng khiếp. Lại mấy ngày nữa trôi qua, bỗng xảy ra chuyện. Con đại mãng xà trong lòng không cánh mà bay, chẳng thấy tăm hơi tung tích. Lão chủ vừa nghe được tin này thì mặt mày tái nhợt, hai mắt trợn ngược. Lão đến bên cái lồng nhìn trừng trừng, quan sát. Thấy lồng vẫn còn nguyên vẹn, không có chút tì vết hư hại, xung quanh không có khe hở nào. Lão đoán, trừ phi có ai đã cố ý thả nó ra, nếu không thì chắc chắn con mãng xà khủng này không thể thoát ra. Lão chủ tức tối quay đi, hằng học nói: "Ai? Là ai thả nó ra hử? Khôn hồn thú nhận thì không sao, chứ để ông đây mà điều tra ra được thì ông sẽ lột da sống cho coi." Chúng tôi đều sợ run người, cùng xúm nhau thề thốt là mình không có làm vậy. Lão chủ mặt mày thiểu não, ông quay lại cái lồng sắt quan sát tiếp tục. Cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ con đại mãng xà đào thoát. Có hai thanh sắt khe hở tương đối lớn, xem ra mãng xà đã thoát bằng đường này. Chúng tôi bàn tán cả buổi, cuối cùng đành phải thừa nhận hiện thực trước mắt. Đúng là thân thể con mãng xà này có tính co giãn, biến hóa cực cao, quá giỏi luồn lách. Khe hở nhỏ xíu như vậy mà vẫn chui ra được. Vì muốn tự do, nó có thể kham nhẫn mọi thống khổ ngoài sức tưởng tượng. Lão chủ sau khi xả số bắp, trúc thịnh nộ xong, thì ngố bộ đã nguôi ngoai, không còn nói năng gì nữa. Khoảng hơn 2 giờ sáng, chúng tôi ai nấy đang ngủ say, thì bị những tiếng thét kinh hoàng làm cho tỉnh giấc. Tôi giật mình nhõm dậy, phóng ra sân, quan sát tình hình. Vừa nhìn cảnh trạng, tôi đã hồn phi phách tán. Dưới ánh trăng sáng, tôi thấy có mấy mươi con mãng xà bò đầy sân, có con trườn từ ngoài cửa sổ vào. Thời giờ tôi chưa từng chứng kiến cảnh mãng xà hành động tập thể như vậy. Bình thường, thấy đám mãng xà trong quán đều có vẻ đầu ngu, não ngốc. Nhưng hiện giờ trước mắt tôi, những con đại mãng xà này trong bộ dạng rất khôn ngoan và đang bừng bừng lửa giận, thịnh nộ khó nguôi, khí thế cực kỳ hung hãn. Tôi vội hét lên báo động khắp. "Mau thức dậy chạy mau, bầy mãng xà đang bò vào nhà kia kìa." Âm vang kinh hoàng của tôi gây náo động cả một vùng. Chớp mắt, mấy con rắn đã bò tràn lan chung quanh. Nhiều con trườn đến bao vây phòng lão chủ, kính tới không còn khe hở nào. Trong quán, mấy bếp sư và hỏa đầu quân vốn giỏi việc, vì họ từng ra tay giết vô số mãng xà.
do thạo nghề quen ứng phó nên họ không hãi hùng lắm. Dù có chút sợ thoáng qua thì họ cũng nhanh nhẩu chụp khí cụ truy bắt các mãng xà để giết. Sau một trận đấu đánh dữ dội, đã có mấy người rời nhà chạy ra sân. Mãng xà vẫn ung dung tấn công, vài con xông thẳng đến phòng lão chủ giống như là đến tiếp viện vậy. Xem ra trọng điểm mãng xà muốn tấn công chính là phòng lão chủ. Do cửa sổ mở nên đã có mấy con tiến vào trong. Tôi dễ dàng nhận ra con mãng xà chúa từng vượt ngục, vì thân nó màu hoàng kim lại to lớn nhất trong bầy nên rất dễ phát hiện. Đồng thời tôi cũng hiểu ngay, chính nó hướng dẫn điều khiển bầy rắn này đến báo thù. Kỳ quái là tôi không hề thấy bóng dáng lão chủ đâu, cũng không nghe tiếng va chạm đấu đá. Tôi gọi to, nhắc nhở mấy người còn đứng trong sân. Hãy mau lên lầu, chỗ đó an toàn hơn. Bọn họ như sực tỉnh, vội phóng lên cầu thang. Ai nấy chạy bán mạng, cùng lao vào phòng như cơn lốc. Mãng xà đang bắt đầu bò lên. Chúng tôi đồng tâm hiệp lực, nương vào thế cao quánh thấp, cuối cùng đẩy lui được chúng. Khi bầy rắn từ phòng lão chủ thoái lui, vẫn còn rắn chúa to lớn màu hoàng kim hiên ngang dẫn đầu. Sau đó, chúng nhanh chóng biến vào rừng cây rậm rạp phía sau núi. Khi đã chắc chắn là nguy hiểm đã qua, chúng tôi mới xuống tầng dưới. Thấy hai anh đồ tể, Giang Trung Vĩ và Lý Trường Hữu vẫn chưa ra khỏi phòng. Hai người này thường ngày chuyên lo việc giết rắn. Họ đã giết vô số mãng xà. Chúng tôi kinh hoàng đến há hốc mồm khi phát hiện cả hai anh gân cốt bị đứt lìa, nội tạng bị xé thủng. Thất khiếu lưu huyết đã chết từ hồi nào. Riêng cửa sổ phòng nhóm nữ phục vụ do đóng kín nên mãng xà không thể vào. Nhờ vậy mà bọn họ không ai bị thương. Chỉ bị một mẻ sợ kinh hồn bạc vía mà thôi. Vậy ông chủ quán phi ở đâu? Chúng tôi thắc mắc, đồng tiến đến cửa phòng ông. Bên ngoài là một bãi hỗn độn, cũng không thấy bóng dáng ông đâu. Chúng tôi hồi hộp, ráng tiến vào trong. Thấy càng loạn dữ hơn, nơi đây in đầy vết tích mãng xà dày xéo, hơn nữa còn lưu mùi khí tanh nồng nặc. Kỳ quái là vẫn không thấy lão phi đâu cả. Không lẽ lão bị mãng xà bắt cóc hay bị nó nuốt gọn rồi? Thật đáng sợ. Nghĩ đến đây đầu tôi như tê dại đi, xương sống phát lạnh, nổi óc khắp mình. Lúc này chúng tôi không hẹn mà đồng chú ý đến một lu to nơi góc tường. Lu này cao khoảng 1m5, nắp lu bằng gỗ, có tay cầm. Nhưng giờ lu đang đậy nắp ngược, nghĩa là tay cầm quay vào trong, thành lu in đầy vết rắn, đu đeo, quần thảo. Ắt là lão phi ở trong đó rồi. Chúng tôi gọi nhỏ. Ông chủ ơi, mãng xà rút rồi, ông mau ra đi. Gọi hoài mà không nghe động tĩnh gì. Chúng tôi có cảm giác không hay, bèn tới gần, run rẩy dở nắp lu ra. Nhìn thấy ông phi toàn thân co rúm, mắt tái nhợt, mắt trợn thè lưỡi, 10 ngón tay bấu chặt vào nắp lu đến chảy máu. Ông chết thảm đến chẳng nỡ nhìn. Có lẽ nào lão Vi vừa thấy bầy mãng xà tiến vào thì biết mình không xông ra được, liền chui vào lu và kéo nắp đậy lại. Con rắn chúa thù ông thấu xương, dễ gì chịu buông tha. Nó ôm phẫn nộ cực điểm, hợp cùng bầy mãng xà vây quanh lu, dốc toàn lực tấn công. Bầy rắn đã đè chặt nắp lu, không cho chút không khí chen vào, khiến lão Vi bị chết ngợp trong đó. Chuyện khủng khiếp chưa từng có này nhanh chóng được đồn đăng khắp vùng rồi khắp thôn làng. Riêng dân chúng trong địa phương này chẳng còn ai dám giết rắn nữa. Câu chuyện thứ 6: giết rùa ăn, chịu quả báo lửa thiêu cháy. Ở Thượng Hải có ông họ Vương, bình thường rất ưa ăn thịt rùa, nhưng cách chế biến thức ăn của ông rất khác người. Ông chế nước ngập nồi,
dùng nắp đậy kín nồi. Ở giữa nắp có khoét một lỗ hổng to cỡ đầu rùa. Ông bỏ rùa sống vào, sau đó mới đun lửa. Khi nước trong nồi dần nóng lên, con rùa bị độ sôi nung nấu, đau không chịu nổi. Nó bèn thò đầu lên lỗ hổng đó, há miệng thở. Lúc này ông đem nước sốt gia vị đã thắng sẵn, đang sôi, rót vào miệng rùa, ép nó, rụt đầu vào chảo lại. Mục đích của ông là để cho nó gia vị thẩm thấu vào toàn thân rùa, như vậy thịt rùa sẽ rất ngon. Nhưng ông chẳng mãi may nghĩ đến nỗi thống khổ của rùa. Bên trong thì nước sôi làm bỏng tanh gan, bên ngoài thì bị nung đốt. Con rùa đang sống mà ông hành hạ nội công ngoại kích thật dã man. Chưa hết, rùa đang oằn quại, đau đớn, dãy dụa trong nước nóng, rồi chịu không nổi độ nước sôi, hành hạ dày vò, muốn trốn cũng không có cửa, cầu sống không có đường. Thế là nó đành nhô đầu ra khỏi cái lỗ hổng trên nắp để giải nhiệt tiếp. Lúc này ông Vương tàn nhẫn, lại tiếp tục rưới nước gia vị đun nóng. Có đủ muối, dầu, giấm, ớt tiêu. Rùa bỗng rác cả lòng, vội rút đầu xuống. Cảnh thò thò, rụt rụt, cứ thế tái diễn nhiều lần. Và cuối cùng thì rùa chết đi trong tột cùng thống khổ. Vì tham ăn sướng miệng mà ông Vương đành tâm giết hại quá tàn nhẫn. Rồi ông Vương cũng dùng xong món thịt rùa. Mười mấy ngày sau, một đêm nọ, ông đang nằm ngủ tại căn gác, thì tầng trệt bỗng dưng phát hỏa. Lửa thiêu rụi cả cầu thang, cháy lan tới phòng ngủ của ông. Thiêu đến chăn mền thì ông mới giật mình tỉnh dậy. Trong lúc kinh hoảng ngơ ngác, ông định xuống lầu lánh nạn, thì thấy cầu thang gỗ đã cháy mất tiêu. Phía dưới giờ là một biển lửa vô phương đi xuống. Ông muốn chui ra cửa sổ để sinh tồn, nhưng song cửa sắt khe hở quá hẹp, nên dù ông tận lực chui ra mấy lần cũng không thể. Chỉ ló được cái đầu ra và mắc kẹt ngay tại đó. Vô phương tiến thoái. Ông đang gào thét thì xe cứu hỏa đến. Lửa dữ cháy tràn lan trên đất, đầu ông thì bị kẹt nơi song sắt như bị nướng nóng thêm. Ông há to miệng gào thét kêu cứu. Viên cứu hỏa cầm vòi nước không ngừng xịt vào chỗ song cửa. Ông bị nước sôi bắn vào miệng, đau đớn, hệt như cảnh ông hành con rùa xưa kia. Cái đầu kẹt ngoài song không ngừng nuốt nước sôi. Lúc đó có lẽ ông cũng thấm thía nỗi khổ thảm thiết mà con rùa đã nếm. Và cứ thế, ông Vương cuối cùng chết trong biển lửa. Cách thức giết rùa ăn của ông Vương đã khiến ông phải nếm trải khổ hình tương tự. Nhân quả báo ứng quả thực không dối. Khi sống, ta dùng ác tâm giết hại loài vật thế nào thì sẽ bị chính ác tâm ấy làm hại mình. Đây chính là ông Vương tự khiến mình rơi vào lò lửa thiêu nóng. Trong kinh Pháp Cú ghi: yêu nghiệt mà gặp phúc là ác kia chưa chín, đến khi quả ác chín thì tự thọ tội khốc liệt. Ông Vương nhận thọ quả báo thực khiến người ta phải kinh sợ. Cảnh ông chết thật là đau đớn, khó khăn. Phải hiểu là ta giết bất kỳ động vật như thế nào thì sẽ bị báo ứng tương đương như vậy. Mong những vị ưa sát sinh hãy suy nghĩ mà cẩn trọng. Giết hại tê tê, sinh con ra giống y như tê tê. Vào năm 1948, thôn Sâm Châu, Đạm Biên, Malaysia, có một người nông dân rất nghèo tên là Trương Thu Đạm. Một hôm nọ, lúc ông đang cày ruộng, bất chợt thấy một con tê tê. Ông liền vứt cày để đuổi bắt nó. Tuy nhiên, nó đã nhanh chân chạy vào một hang núi để trốn. Ba người con trai của ông nghe vậy liền chạy đến để tìm cách bắt, nhưng cũng không được. Lúc đó, vợ ông là Mạnh Tiên mới 39 tuổi, đang mang thai, cũng tham gia đuổi bắt con tê tê.
chị ta lại lập mưu kế rất hay. Đó là đốt củi trước cửa hang, lùa khói bay vào. Như vậy con tê tê bị ngợp khói trong hang, nhất định sẽ bò ra. Họ đốt củi suốt nửa ngày, mặt ai cũng đỏ bừng vì nắng và lửa khói. Nước mắt giàn giụa, vẫn không thấy bóng của con tê tê đâu. Cả gia đình thất vọng, bèn ủ rũ đi về. Năm tháng sau, cô Bành Tiên sinh ra được một người con gái có hình thù rất đáng sợ, giống y như con tê tê vậy. Khi sinh ra đứa bé, nó không khóc oa oa như bao đứa trẻ khác, mà nó kêu tiếng chét chét như tiếng của con tê tê. Vừa sinh xong, cô rất mệt, nhưng nghe tiếng kêu của con, cô cố gắng chồm người nhìn qua. Vừa nhìn thấy con, cô liền ngất xỉu, lâu sau mới dần tỉnh lại. Cô bèn ôm con trong lòng khóc nức nở, nước mắt chảy ướt đẫm cả thân đứa con mới sinh. Cô biết mình không phải vừa sinh ra một đứa bé gái, mà là một con tê tê. Chuyện Bành Tiên sinh ra quái vật khiến cho ai nấy cũng đều kinh ngạc. Mọi người trong làng đều bị hình tướng của đứa con cô Bành hút hồn. Ở bất cứ chỗ nào hay làm bất cứ việc gì, họ cũng đem đề tài của cô ra mà bàn tán. Càng bàn tán thì họ càng kinh hãi. Cho đến trong giấc mơ họ cũng thấy hình dáng kỳ quái của nó. Không ai dám đi ra ngoài ban đêm. Từ đó mọi người lo sợ giống như bị ma nhập vậy. Họ cho rằng hình tướng của nó là một điềm báo trước đại họa sắp xảy ra cho dân làng. Chính vì vậy mà họ yêu cầu ông Trương phải đem nó giao cho dân làng xét xử. Hơn ai hết, vợ chồng ông Trương Thu Đàm biết rất rõ kết quả của việc đem giao con cho người trong làng xử lý. Dù thế nào đi chăng nữa, nhưng tình phụ tử, mẫu tử không thể mất. Hầm dữ không nỡ ăn thịt con. Do vậy, vợ chồng ông nghĩ ra một kế. Họ nói với mọi người rằng con gái họ đã chết. Họ cũng làm giả đám ma, than khóc. Mặt khác, họ làm một cái buồng rất kín, đem con vào đó cất giấu. Cô gái này đã được cha mẹ đặt tên là Trương Tứ Muội. Thấy con gái từ lúc mới sinh đã bị nhốt như giam trong ngục, suốt ngày không thấy ánh mặt trời. Họ vô cùng đau lòng, khóc lóc suốt. Tuy đau khổ, khóc hết nước mắt, nhưng suy nghĩ nát óc, họ vẫn không tìm ra cách để chữa trị cho con. Vả lại, họ cũng không có tiền để đưa con đi bác sĩ. Khi đứa bé lên 10 tuổi, ông bị một cơn bệnh hiểm nghèo rồi qua đời. Trước khi chết, ông luôn nói với vợ con: anh chết thì yên được thân anh, còn em và các con chắc phải chịu cực khổ nhiều. Ông lại ngoái lên giường nhìn đứa con gái đang nằm quằn quẹo như con tê tê. Lòng ông đau xót như kim châm múi xác. Bệnh của ông lại càng phát mạnh hơn, đờm trong cổ cứ chặn ngang những câu ông trăn trối. Cuối cùng ông cố gắng lắm mới ôm con vào lòng mà nói: con à, một mai kia nếu mẹ theo ba thì con phải sống sao đây? Rồi trong những ngày tháng sau này, bao nhiêu gánh nặng đè hết lên đôi vai gầy của mẹ. Nghĩ đến đây, bà chết cũng không thể nào nhắm mắt. Nói xong, đờm trong cổ trào ra, ông ho một cơn dữ dội rồi chết. Nhưng mắt ông vẫn không chịu nhắm, cứ mở trừng trừng, dù mọi người cố gắng vuốt cỡ nào. Cho đến lúc liệm vào quan tài rồi mà mắt vẫn mở. Chuyện đứa con vẫn được cô Bành giấu kín, với lại thời gian cũng xảy ra hơn 10 năm, nên không ai còn nhắc tới nữa. Phần khác, vì ai cũng lo bận bịu làm ăn, nên cũng không có thời gian để nhớ. Thế nhưng vẫn còn không ít người hoài nghi, không tin con cô đã mất. Lúc đó, cũng có ông Mã, chủ một rạp hát lớn, đến thương lượng với cô Bành. Ông nói rằng, ông không tin con gái cô đã chết. Nếu còn sống,
Ông xin mua nó với giá 120 lượng vàng để về phục vụ cho rạp hát. Người mẹ cường tuyệt, bà luôn nói rằng con bà đã chết rồi. Nếu không tin thì bà dẫn ra mộ cho xem. Trương Tứ Muội đã phải sống trong cảnh u tối hơn 30 năm. Vào tháng 3 năm 1982, vô tình cô bị người dân phát hiện khi cô bước ra khỏi phòng để lấy nước uống. Chuyện hơn 30 năm trước, y như giấc mộng đã tan biến theo mây khói. Người thời nay đã tiến bộ, họ luôn đề cao tri thức, nên họ quyết định cho cô quyền sống như mọi người khác, có quyền hưởng thụ sản phẩm của khoa học công nghệ. Chuyện của cô Trương là nguyên nhân chính mà ông Chu Bảo Nguyên, phóng viên của báo Tân Sinh Hoạt, giữ tôi lại suốt một ngày để bàn giải khi ông đem hình cô Trương cho tôi. Nhà văn Bách Dương xem. Vừa xem qua tôi giật bắn người. Không lẽ nhân vật chính trong hình là một con người bằng xương bằng thịt, là người có cùng màu da, mái tóc với tôi? Tôi tự hỏi với mình như vậy, không thể tin vào mắt. Khi đó trong tâm tôi khởi lên niềm xót thương vô hạn. Cho nên tôi quyết bằng mọi giá, ngày hôm sau cũng phải đi thăm cô. Ngày hôm sau, tôi cùng phóng viên Chu Bảo Nguyên và tổng biên tập Ngô Trọng Đạt đi thăm. Nói tiếng là đi thăm, nhưng mục đích của tôi là muốn nhìn trực tiếp đồng loại của mình. Suốt chặng đường đi, đầu tôi luôn hình dung hình tướng cô Trương. Dù trước đó tôi đã xem hình rồi, nhưng vẫn khó mà hình dung ra được. Khi xe đến nơi mà chúng tôi sẽ đến, nhờ ông tổng biên tập liên lạc trước nên chúng tôi được người nhà ra đón tận ngoài đường. Vừa vào tới nhà, cô Trương từ trong buồng bước ra chào chúng tôi. Trời ơi, tôi đang tỉnh hay mơ? Đây là cõi nhân gian hay địa ngục vậy? Nhân vật đứng trước mặt tôi là người hay động vật? Tôi là nhà văn, cũng khá thành đạt về lĩnh vực xây dựng nhân vật. Nhưng tất cả nhân vật tôi xây dựng trong văn, dù thật hay hư cấu, cũng không được như người đang đứng trước mặt tôi. Lúc này tôi mới hiểu được vì sao mà người dân thôn Sâm Châu Đạm Biên gọi cô là người tê tê. Đầu cô trọc lóc, không có một sợi tóc. Đôi mắt xếp lên 50 độ, lỗ mũi trịch lít, môi trời ra, răng thì cái siêu cái vẹo. Trong đó có một cái răng nanh chỉ ra ngoài, giống như ngà voi vậy. Toàn thân đầy vải, khiến cho mọi người mới vừa nhìn đều giật bắn cả người. Đôi mắt cô càng khiến người ta khiếp sợ hơn. Mắt không bao giờ nháy, đương nhiên cũng không nhắm lại được, giống như là mắt cá. Còn hai tròng đen mắt thì tròn đỏ như hai hòn bi sắt bị nung lâu ở nhiệt độ cao. Sau lần gặp gỡ đó, ông tổng biên tập của báo Tân Sinh Hoạt liền liên lạc với bác sĩ trưởng khoa về bệnh ngoài da của Bệnh viện Trung ương đến chữa trị cho cô. Nhưng sau khi khám, vị bác sĩ kết luận, đây là chứng bệnh tôi gặp lần đầu. Nếu nói đột biến gen cũng không chính xác, vì đột biến gen thì nó chỉ đột biến một phần nào đó mà thôi, chứ không thể đột biến cả một cơ thể, nên tôi đành chịu thua. Bất chợt, đôi mắt vị bác sĩ lóe sáng lên. Hình như ông tìm ra đáp án về căn bệnh của cô. Ông nói, theo tôi nghĩ, đây không phải là căn bệnh bình thường. Theo như gia đình đã kể, thì đây chính là nhân quả báo ứng mà Đạo Phật đã nói. Nhân quả báo ứng tơ hào không sai, một mãi lông bụi trần cũng không thoát. Nghiệp thiện ác luôn theo ta như bóng theo hình. Quả báo không phải không đến, mà là chưa đủ duyên để đến mà thôi. Nếu đến, bạn sẽ không thể tránh khỏi ác báo. Vậy vì sao chúng ta không nghĩ đến điều tốt, nói điều tốt và làm điều tốt chứ? Câu chuyện thứ hai, giết chó trung thành, chết thê thảm. Nhân vật chính của câu chuyện này chính là ông cậu của tôi. Ông họ Đường, sống ở Đại Trung, Đài Loan, làm nông.
năm 1952 vì thân thể tiều tụy. Nghe bạn bè bày ăn thịt chó, thân thể sẽ được khỏe mạnh, mập mập. Ông ta liền đem con chó rất trung thành, nuôi từ thời Nhật xâm chiếm Trung Quốc ra giết. Mọi người trong gia đình chẳng những không ngăn cản mà còn khuyến khích giúp đỡ làm thịt chó. Một sáng nọ, cậu và mợ cùng hợp sức dùng cái bừa đập vào đầu con chó. Ngay tức khắc, con chó bị ngất. Ông cậu đem nó tới hồ cá. Ông định nhân đây nhận nước rồi chết. Không ngờ khi vừa nhận xuống nước, con chó liền tỉnh lại, lặn xuống nước chạy trốn. Nhưng chỉ vài tháng sau, khi vết thương đã lành, nó liền quay trở lại giữ nhà cho chủ. Nhưng ông cậu của tôi chẳng có chút động lòng khi thấy con chó trở về. Khoảng 2 tuần sau, ông lấy cục đá lớn nện vào đầu của nó. Lần này con chó cũng ngất xỉu. Do bị đập vào đầu nên lưỡi nó thè ra ngoài. Máu trong miệng chảy ra, ốc phân đầy đất. Hình trạng nó nằm chết rất thê thảm. Ông liền đem nó ra thọc huyết ngay, chứ không nhận nước, để tránh tình huống xấu xảy ra. Chỉ sau mấy giờ, con chó đã nằm gọn trong nồi. Nó được nằm chung với sả, gia vị. Tối đó, cả gia đình cậu tôi cùng hưởng hương vị của thịt chó. Hôm sau, đang làm ngoài đồng, bỗng nhiên nghe đau bụng dữ dội. Ông vội chui vào lùm cỏ để giải quyết, nhưng ngồi hoài cũng không đi được. Đến ngày thứ 3, đúng giờ ông đã giết chó. Lúc này ông cũng đang làm ngoài đồng. Đột nhiên thấy choáng váng mặt mày, hoa mắt, sau đó ho một tiếng. Thật kinh hãi, ông khạc ra một đống máu trước mặt vợ. Mợ tôi liền dìu cậu lên bờ để nghỉ ngơi, nhưng không thấy đỡ hơn chút nào. Càng nghĩ đầu càng buốt, mợ tôi vội đưa cậu về nhà, rồi đi mời vị dược sĩ gần đó qua khám. Ông ta chích thuốc, cho uống thuốc, nhưng đều không thấy hiệu quả. Đêm đó, đang ngủ, cậu bỗng nghe đau đầu, không thể chịu nổi. Sau đó rên mấy tiếng, giống như tiếng tru thê thảm của chó khi bị đập. Máu trong miệng vẫn tuôn ra như thác. Mợ tôi cố gom góp tiền nhờ người đi mời vị bác sĩ tây y. Ông ta cũng bó tay với căn bệnh kỳ quái của cậu. Đến ngày thứ 4, vì mỗi ngày thổ huyết đến mấy lần nên cổ họng sưng to, lưỡi không còn cảm giác gì cả, miệng không tài nào ngậm lại được, lưỡi luôn lè ra ngoài, đau đầu đến nỗi hai mắt chảy máu. Đến ngày thứ 5, cậu không thể chịu nổi thống khổ và trút hơi thở. Nhưng thịt chó vẫn chưa ăn hết, chỉ mới hết 2/3 mà đã bị quả báo như vậy rồi, đừng nói chi đến khi ăn hết. Chuyện càng kỳ quái hơn, lúc cậu sinh bệnh lạ, cho đến khi ra đi, trong cổ luôn phát ra những âm thanh rất kỳ lạ. Những âm thanh này giống như tiếng rên rỉ của con chó trung thành lúc sắp từ giã cõi trần. Càng kỳ quái hơn, trên đầu ông lòi ra một cục rất to, giống như vừa bị một tác động rất mạnh của vật cứng. Theo tôi, đây là báo ứng do trước kia cậu dùng đá đập vào đầu con chó. Tướng nằm của cậu khi chết giống y như tướng nằm của con chó kia, chính là báo ứng rõ ràng của việc giết chó. Đây là câu chuyện có thật của dòng họ tôi mà chính mắt tôi chứng kiến. Hôm nay, qua tạp chí Chính Luân, tôi có vài lời khuyên mọi người. Con chó có nhiều khi nó còn trung thành hơn con người nữa. Tại sao chỉ vì muốn phì da béo thịt mà nỡ giết nó, nỡ ăn thịt nó? Mong những người thích ăn thịt nên suy ngẫm, thật suy ngẫm. Câu chuyện thứ 3, quả báo cho những người sát sanh gà. Cho dù bạn là ai, có tín ngưỡng hay không tín ngưỡng, có tin nhân quả hay không tin, thì bạn vẫn phải chịu sự chi phối của định luật nhân quả. Gieo nhân thiện gặt quả thiện, gieo nhân ác
nhất định sẽ gặt ác báo, không sớm thì muộn. Tại Thiên Thai, Đông Bắc, có một vị bác sĩ mới ra nghề nhưng rất giỏi. Một ngày nọ, có người phụ nữ hơn 40 tuổi tìm đến khám bệnh. Cô ta bảo bị đau trong yết hầu, nhờ bác sĩ chữa trị. Bác sĩ xem kỹ bộ dáng của cô. Người bệnh nhân này có tiếng nói bát bát, giống như tiếng gà kêu, đồng thời thân thể run run, còn hai tay thì cứ với với như hai cánh của con gà đang đập. Bác sĩ lại khám trong yết hầu của cô, nhưng phía trong yết hầu lại không có bệnh gì cả. Việc này khiến vị bác sĩ vô cùng khó hiểu. Bác sĩ là người nùng vĩ, hơn nữa lại là một Phật tử thuần thành. Anh có một gia đình rất hạnh phúc. Mọi người trong gia đình anh từ lớn đến nhỏ đều quy y Tam Bảo, giữ giới tu hành. Anh thấy căn bệnh của người phụ nữ rất giống trạng thái con gà khi bị cắt tiết, nên anh đoán ra cô ta đã ăn thịt gà quá nhiều, hay là cô có thể là người buôn bán gà. Sau khi hỏi kỹ, quả nhiên đúng như những gì anh đã tiên đoán, cô là chủ của một tiệm bán gà ở gần đó. Vì vậy anh nói, theo tôi khám thì thấy cô không bệnh về thân, mà đây là bệnh nghiệp, nên có lẽ tôi không có cách để chữa trị cho cô được. Nghe xong, người phụ nữ này vẫy vẫy hai tay giống như hai cánh gà, miệng thì kêu oát oát, giống y như hình trạng con gà đang dậy chết. Vừa về tới nhà thì cô ngã ngửa ra, tắt thở. Gần làng tôi cũng xảy ra một chuyện rất giống chuyện trên. Bên cầu Nhật Bản mọc lên tiệm bán gà. Lúc mới mở tiệm này do hai người hùng vốn lại làm ăn, nhưng một thời gian sau đó thì tách ra riêng. Khi người chủ được 50 tuổi thì người vợ qua đời. Không bao lâu thì đứa con gái đầu và con gái thứ đều lần lượt chết. Ông chủ cũng mắc phải căn bệnh quái ác. Ông đi đủ thầy, tìm đủ thuốc, tốn rất nhiều tiền của, nên bệnh mới dần dần bình phục. 7 năm sau, bệnh ông bỗng nhiên tái phát dữ dội. Càng ngày bệnh càng trầm trọng hơn, thuốc bao nhiêu cũng không còn tác dụng nữa. Ông gọi con trai cả cùng con dâu đến bên cạnh và nói, bà đau quá, mau lên, các con hãy đuổi những con gà ở xung quanh ba đi. Ông vừa nói vừa tỏ ra rất đau đớn. Con cháu hỏi lý do vì sao ông lại nói như thế. Ông nén cơn đau bảo, các con không thấy sao? Do trước kia bà giết gà, nên bây giờ những con gà bị giết, nó xúng lại quanh ba. Có con còn dùng chân cào lên mình ba, có con mổ khắp người ba. Đau nhức quá các con ơi, làm ơn đuổi những con gà giùm ba đi. Đau quá, sợ quá, kiếm tiền nhiều để làm gì mà không trị được bệnh đây, trời ơi. Không, không nên làm cái nghề này nữa. Nói xong thì tắt thở. Từ đó con cháu ông sợ quá cho nên bỏ nghề, không còn dám bán gà nữa. Ở lại Chi Nhai có tiệm bán cá chình. Tiệm này làm ăn rất phát đạt, tiền lời kiếm được rất nhiều. Tuy nhiều tiền nhưng bù lại gia đình ông ta luôn gặp đủ thứ tai họa. Riêng ông thì bệnh tật triền miên, chữa chạy nhiều bác sĩ, uống khá nhiều thuốc mà bệnh vẫn cứ trơ trơ, không chút thuyên giảm. Trước khi ông ta chết vài ngày, ông nói tình hình bệnh tật của mình cho gia đình nghe. Ông rên rỉ, đau quá, ta còn có cách nào bắt hết những con cá chình đang cắn rỉa trên thân thể ba không? Các con hãy lấy cây đập cho bọn chúng chết hết đi. Ông gào thật to, nhưng chỉ có mỗi mình ông thấy thôi. Cả nhà đều không ai thấy cá chình gì cả. Chỉ thấy mỗi mình ông là quằn quại đau đớn rên xiết. Đến khi sắp tắt thở, ông ta cố dùng chút sức mòn hơi kiệt khuyên con cháu. Bà không sống được nữa rồi. Các con, dừng việc mua bán này lại đi. Đừng tiếp tục nữa.
Nói xong thì rướn người lên, tắt thở. Từ đó trở đi, con cháu ông không dám buôn bán cá và cũng không dám kinh doanh thịt tươi sống nữa. Lời bình. Tất cả những trường hợp trên đây lúc gần lâm chung đều rơi vào cảnh giới địa ngục. Bạn không thấy cảnh giới đó, nhưng người sắp lâm chung, người ta thấy và sợ hãi, kinh khiếp. Bạn vẫn còn chưa nhận ra được sự thật hay sao? Tâm niệm này là do lúc còn sống, không biết nhân quả, hoặc biết mà không tin, hủy bán, nhục mạ. Đến khi thọ mạng xong rồi, thì cảnh giới lập tức xuất hiện. Lúc đó, hối hận có kịp nữa hay không? Khổ muôn kiếp, chỉ cố gắng trăn trối được vài lời mà thôi. Bạn còn chưa tỉnh ngộ được hay sao? Hãy cố gắng ăn chay, phóng sanh, tích đức tu thiện và niệm Phật cầu sanh Tây Phương đi bạn. Thời gian không ngừng trôi, mạng sống chỉ theo hơi thở mà thôi. Chớp mắt một cái, đã xong một kiếp người. Tội tình chi phải gieo nhân ác để rồi thọ khổ vạn kiếp không thoát ra nổi. Cho dù bạn là ai, có tín ngưỡng hay không tín ngưỡng, có tin nhân quả hay không tin, thì bạn vẫn phải chịu sự chi phối của định luật nhân quả. Gieo nhân thiện, gặt quả thiện, gieo nhân ác, nhất định sẽ gặt ác báo, không sớm thì muộn. Cho nên, luật nhân quả không bỏ sót một mãi lông, một bụi trần. Mong bạn hãy ghi nhớ kỹ điều này, và tin sâu nhân quả, ngăn ngừa ý nghĩ ác, lời nói ác và việc làm ác, thì cuộc sống bạn mới được an vui. Câu chuyện thứ tư, cái lưỡi dê. Triều đại nhà Đường từ năm 618 đến năm 907 sau Tây Lịch là một trong những thời đại huy hoàng nhất của lịch sử Trung Hoa. Bây giờ, ông Phan Quả sống tại Kinh Đô là một quân nhân nghệ sĩ có tài, cho nên ông được mời giữ một chức vụ trong triều đình khi ông còn rất trẻ. Ông dễ dàng kết thân với mọi người. Do đó, ông có nhiều thân hữu trong số những người bạn trẻ cùng làm chung với ông. Ngày nọ, nhóm bạn của ông đang đi dọc theo một nghĩa trang. Giữa những ngôi mộ, ông gặp thấy một con dê đi lạc. Nó đang chăm chú gặm cỏ. Ông Phan cùng với mấy người bạn đến bao quanh và lôi con dê về nhà. Nó bắt đầu kêu la. Bọn họ sợ người chăn dê nghe tiếng kêu sẽ đi tìm nó. Cho nên, ông Phan đã tới dùng rễ cây mà kéo đứt cái lưỡi con dê ra. Ông ta hãnh diện đã làm cái việc ác đức này quá nhanh. Sau khi về tới nhà, những người bạn của ông Phan đã làm thịt và quay con dê, rồi họ vui vẻ hả hê nhậu rượu với thịt dê. Năm sau, ông Phan hoảng hốt khi thấy cái lưỡi của mình co rút lại. Mỗi ngày nó càng ngắn thêm, và cuối cùng ông ta không nói được nữa. Ông không thể tiếp tục đến sở làm, và rồi ông Phan đành phải nghỉ việc. Ông đi tìm thầy để chữa trị cái lưỡi. Ông Trịnh, người cấp trên của ông Phan, nghĩ rằng ông ta lười biếng nên đã bảo ông đưa lưỡi ra để ông xem thử. Ông Phan có thực đau không? Ông Trịnh ngạc nhiên, thấy cái lưỡi của ông Phan đã biến mất. Chỉ còn lại một chút nơi gốc cái lưỡi thôi. Ông Trịnh muốn tìm hiểu tại sao xảy ra như vậy. Ông Phan cầm lấy bút lông và viết trả lời. Chắc bởi tại năm ngoái, chúng tôi bắt trộm một con dê và khi nó bắt đầu kêu la, tôi liền kéo đứt cái lưỡi nó ra. Ông Trịnh biết rằng ông Phan bị mất cái lưỡi để bù trả lại cái lưỡi mà ông đã tước đoạt của con dê. Ông khuyên ông Phan nên làm những Phật sự và hồi hướng các phước đức ấy cho con dê để mong bù đắp sự khổ đau thiệt thòi của nó. Ông Trịnh bảo ông Phan sao chép lại kinh Pháp Hoa. Ông Phan rất ân hận về hành động ác mà ông đã làm. Ông thề nguyện sẽ không bao giờ ăn thịt thú vật nữa
và hết lòng cố gắng tạo sự an lạc cho con dê. Qua những việc làm phước đức, giúp đỡ chùa chiên và cầu nguyện của ông. Một năm sau, cái lưỡi của ông Phan bắt đầu mọc trở lại. Ông ta vui mừng thấy lưỡi của mình đang từ từ dài ra. Ông Phan đến sở làm để báo tin cho ông Trịnh biết. Ông Trịnh hãnh diện thấy ông Phan đã ăn năn sám hối sửa lỗi của mình. Khi ông Phan có thể nói được trở lại bình thường, ông Trịnh đã thăng chức cho ông. Ông Trịnh là con người thành thật và sáng suốt, cho nên ông rất được mọi người kính mến. Tiếng đồn về những việc làm tốt của ông Trịnh đã đến tai vua Thái Tông, một trong những vị vua hiền đức nhất trong lịch sử Trung Hoa. Và vào năm 635 Tây Lịch, tức năm thứ 9, dưới triều đại của ngài, ông Trịnh đã được nhà vua thăng cấp lên chức giám sát quan, là một trong những chức vụ cao cấp nhất triều đình. Ông Trịnh tâu với đức vua rằng ông được thăng chức là do điều lành mà ông đã tạo ra nhằm giúp cho con dê đau khổ vì mất lưỡi có được hạnh phúc. Lợi ích sám hối. Nếu người phạm tội một lòng thành khẩn thiết tha sám hối, sau khi sám hối tuyệt đối không tái phạm, người này chưa phải là thánh nhưng đã là bậc hiền. Bởi vì tất cả thế gian này có ai không có tội lỗi, chỉ khác nhau nhiều hay ít, biết chừa cãi hay không biết chừa cãi ấy thôi. Đã có tội lỗi mà biết ăn năn hối cải, tội lỗi ấy sẽ giảm xuống dần dần cho đến hết. Người như thế không phải bậc hiền là gì. Cho nên trong cuộc sống này, chúng ta đừng đòi hỏi mình hay mọi người không có tội lỗi. Chỉ cần khi lỡ phạm tội lỗi, mình cũng như mọi người phải hổ thẹn, ăn năn, thành tâm sám hối, nguyện chừa cãi hẳn sau này. Được thế, chúng ta đều là con người tiến bộ, là kẻ sẽ vươn lên bậc hiền thánh ở mai kia. Sám hối muốn hết tội phải nhắm thẳng động cơ chánh yếu của nó. Như bài kệ này: tánh tội vốn không do tâm tạo, tâm nếu diệt rồi tội sạch trong, tội trong tâm diệt cả hay không, thế ấy mới là chân sám hối. Câu chuyện thứ 5, quán nhậu Long Hổ. Tốt nghiệp phổ thông xong, được người giới thiệu, tôi vào làm phục vụ bàn tại một nhà hàng có tên là quán nhậu Long Hổ. Quán nhậu này là một nơi thuộc vùng thâm sơn cây cối sầm uất, có rất nhiều dã thú. Ông chủ quán họ Vi, được xem là vua kinh doanh, vì ông mưu trí, khéo tính toán đầu tư, nhờ vậy mà hái được lắm tiền. Ông treo bảng bán thịt thú rừng, chào hàng bằng mấy từ đặc sản thôn quê quyến rũ, thực khách tìm tới đông nghịch. Quán càng mở rộng quy mô, tiệm lão Vi càng phát tận, khắp xa gần đều biết tiếng. Quán có món đặc biệt tên là Long Hổ Đấu, gồm thịt đại mãng xà nấu chung với mèo rừng mà đặt thành. Và chẳng mấy chốc, biệt danh này thành tên gọi của quán. Cứ kiểu đó, mèo rừng và mãng xà khắp vùng phụ cận đều gặp họa ương. Do ông chủ Vi luôn thu mua giá cao hơn người, nên nhiều dân làng hám tiền, sẵn sàng liều mạng, song lướt hiểm nguy, mò vào chốn thâm sơn vắng bóng người để tìm hàng cung ứng cho lão chủ. Cái sân phía sau tiệm ngày nào cũng nồng nặc mùi máu tanh, tiếng rên la thảm thiết không ngừng vang vọng vào tai. Một hôm, lão Phi mua được con mãng xà khủng dài 6 mét, mập độ 1,5 tấc, có phẩy ống ánh sắc hoàng kim pha chút bạc. Nghe nói đã có rất nhiều người mất mạng vì tìm bắt con mãng xà này. Nhìn vóc dáng đồ sộ của nó, có thể đoán nó là vua mãng xà. Con mãng xà nằm mê man một ngày mới tỉnh lại. Lão Phi tiến đến gần lồng sắt và nói: "Ha, ngó bộ người đỉnh đạt uy phong, nên ta tạm thời chưa giết, cho người lưu mạng sống thêm mấy ngày nữa."
Mãng xà hình như nghe hiểu, nó ngóc đầu lên cao, đột nhiên há to miệng, phun ra một bãi nước miếng hôi tanh nồng nặc vào mặt lão chủ. Do lão không kịp đề phòng, chỉ biết hét to một tiếng thảm thiết rồi quay mình bỏ chạy. Chúng tôi nghe lão rống cũng vội chạy tới, dùng nước sạch rửa mặt cho lão. Nước miếng mãng xà có tính ăn mòn tiêu hủy cao, nếu như cứu chữa không kịp, chắc chắn sẽ lưu thẹo lỡ lối. Lão Vi đùng đùng nổi giận, nhấc ngay nồi nước nóng dội vào chuồng mãng xà. Trút giận xong rồi, lão hung tợn nói: nếu chẳng phải do tốn tiền mua mi cao giá thì ông đây đã băm dầm mi ra cho hả giận. Hừ, giờ ông sẽ cho mi sống không bằng chết. Rồi nửa tháng sau sẽ làm thịt, đem mi ngâm rượu mừng sinh nhật 40 tuổi của ông. Từ ngày đó trở đi, mãng xà bị nhốt đơn độc trong chiếc lồng to nơi góc vườn, không cho ăn uống. Thỉnh thoảng, ông còn ngược đãi, hành hạ, chửi mắng nó ôm sầm. Ngày nào cũng cho giết mổ đồng loại của nó, còn lột da xẻ thịt các con vật ngay trước mặt nó để thị uy. 7-8 ngày trôi qua, con đại mãng xà vẫn không khuất phục. Hễ thấy lão chủ lại dương mắt thịnh nộ, há mồm, nhe nanh. Mỗi lần đến gần lòng nó, ai cũng đều có cảm giác bất an khủng khiếp. Lại mấy ngày nữa trôi qua, bỗng xảy ra chuyện. Con đại mãng xà trong lòng không cánh mà bay, chẳng thấy tăm hơi tung tích. Lão chủ vừa nghe được tin này thì mặt mày tái nhợt, hai mắt trợn ngược. Lão đến bên cái lòng nhìn trừng trừng, quan sát. Thấy lòng vẫn còn nguyên vẹn, không có chút tì vết hư hại, xung quanh không có khe hở nào. Lão đoán, trừ phi có ai đã cố ý thả nó ra, nếu không thì chắc chắn con mãng xà khủng này không thể thoát ra. Lão chủ tức tối quay đi, hằng học nói: ai? Là ai thả nó ra hử? Khôn hồn thú nhận thì không sao, chứ để ông đây mà điều tra ra được thì ông sẽ lột da sống cho coi. Chúng tôi đều sợ run người, cùng súng nhau thề thốt là mình không có làm vậy. Lão chủ mặt mày thiểu não, ông quay lại cái lồng sắt, quan sát tiếp tục. Cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ con đại mãng xà đào thoát. Có hai thanh sắt, khe hở tương đối lớn, xem ra mãng xà đã thoát bằng đường này. Chúng tôi bàn tán cả buổi, cuối cùng đành phải thừa nhận hiện thực trước mắt. Đúng là thân thể con mãng xà này có tính co giãn, biến hóa cực cao, quá giỏi luồn lách. Khe hở nhỏ xíu như vậy mà vẫn chui ra được. Vì muốn tự do, nó có thể kham nhẫn mọi thống khổ ngoài sức tưởng tượng. Lão chủ sau khi xả xú bắp, trút thịnh nộ xong, thì Ngố Bộ đã nguôi ngoai, không còn nói năng gì nữa. Khoảng hơn 2 giờ sáng, chúng tôi ai nấy đang ngủ say, thì bị những tiếng thét kinh hoàng làm cho tỉnh giấc. Tôi giật mình nhõm dậy, phóng ra sân, quan sát tình hình. Vừa nhìn cảnh trạng, tôi đã hồn phi phách tán. Dưới ánh trăng sáng, tôi thấy có mấy mươi con mãng xà bò đầy sân, có con trườn từ ngoài cửa sổ vào. Thời giờ tôi chưa từng chứng kiến cảnh mãng xà hành động tập thể như vậy. Bình thường, thấy đám mãng xà trong quán đều có vẻ đầu ngu, não ngốc. Nhưng hiện giờ trước mắt tôi, những con đại mãng xà này trong bộ dạng rất khôn ngoan và đang bừng bừng lửa giận, thịnh nộ khó nguôi, khí thế cực kỳ hung hãn. Tôi vội hét lên báo động khắp. Mau thức dậy chạy mau, bầy mãng xà đang bò vào nhà kia kìa. Âm vang kinh hoàng của tôi gây náo động cả một vùng. Chớp mắt, mấy con rắn đã bò tràn lan chung quanh. Nhiều con trườn đến bao vây phòng lão chủ, kín tới không còn khe hở nào. Trong quán, mấy bếp sư và hỏa đầu quân vốn giỏi việc vì họ từng ra tay giết vô số mãng xà. Do thạo nghề quen ứng phó nên họ không hãi hùng lắm. Dù có chút sợ thoáng qua thì họ cũng nhanh nhẩu chụp khí cụ truy bắt các mãng xà để giết. Sau một trận đấu đánh dữ dội,
đã có mấy người rời nhà, chạy ra sân. Mãng xà vẫn ung dung tấn công. Vài con xông thẳng đến phòng lão chủ, giống như là đến tiếp viện vậy. Xem ra trọng điểm mãng xà muốn tấn công chính là phòng lão chủ. Do cửa sổ mở nên đã có mấy con tiến vào trong. Tôi dễ dàng nhận ra con mãng xà chúa từng vượt ngục. Vì thân nó màu hoàng kim lại to lớn nhất trong bầy nên rất dễ phát hiện. Đồng thời tôi cũng hiểu ngay, chính nó hướng dẫn điều khiển bầy rắn này đến báo thù. Kỳ quái là tôi không hề thấy bóng dáng lão chủ đâu, cũng không nghe tiếng va chạm đấu đá. Tôi gọi to, nhắc nhở mấy người còn đứng trong sân. Hãy mau lên lầu, chỗ đó an toàn hơn. Bọn họ như sực tỉnh, vội phóng lên cầu thang. Ai nấy chạy bán mạng, cùng lao vào phòng như cơn lốc. Mãng xà đang bắt đầu bò lên. Chúng tôi đồng tâm hiệp lực, nương vào thế cao quánh thấp, cuối cùng đẩy lui được chúng. Khi bầy rắn từ phòng lão chủ thoái lui, vẫn còn rắn chúa to lớn màu hoàng kim hiên ngang dẫn đầu. Sau đó, chúng nhanh chóng biến vào rừng cây rậm rạp phía sau núi. Khi đã chắc chắn là nguy hiểm đã qua, chúng tôi mới xuống tầng dưới. Thấy hai anh đồ tể, Giang Trung Vĩ và Lý Trường Hữu vẫn chưa ra khỏi phòng. Hai người này thường ngày chuyên lo việc giết rắn. Họ đã giết vô số mãng xà. Chúng tôi kinh hoàng đến há hốc mồm khi phát hiện cả hai anh gân cốt bị đứt lìa, nội tạng bị xé thủng. Thất khiếu lưu huyết đã chết từ hồi nào? Riêng cửa sổ phòng nhóm nữ phục vụ do đóng kín nên mãng xà không thể vào. Nhờ vậy mà bọn họ không ai bị thương. Chỉ bị một mẻ sợ kinh hồn bạc vía mà thôi. Vậy ông chủ quán phi ở đâu? Chúng tôi thắc mắc, đồng tiến đến cửa phòng ông. Bên ngoài là một bãi hỗn độn, cũng không thấy bóng dáng ông đâu. Chúng tôi hồi hộp, ráng tiến vào trong. Thấy càng loạn dữ hơn, nơi đây in đầy vết tích mãng xà dày xéo, hơn nữa còn lưu mùi khí tanh nồng nặc. Kỳ quái là vẫn không thấy lão phi đâu cả. Không lẽ lão bị mãng xà bắt cóc hay bị nó nuốt gọn rồi? Thật đáng sợ. Nghĩ đến đây đầu tôi như tê dại đi, xương sống phát lạnh, nổi óc khắp mình. Lúc này chúng tôi không hẹn mà đồng chú ý đến một lu to nơi góc tường. Lu này cao khoảng 1m5, nắp lu bằng gỗ, có tay cầm. Nhưng giờ lu đang đậy nắp ngược, nghĩa là tay cầm quay vào trong, thành lu in đầy vết trắng, đu đeo, quần thảo. Ắt là lão phi ở trong đó rồi. Chúng tôi gọi nhỏ. Ông chủ ơi, mãng xà rút rồi, ông mau ra đi. Gọi hoài mà không nghe động tĩnh gì. Chúng tôi có cảm giác không hay, bèn tới gần, run rẩy dở nắp lu ra. Nhìn thấy ông phi toàn thân co rúm, mắt tái nhợt, mắt trợn thè lưỡi, 10 ngón tay bấu chặt vào nắp lu đến chảy máu. Ông chết thảm đến chẳng nỡ nhìn. Có lẽ nào lão Vi vừa thấy bầy mãng xà tiến vào thì biết mình không xông ra được, liền chui vào lu và kéo nắp đậy lại. Con rắn chúa thù ông thấu xương, dễ gì chịu buông tha. Nó ôm phẫn nộ cực điểm, hợp cùng bầy mãng xà vây quanh lu, dốc toàn lực tấn công. Bầy rắn đã đè chặt nắp lu, không cho chút không khí chen vào, khiến lão Vi bị chết ngợp trong đó. Chuyện khủng khiếp chưa từng có này nhanh chóng được đồn lan khắp vùng rồi khắp thôn làng. Riêng dân chúng trong địa phương này chẳng còn ai dám giết rắn nữa. Câu chuyện thứ 6: giết rùa ăn, chịu quả báo lửa thiêu cháy. Ở Thượng Hải có ông họ Vương, bình thường rất ưa ăn thịt rùa, nhưng cách chế biến thức ăn của ông rất khác người. Ông chế nước ngập nồi, dùng nắp đậy kín nồi. Ở giữa nắp có khoét một lỗ hổng to cỡ đầu rùa. Ông bỏ rùa sống vào, sau đó mới đun lửa. Khi nước trong nồi dần nóng lên, con rùa bị độ sôi nung nấu, đau không chịu nổi,
nó bèn thò đầu lên lỗ họng đó, há miệng thở. Lúc này ông đem nước sốt gia vị đã thắng sẵn, đang sôi, rót vào miệng rùa, ép nó rụt đầu vào chảo lại. Mục đích của ông là để cho nó gia vị thẩm thấu vào toàn thân rùa, như vậy thịt rùa sẽ rất ngon. Nhưng ông chẳng mãi may nghĩ đến nỗi thống khổ của rùa. Bên trong thì nước sôi làm bỏng tanh gan, bên ngoài thì bị nung đốt. Con rùa đang sống mà ông hành hạ nội công ngoại kích thật dã man. Chưa hết, rùa đang oằn quại, đau đớn, dãy dụa trong nước nóng, rồi chịu không nổi độ nước sôi, hành hạ dày vò, muốn trốn cũng không có cửa, cầu sống không có đường. Thế là nó đành nhô đầu ra khỏi cái lỗ hổng trên nắp để giải nhiệt tiếp. Lúc này ông Vương tàn nhẫn, lại tiếp tục rưới nước gia vị đun nóng, có đủ muối, dầu, giấm, ớt tiêu. Rùa bỗng rát cả lòng, vội rút đầu xuống. Cảnh thò thò, rụt rụt, cứ thế tái diễn nhiều lần, và cuối cùng thì rùa chết đi trong tột cùng thống khổ. Vì tham ăn sướng miệng mà ông Vương đành tâm giết hại quá tàn nhẫn, rồi ông Vương cũng dùng xong món thịt rùa. Mười mấy ngày sau, một đêm nọ, ông đang nằm ngủ tại căn gác, thì tầng trệt bỗng dưng phát hỏa, lửa thiêu rụi cả cầu thang, cháy lan tới phòng ngủ của ông. Thiêu đến chăn mền thì ông mới giật mình tỉnh dậy. Trong lúc kinh hoảng ngơ ngác, ông định xuống lầu lánh nạn, thì thấy cầu thang gỗ đã cháy mất tiêu. Phía dưới giờ là một biển lửa vô phương đi xuống. Ông muốn chui ra cửa sổ để sinh tồn, nhưng song cửa sắt khe hở quá hẹp, nên dù ông tận lực chui ra mấy lần cũng không thể. Chỉ ló được cái đầu ra và mắc kẹt ngay tại đó. Vô phương tiến thoái. Ông đang gào thét thì xe cứu hỏa đến. Lửa dữ cháy tràn lan trên đất, đầu ông thì bị kẹt nơi song sắt như bị nướng nóng thêm. Ông há to miệng gào thét kêu cứu. Viên cứu hỏa cầm vòi nước không ngừng xịt vào chỗ song cửa. Ông bị nước sôi bắn vào miệng đau đớn, hệt như cảnh ông hành con rùa xưa kia. Cái đầu kẹt ngoài song không ngừng nuốt nước sôi. Lúc đó có lẽ ông cũng thấm thía nỗi khổ thảm thiết mà con rùa đã nếm. Và cứ thế, ông Vương cuối cùng chết trong biển lửa. Cách thức giết rùa ăn của ông Vương đã khiến ông phải nếm trải khổ hình tương tự. Nhân quả báo ứng quả thực không dối. Khi sống, ta dùng ác tâm giết hại loài vật thế nào thì sẽ bị chính ác tâm ấy làm hại mình. Đây chính là ông Vương tự khiến mình rơi vào lò lửa thiêu nóng. Trong kinh Pháp Cú ghi: yêu nghiệt mà gặp phúc là ác kia chưa chín, đến khi quả ác chín thì tự thọ tội khốc liệt. Ông Vương nhận thọ quả báo thực khiến người ta phải kinh sợ. Cảnh ông chết thật là đau đớn, khó khăn. Phải hiểu là ta giết bất kỳ động vật như thế nào thì sẽ bị báo ứng đương đương như vậy. Mong những vị ưa sát sinh hãy suy nghĩ mà cẩn trọng. Giết hại tê tê, sinh con ra giống y như tê tê. Vào năm 1948, thôn Sâm Châu, Đạm Biên, Malaysia, có một người nông dân rất nghèo tên là Trương Thu Đàm. Một hôm nọ, lúc ông đang cày ruộng, bất chợt thấy một con tê tê. Ông liền vứt cày để đuổi bắt nó. Tuy nhiên, nó đã nhanh chân chạy vào một hang núi để trốn. Ba người con trai của ông nghe vậy liền chạy đến để tìm cách bắt, nhưng cũng không được. Lúc đó, vợ ông là Bành Tiên, mới 39 tuổi, đang mang thai, cũng tham gia đuổi bắt con tê tê. Chị ta lại lập mưu kế rất hay, đó là đốt củi trước cửa hang, lùa khói bay vào. Như vậy, con tê tê bị ngợp khói trong hang, nhất định sẽ bò ra. Họ đốt củi suốt nửa ngày,
mặt ai cũng đỏ bừng vì nắng và lửa khói. Nước mắt giàn giụa, vẫn không thấy bóng của con tê tê đâu. Cả gia đình thất vọng, bèn ủ rũ đi về. 5 tháng sau, cô Bành Tiên sinh ra được một người con gái có hình thù rất đáng sợ, giống y như con tê tê vậy. Khi sinh ra đứa bé,